Các ngươi cái này mấy vạn một trưởng bối, còn muốn đánh vỡ thập phương đạo thiên kết giới cùng hắn tính toán, khiến người ta chế giễu. Dạ Nhất ha ha cười nói. Khương Ám bọn họ có thể nói cái gì? Bọn họ khẳng định biết, Lý Thiên Mệnh chỉ là châm lửa, chân chính phiền phức chính là, thập phương đạo cung muốn thu thập bọn họ. Luận thân phận, bọn họ vào đạo cung, trên mặt nổi vẫn là lấy đạo cung thân phận làm chủ, một khi bọn họ lúc này thời điểm đứng tại hoàng tộc bên này, đạo cung thì có lý do đi thanh tẩy sạch bọn họ. Chức vị thân phận, từ trước đến nay đều ở gia tộc thân phận trước đó. Hiện tại, thượng cổ hoàng tộc càng biệt khuất, nhất là vừa mới những cái kia động thủ. Cứ tính như vậy, Đông Dương phần hai mắt phun lửa nói. Người đi về hỏi hỏi người cha, hắn có thể làm thế nào? Hắn muốn truy Đông Dương Lăng, thì không quản được đạo cung. Hiện tại đối thủ thiếu sao? Khương Ám nhìn hằm hằm hắn liếc một chút. Gia gia của ta Băng Hà, liền đạo cung những thứ này chó mèo đều đi ra Dương Oai. Rất tốt, một ngày nào đó, diệt tuyệt bọn họ. Đông Dương phần tức giận đến nổi gân xanh. Đừng nói loại lời này, nếu có thể diệt, thần quốc thành lập trước đều diệt, sẽ còn để bọn hắn sinh tồn đến bây giờ. Ngươi làm thập phương trấn ma trụ là ăn chay đó à? Khương Kiêu im lặng nói. Rất hiển nhiên, bọn họ chỉ có thể ăn quả đắng. Đông Dương phần, mang theo người người đi nhanh lên. Dạ Nhất trầm giọng nói. Chờ xem, Đông Dương phần nhìn thoáng qua khí định thần nhàn Lý Thiên Mệnh, cười lạnh một tiếng. Đi. Chờ một chút, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Sau khi nói xong, hắn dùng Đông Hoàng kiếm nhách lên Đông Dương trước đầu, đánh bay ném cho Đông Dương phần, nói, mang về đi, một cái thùng nước, đầy đủ lắp. Bất quá, hắn quên thập phương đạo thiên kết giới còn ở đây. Kết quả là, Đông Dương trước đầu đâm vào kết giới phía trên, lại rớt xuống, gãy nhiều lần. Tràng diện một lần tĩnh mịch. Tốt xấu hổ a, Lý Thiên Mệnh che mặt. Đại hoàng tử Đông Dương phần hít một hơi thật sâu, mặt đã là tử sắc. Dục đế lập thái tử ngày ấy, hắn cũng là loại này sắc mặt khó coi. Đời này tổng cộng chỉ có hai lần. Lý Thiên Mệnh, từ hôm nay trở đi, toàn bộ hoàng tộc đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Rất nhiều nhân nộ nói. Không sao, sớm muộn đều sẽ nhớ kỹ. Theo Lý Mộ Dương chi tử cái thân phận này nhìn, vốn là đã định trước không chết không thôi. Cứ như vậy, thập phương trấn ma kết giới đóng lại, thiên địa bảng quyết chiến 1 triệu người xem rời đi, ám điện ngự thú sư nhóm cũng trở về. Thập phương đạo cung, cái này mới khôi phục thuộc về học cung yên tĩnh. Chỉ là tại mọi người trong lòng, Lý Thiên Mệnh tại cái này thập phương đạo cung, đã theo người người coi thường, đến trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thậm chí, là toàn bộ cổ chi thần quốc, ở độ tuổi này đệ nhất. Đông Dương trước thực lực, tiếp cận sư tôn ta Diệp Thiếu Khanh. Lý Thiên Mệnh ám đạo. Hắn rõ ràng biết, tiến bộ của mình tốc độ có bao nhanh. Bây giờ, hắc ám cánh tay, thái nhất tháp. Thái cổ hỗn độn cự thú chi thể tăng thêm vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, hắn xác thực so Lý Vô Địch nhanh hơn nhiều. Lấy thực lực bây giờ, trở về Đông Hoàng cảnh, tuyệt đối tính toán một phương cường giả. Đông Dương trước ngược lại cũng không kém, Lý Thiên Mệnh chủ yếu thắng ở thủ đoạn nhiều, cộng sinh thú nhiều, còn có thần văn sư thân phận, lần này Hải Linh Thư xác thực giúp đại ân. Dù sao, đây là thập phương đạo thiên kết giới bên trong chiến đấu. Khác hoàn cảnh. Chính mình muốn mạnh mẽ chế tạo thành biển cả, đối phương chưa chắc sẽ ở lại bên trong. Bình thường tới nói, coi như tăng thêm linh nhi, muốn đấu địa thánh cảnh đệ thất trọng còn rất khó. Có điều, ta lập tức có cổ chi thần nguyên. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh cười. Lúc này thời điểm, mấy vị điện vương cùng ám điện điện chủ Dạ Nhất, đều đi tới bên cạnh hắn. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, gặp qua Dạ điện chủ, Lý Thiên Mệnh nói. Người biểu hiện không tệ. Một hồi không có việc gì liền đi ám điện, đạo thiên cung, tìm cung chủ nhận lấy cổ chi thần nguyên đi thôi. Sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, đêm cười nói. Vâng, có khí phách, có ngộ tính, có thiên tư, so nghĩa phụ của ngươi mạnh hơn nhiều. Dạ Nhất tán thưởng nói. Nghĩa phụ ta rất nghiêu, Lý Thiên Mệnh cười nói. Châu là châu, thì là một bộ rất chảnh dáng vẻ, rất cần ăn đòn. Dạ Nhất nói. Hắn vừa rồi bá khí bá vô xong. Ép tới Đông Dương phần sắc mặt xanh lét tử, nhưng tự mình trò chuyện, Lý Thiên Mệnh phát hiện, đây cũng là cái không tệ trưởng bối, trên thân rất có giang hồ khí. Được, ta đi trước, đừng quên người cổ chi thần nguyên. Dạ Nhất nói, điện chủ yên tâm, bảo bối này muốn là quên, cái kia chính là não tử xảy ra vấn đề. Đêm một giờ đi thời điểm, thượng cổ hoàng tộc người còn chưa đi xong.
Lúc này thời điểm, Khương Ám bọn họ năm cái điện vương, mang theo một nhóm mang theo mũ rộng vành nam tử, đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Thiên Mệnh, vị này là thần quốc thái tử, Bạch Mặc nhàn nhạt giới thiệu nói. Lý Thiên Mệnh chút thời gian trước nghe nói, vị này là dục đế con thứ 9, tên là Đông Dương Phong Trần. Dục đế đăng cơ về sau, 3 ngày thì quả quyết lập hắn làm thái tử. Nghe nói Đông Dương Phong Trần hết sức trẻ tuổi, là dục đế con thứ 9. Trên mặt hắn có lụa đen, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhìn đến, mặt của hắn rất kỳ quái, bởi vì có một nửa là màu đen, mà lại không giống như là bớt. Hắn hé mắt, có thể cảm nhận được, trước mắt cái này thần quốc thái tử, là một cái người rất khủng bố. Kinh khủng ngược lại không phải là thực lực, mà chính là ánh mắt cùng ý chí, so Đông Dương Phần mạnh hơn nhiều. Đông Dương Phần tính khí nóng nảy, mà cái này một vị rất tĩnh mịch. Có thể trở thành thần quốc thái tử, nếu là không có một chút thiên phú, thủ đoạn, đó mới kỳ quái. Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, hắn cộng sinh thú có thể có mấy cái đầu. Đúng vào lúc này, cái kia thần quốc thái tử đã cùng Dạ Nhất, Bạch Mặc bọn họ hàn huyên qua, sau đó nhìn lại, hỏi. Lý Thiên Mệnh, thực lực của ngươi cùng tu hành tốc độ, đều vô cùng kinh người, lệnh ta bội phục. Điện hạ quá khen, Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt của ta sẽ không sai, người tương lai tuyệt đối là đệ nhất thần nhân. Đúng rồi, qua chút thời gian, cũng là thần quốc long trọng nhất, yên hỏa tiết. Phụ hoàng ta, đến lúc đó sẽ làm một cái yến hội, không ngoài dự liệu, người sẽ tiến mời bảng danh sách. Thần quốc thái tử nói chuyện không nhanh không chậm, rất có phong cách. Vừa rồi tại chỗ tất cả thượng cổ hoàng tộc, đều hận không giết được Lý Thiên Mệnh, nhưng là hắn không có. Chí ít, nhìn không ra sát niệm, ngược lại thật giống là có vẻ tán thưởng. Thiên Mệnh, còn không mau tạ bệ hạ, tạ thái tử. Bạch Mặc chỉ thị nói. Lý Thiên Mệnh liền an bài làm theo, cảm ơn một trận. Bất quá, hắn đối cái này cái gọi là, yên hỏa tiết thịnh yến, không có chút nào hiểu rõ. Yên hỏa thịnh yến, ngày ấy, phụ hoàng ta cũng sẽ nhìn đạo cung đệ tử biểu hiện, những năm gần đây đạo cung đệ tử trẻ tuổi, biểu hiện cũng không tệ, đem chúng ta Đông Dương hoàng tộc đều cho so không bằng. Nói không chừng, đạo cung năm nay, còn có thể nhiều mấy cái người đệ tử, nắm giữ tiến, thượng cổ thần táng, danh ngạch đây. Thần quốc thái tử khẽ cười nói. Thái tử nói đùa, cái nào một lần, thượng cổ thần táng, mở ra, không phải hoàng tộc hậu nhân chiếm cứ 4/5 trở lên. Đạo cung đệ tử, cơ hồ mấy trăm năm qua, đều không có thu hoạch gì. Bạch Mặc mỉm cười nói. Lần này, có lẽ không đồng dạng, thần quốc thái tử nói. Không biết thái tử có thể hay không quá tuổi, Bạch Mặc hỏi. Lần này, thượng cổ thần táng, mở ra quá sớm, so dự tính sớm hơn 40 năm, có thể là trời cao chiếu cố đi, ta đúng lúc còn có thể vào một lần. Thượng cổ thần táng là đại lục đệ nhất kỳ tích, là nó sáng tạo ra đạo cung, cũng sáng tạo ra chúng ta thượng cổ hoàng tộc, dù là chỉ là đi vào tham quan, cái kia đều hưởng thụ vô cùng. Thần quốc thái tử cảm khái nói. Thái tử thật sự là may mắn, từ xưa đến nay, đều không người có thể đi vào thượng cổ thần táng 2 lần. Phương diện này, thái tử có thể tính thiên cổ đệ nhất nhân. Bạch Mặc nói là lời khen tặng, nhưng ngữ khí so sánh lãnh đạm. Vị Lai Điện Vương nói đùa, lần trước không thu hoạch được gì, lần này sợ cũng sẽ không quá tốt. Dù sao, thượng cổ thần táng, chi thần diệu, không phải ta các loại phàm nhân có thể hiểu thấu đáo. Chỉ có đại cơ duyên thế hệ, mới có khả năng thu hoạch to lớn, đi ra sáng tạo lịch sử. Thần quốc thái tử cực kỳ hâm mộ nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn một chút Lý Thiên Mệnh, hơi hơi híp một chút ánh mắt, nói, ta nhìn, Lý Thiên Mệnh chính là người như vậy. Thái tử điện hạ ánh mắt, xác thực rất không tệ. Lý Thiên Mệnh đồng dạng mỉm cười. Đối phương tam phương 4 lần nâng lên chính mình, Lý Thiên Mệnh lười nhác lại nói, quá khen, loại hình. Loại này dối trá đối thoại, quả thực lãng phí thời gian. Ha ha, thần quốc thái tử cùng hắn người bên cạnh cùng một chỗ cười. Thiên Mệnh, yên hỏa tiết ngày ấy. Ngươi có thể nhất định phải tới, ngươi thật có ý tứ. Có ngươi tại, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt. Thần quốc thái tử nói. Lý Thiên Mệnh từ chối cho ý kiến, cụ thể chi tiết, hắn chả muốn Bạch Mặc hỏi rõ ràng. Các vị, cáo từ. Sau khi nói xong, bọn họ tại vui mừng trong lúc cười rời đi, Khương Ám bọn họ phụ trách đưa người. Chờ bọn hắn sau khi đi. Bạch Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, nói, hôm nay làm rất tốt. Ngươi cái này tốc độ phát triển, so Lý Vô Địch còn hung mãnh. Có ngươi mở cái này đầu,
đè ép một chút hoàng tộc, tiếp đó, chúng ta có thể khai triển từng bước một động tác. Việc rất nhỏ, Lý Thiên Mệnh nói. Vì giết ngươi, 1 triệu thánh tinh đều đem ra, Đông Dương phần thật đúng là bỏ được. Vi Sinh Vũ mặt lắc đầu nói. Chuyện này Đông Dương trước chính mình thừa nhận, cho nên, bọn họ không có nghĩ sâu vào quá nhiều. Điện Vương, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía vị lai Điện Vương. Ta biết ngươi muốn hỏi, Yên Hỏa Thịnh Yến, cùng, Thượng Cổ Thần Táng, sự tình, vừa đi vừa nói đi. Bạch Mặc nói. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Thiên Mệnh hiện tại thành Thập Phương Đạo Cung lớn nhất chú mục đệ tử, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có rất nhiều người lấy kính sợ, ánh mắt nhìn hắn. Cho dù là Khương Thị Hoàng tộc hậu nhân, ngay từ đầu rất nhiều người đều có ý kiến cùng chỉ trích, hiện tại trên cơ bản bị khuất phục. Liên Cửu Minh nhất tộc cũng dám hô ra miệng, còn có ám điện binh mã xuất động đến bảo hộ hắn, về sau ai dám trêu chọc. Thiên Mệnh, người có thể từng nghe nói, cổ chi thần quốc, là từng sinh ra, thượng thần quốc độ. Trên đường, Bạch Mặc hỏi. Nghe nói qua, chẳng lẽ là thật? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dĩ nhiên không phải, đây là tầm thường dân chúng đoán mò. Chúng ta ai cũng chưa thấy qua thượng thần. Thần độ cao, cổ chi thánh cảnh đều chỉ có thể nhìn lên. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, cái kia chính là cổ chi thần quốc cương vực bên trong, có một tòa thượng thần, mộ táng. Mà lại, cái này mộ táng đến bây giờ vẫn tồn tại, đã có tiếp cận 10 lịch vạn niên sử. Bạch Mặc chân thành nói. Thượng thần mộ táng, Lý Thiên Mệnh ngây ngốc một chút. Đúng. Vì cái gì xác định là thượng thần mộ táng? Chẳng lẽ có văn bia nói rõ, đây là một cái thượng thần chi mộ? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không có. Bạch Mặc cười cười, nói, nhưng là, cái này vài vạn năm đến có rất nhiều người đi vào tận mắt nhìn qua, ta tại lúc còn trẻ cũng đi vào qua một lần. Ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối là thần mới có tạo hóa, những cái kia không thể tưởng tượng đồ vật, dùng ngôn ngữ miêu tả đều trắng xám bất lực, chỉ có tránh thức thấy, người liền sẽ minh bạch, chỉ có thần tử, mới có thể mai táng ở loại địa phương này. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy khẳng định. Ở bên cạnh hắn, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ 4 người trẻ tuổi, đều toát ra hướng tới thần sắc. Còn có một cái trọng yếu nhất chứng minh, Bạch Mặc nói. Bọn họ dựng lên lỗ tai. Đã từng, chúng ta Thập Phương Đạo Cung tổ tiên, tại Thượng Cổ Thần Táng bên trong, đến khu này cương vực cái thứ nhất thần vật, Thập Phương Trấn Ma Trụ, từ đó quật khởi, sáng tạo Thập Phương Đạo Cung, thành là lớn nhất tông môn, thống ngự bây giờ cổ chi thần quốc cương vực 30.000 năm. Đã từng, Cửu Minh nhất tộc tổ tiên, cũng là tại Thượng Cổ Thần Táng bên trong, đạt được cái thứ hai thần vật luân hồi kính diện. Từ đó lột xác thành Thượng Cổ Hoàng tộc, đánh tan Thập Phương Đạo Cung, thành lập thần quốc, thống trị đến bây giờ. Cho nên nói, mặc kệ là Thập Phương Đạo Cung vẫn là Thượng Cổ Hoàng tộc, đều bởi vì Thượng Cổ Thần Táng mà quật khởi. Nếu không, thần quốc đến bây giờ đoán chừng đều là hoang dã, tiểu tông môn san sát. Bạch Mặc giới thiệu nói. Nói thật, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều sợ ngây người. Cái này hai đại thần vật, khẳng định bắt nguồn từ chân chính thần. Điều này hiển nhiên nói rõ, cái chỗ kia chôn giấu lấy thượng thần. Thập Phương Trấn Ma Trụ cùng luân hồi kính diện uy lực cùng tạo hóa, cũng đã chứng minh điểm này. Bạch Mặc nói. Chờ chút, Lý Thiên Mệnh rung động sau khi, hắn chợt nhớ tới một chút, sau đó lấy ra Đông Hoàng Kiếm. Bạch Mặc cười, nói, không sai, Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp, đều đến từ Thượng Cổ Thần Táng. Là các người đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu đoạt được. Bọn họ cùng mặt khác hai đại thần vật khác nhau chính là, bọn họ giống như cho đến nay, đều không bị khai quật ra toàn bộ uy lực, mà lại, bọn họ cự tuyệt Lý Thị Thánh tộc lấy người bên ngoài. Người tương lai nếu có thể đem hai thứ này thần vật, khai quật thành luân hồi kính diện cùng Thập Phương Trấn Ma Trụ dạng này, nói không chừng, còn có thể sáng tạo một cái càng lớn thần quốc. Lợi hại, Lý Thiên Mệnh một mực nghe nói, Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp là thần vật. Là thượng thần đoán tạo thần binh. Hắn vẫn cho là chỉ là vô căn theo phỏng đoán, không nghĩ tới, bọn họ thật sự có lai lịch. Nghe, giống như cái kia Thượng Cổ Thần Táng, là thần quốc cương vực bên trong cường giả khởi nguyên. Lý Khinh Ngữ thẻ lưỡi, có chút kinh thán nói. Khinh Ngữ nói đúng, Bạch Mặc mỉm cười, sau đó nói, Thượng Cổ Thần Táng, ở vào Trầm Uyên chiến trường thần quốc cương vực bên trong, ở vào thần đều phương Bắc. Trước mắt hoàn toàn bị thần quốc đem khống. Thần quốc thậm chí tại phía trên kia kiến tạo một tòa thành trì, được vinh dự, thứ hai thần đều, lại hoặc là gọi, Trầm Uyên thần đều. Có đại lượng thượng cổ hoàng tộc cường giả tọa chấn. Cái này thần táng còn sẽ mở ra? Lý Thiên Mệnh hỏi.
Đương nhiên sẽ, không mở ra, các vị tổ tiên sao có thể vào. Nói như vậy, bình thường đều là 50 năm trở lên mở ra một lần. Thời gian dài thời điểm khả năng mấy trăm năm, hoàn toàn không có quy luật mà theo. Nhưng, thượng cổ thần táng mỗi lần mở ra, đều sẽ cho, thứ hai thần đều, mang đến 3 lần động đất làm báo hiệu. 3 tháng trước, thứ hai thần đều đã động đất 3 lần, dựa theo lịch sử kinh nghiệm, yên hỏa tiết về sau, thượng cổ thần táng thì sẽ mở ra. Lần này khoảng cách lần trước mở ra, kỳ thật chỉ có ngắn ngủi 8 năm. Theo ghi chép phía trên nhìn, thời gian này khoảng cách, là trong lịch sử ngắn nhất một lần. Cho nên, chúng ta đều rất rung động. Sau đó, chúng ta suy đoán, thần táng bên trong, chẳng lẽ phát sinh biến hóa gì? Nói lên những thứ này, Bạch Mặc vẫn rất hướng tới. Điện Vương, lần này thần táng mở ra, các ngươi sẽ đi vào sao? Lý Thiên Mệnh nhớ đến, cái kia thần quốc thái tử Đông Dương Phong Trần, giống như đi vào qua một lần. Chúng ta vào không được, thần táng cửa lớn có hạn chế, tuổi tác vượt qua 30 tuổi thì không đi vào. Bạch Mặc nói, dạng này a, cái kia ta đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu vì sao có thể vào? Hắn phá kiếp đều dùng 50 năm, Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói là bởi vì, hắn cải lão hoàn đồng về sau, số tuổi tương đương một lần nữa tính toán, chỗ để trốn thần táng hạn chế. Bạch Mặc nói, cái kia nghĩa phụ ta Lý Vô Địch, chẳng phải là có thể vào. Lý Thiên Mệnh cả kinh nói, chỉ sợ không được, chúng ta kiểm tra qua, hắn cái này phá kiếp phương thức thuộc về cực đoan loại hình, cùng truyền thống khác biệt, hắn cũng không có chịu đựng tiêu hao thọ nguyên tiểu mệnh kiếp, mà chính là đem phá kiếp sau hiệu quả và lợi ích, chuyển hóa đến cảnh giới tu vi phía trên. Thân thể của hắn số tuổi, đã vượt qua 40. Bạch Mặc nói, Lý Thiên Mệnh xác thực phát hiện, Lý Vô Địch cũng không có cải lão hoàn đồng. Hắn tính toán một cái, nếu như tính toán thân thể số tuổi, chính hắn chỉ sợ vừa vặn kẹt tại 30 tuổi trên cái điểm kia. May mắn, tại thành tựu thánh cảnh thời điểm, hắn có một lần cải lão hoàn đồng cảm giác, cả người giống như trẻ rất nhiều. Hắn lớn lên non, bây giờ nhìn lại thì 17-18 tuổi. Hắn đoán chừng, dựa theo vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phép tính, thân thể của hắn tuổi tác, hẳn là sẽ không vượt qua 30. Vì cái gì cái này thượng thần, muốn lựa chọn 30 tuổi trở xuống người đi vào a? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Cái này một chút phức tạp, chủ nếu là bởi vì, đối tiềm lực vì thiên chi thánh cảnh, cổ chi thánh cảnh ngự thú sư tới nói, 30 tuổi trở xuống, là tu hành cao bạo phát kỳ. Là trong cuộc đời tiến bộ hung mãnh nhất thời điểm. Bỏ lỡ số tuổi này, người tính dẻo sẽ thấp rất nhiều người đều định hình. Lấy thiên chi thánh cảnh tới nói, 30 tuổi đến 70 tuổi, tu hành tốc độ thì tiếp tục hạ xuống. Tiến bộ càng ngày càng khó. Đến 100 tuổi, trên cơ bản cũng là cả đời cao điểm. Sau đó cái này cao điểm sẽ kéo dài đến 150 tuổi. Đến đón lấy bắt đầu già yếu. Thiên chi thánh cảnh đại nạn là 300 tuổi, nhưng trên cơ bản 252 bên, người liền không có. Nói lên những thứ này, Bạch Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng. Mỗi người đều chạy không thoát đại nạn, người cuối cùng sẽ chết. Thiên mệnh, rất nhiều người coi là, cường giả coi như chết giả. Trước khi chết đều vẫn là rất mạnh. Kỳ thật đây là sai. Bởi vì, chết già, là một cái chậm rãi quá trình, là tòng thánh nguyên lưu trôi qua bắt đầu, cảnh giới bắt đầu sụp đổ, huyết nhục bắt đầu suy kiệt, toàn bộ quá trình tiếp tục trăm năm, thẳng đến lá rụng về cội, hết thảy thánh nguyên trả lại thiên địa linh khí, hết thảy huyết nhục trả lại khắp nơi, người mới sẽ triệt để thọ nguyên hao hết mà chết. Muốn là một cái lão đầu, thọ nguyên hao hết trước đó, còn có thể đại chiến một trận, cái kia thuần túy là vô nghĩa. Người đời này, cũng là nửa đời trước lược đoạt thiên địa, tuổi già bị thiên địa cướp bóc. Cái kia trả lại, đều phải còn. Bạch Mặc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch hắn ý tứ. Chiến tử là ngoại lệ, nếu thật là chết già, trước khi chết, trên người hết thảy đều sẽ rỗng. Tóc trắng, nếp nhăn, khom người, đây đều là huyết nhục suy kiệt mang tới. Một khi trên người có những thứ này đặc thù, như vậy, người này coi như đã từng là cường giả. Hiện tại cũng là tuổi già, tay trói gà không chặt. Chỉ có Lý Thiên Mệnh loại này sáng long lanh, khí huyết tràn đầy tóc trắng, mới là ngoại lệ. Bạch Mặc hiện tại trăm tuổi khoảng chừng, hắn xem ra thì cùng là Chu Tước Quốc bách tính hơn 40 tuổi một dạng, so hơn 60 vệ thiên thương còn trẻ, chờ hắn bề ngoài cùng vệ thiên thương tương tự thời điểm, đoán chừng đã 150. Cái kia chính là suy sụp bắt đầu. Thậm chí, hiện tại Bạch Mặc, tu vi đã không có khả năng tiến bộ. Cho nên nói,
Thiên chi thánh cảnh danh xưng có 300 thọ mệnh, nhưng chánh thức khiến người ta thoải mái, chỉ có phía trước 100 năm, phía sau cùng cái kia 100 năm, cùng trăm tuổi phàm nhân chi già yếu, không có gì khác biệt. Càn đế 300 tuổi sinh con, cùng phàm nhân hơn 50 già mới có con không có gì khác biệt. Nhưng, tiếp qua sau mấy năm, hắn đoán chừng liền không có bản lãnh này. Thiên chi thánh cảnh, trên cơ bản trăm tuổi về sau, thì rất không có khả năng sinh dục. Thiên địa pháp tắc rất tàn khốc. Cho nên, vạn cổ trường thanh con đường, mới có thể càng dữ tợn. Loại kia trơ mắt nhìn lấy trên người lực lượng trôi qua, nhìn lấy huyết nhục bắt đầu giả yếu hoảng sợ cùng thống khổ, tất cả cường giả nhất định phải tiếp nhận. Liền xem như cổ chi đại đế, đều phải như thế. Nói cách khác, càn đế tuyệt không có khả năng là chết giả, hắn là cổ thánh, 300 tuổi thuộc về vừa qua khỏi thời đỉnh cao, tu vi sẽ bắt đầu giảm xuống, chỉ ít sẽ còn hạ xuống hơn 100 năm, hết thảy về không, liền thú nguyên đều bị thiên địa đoạt lại đi, hắn mới sẽ chết giả. Hiện tại, hắn nhiều lắm là tính toán chết bất đắc kỳ tử. Còn như thế nào chết bất đắc kỳ tử, ai biết được. Nói không chừng là sợ hãi già yếu, tự sát. Dù sao, hoàng tộc người thường xuyên làm như vậy, thoáng qua một cái thời đỉnh cao thì tự sát, đằng sau một cái chậm rãi tử vong quá trình, không ai nguyện ý tiếp nhận. Bạch Mặc mỉa mai cười một tiếng. Đệ nhất hùng tài, bỗng nhiên không có, cũng là một loại châm chọc. Lý Thiên Mệnh bọn họ còn trẻ, bình thường tới nói, cần phải ý giải không được Bạch Mặc cùng càn đế bọn họ, loại này đối mặt già yếu cùng sợ hãi tử vong. Nhưng kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cảm thụ càng sâu, bởi vì hắn vừa mới cùng trời chiếm 5 năm mệnh A. Một khi không thành công, qua tu hành bạo phát kỳ, vậy cũng chỉ có thể nhìn lấy thú nguyên tiêu tán, trong vòng mấy năm chết già rồi. Hiện tại hắn dễ dàng rất nhiều. Điện Vương, ta có thể đi vào cái này thượng cổ thần táng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy phải xem ngươi yên hỏa thịnh yến biểu hiện. Thượng cổ thần táng thiết lập tại 30 tuổi trở xuống, vậy khẳng định là càng mạnh đi vào càng tốt. Trên cơ bản mỗi lần đi vào, tối thiểu 26 tuổi đi. Nói đến, cũng liền Đông Dương Phong Trần loại kia, chín đầu cửu anh thiên phú, cấp bậc, mới có thể tại 22 tuổi thì đi vào. Bạch Mặc nói, ngươi không phải nói hoàng tộc đem khống thứ hai thần đô à? Làm sao lại để chúng ta người đi vào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì hoàng tộc cùng thần đô thế lực đã thẩm thấu tiến đạo cung. Trước đây thật lâu, hoàng tộc đệ tử đều tại hoàng cung tu hành. Bởi vì bọn hắn quá nhiều người, cạnh tranh kịch liệt. Cho nên đem Khương thị hoàng tộc cho chuyển tới chúng ta cái này đến, cướp chúng ta tư nguyên. Sau đó, đạo cung đệ tử càng ngày càng nhiều, Khương thị hoàng tộc cùng cổ thị tộc nhóm thế lực đệ tử, thực lực mạnh cũng không ít. Cho nên, hoàng tộc cũng cho phép bọn họ tiến thần táng, sau đó, thuận đường cho đạo cung một số danh ngạch, nhưng trên cơ bản, vẫn là bọn hắn người, đạt được những thứ này danh ngạch. Quyết ra danh ngạch phương thức, cũng là dựa vào tranh đấu. Dù sao kéo dài vạn năm trở lên, coi như công bình. Mà lại nói lời nói thật, thượng cổ thần táng mở ra số lần rất nhiều, đến hôm nay đến, bên trong tựa hồ cũng không có bảo bối gì, còn lại đều là đồ chơi nhỏ, đoán chừng chỉ có thể làm là một cái đỉnh cấp lịch luyện chỗ. Dù sao, không phải ai đều có thể ở bên trong, đạt được Đông Hoàng kiếm loại này thần vật. Bạch Mặc cười nói, thì ra là thế, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi muốn là muốn vào thần táng. Hoàng tộc khẳng định muốn tại Yên Hỏa Thịnh Yến cho ngươi gài bẫy. Ta những ngày qua hỏi một chút cung chủ, nhìn xem ý nghĩ của nàng. Thực lực ngươi bây giờ, muốn tại Yên Hỏa Thịnh Yến phía trên cầm tới, nhập thần táng, tư cách còn có chút khó. Dù sao, đối thủ cạnh tranh số tuổi so ngươi lớn hơn nhiều lắm. Ngươi trước tu hành đi. Đúng rồi, đi lấy cổ chi thần nguyên quan trọng, nếu có dự định, ta sẽ sớm thông báo ngươi. Hết thảy dẹp an toàn làm chủ, Bạch Mặc nói. Minh Bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đã cái này thượng cổ thần táng đều sắp bị đào rỗng, vậy cũng không có gì tốt lo nghĩ. Thần quốc thái tử tại sao ngày hôm nay, mời chính mình tham gia Yên Hỏa Thịnh Yến, làm sao đơn giản như vậy? Khẳng định là thiết lập tốt bẫy dập, các loại Lý Thiên Mệnh hướng bên trong nhảy. Hắn cũng không cho rằng, cái kia thần quốc thái tử giống như đối với mình rất khách khí, liền sẽ là trong hoàng tộc người tốt, sẽ không xem sự khiêu khích của chính mình. Cái này Đông Dương Phong Trần, lại là chín đầu thiên phú. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh rất kinh ngạc. Bởi vì, chín đầu thiên phú, tại thượng cổ hoàng tộc trong lịch sử, trên cơ bản, đều có thể làm phía trên cổ chi đại đế. Cái này, cũng là dục đế vô cùng quả quyết, lập Đông Dương Phong Trần vì thái tử lý do. Thậm chí,
cái này chỉ sợ là càn đế, để dục đế tiên đăng nền quá độ lý do. Xem ra, nếu bàn về thiên phú, Đông Dương trước so với vị này thái tử, kém một mảng lớn. 30 tuổi, chín đầu thiên phú, vừa tốt qua tu hành bạo phát kỳ, không biết vị này thái tử, hiện tại cảnh giới gì. Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ. Hắn có thể trở thành ở độ tuổi này cổ chi thần quốc tối cường giả, chủ yếu cũng là bởi vì ở độ tuổi này, đúng lúc không có có thần quốc thái tử loại tầng thứ này người A. Mặc kệ, liền nghe Điện Vương, đi lấy cổ chi thần nguyên quan trọng. Tiếp đó, hắn cùng bạn bè tách ra, bọn họ trở về vị lai điện, mà Lý Thiên Mệnh thì đơn độc đi ám điện. Lập tức muốn gặp thập phương cung chủ, Lý Thiên Mệnh còn có chút hiếu kỳ, vừa rồi ám điện điện chủ, Dạ Nhất, đều như thế uy mãnh, vị này thập phương cung chủ, lại là bực nào tồn tại. Lần đầu tiên tới ám điện khu vực, bất quá, thủ vệ người đều biết hắn. Tiểu tử không tệ, không chịu thua kém. Bên cửa phía trên mấy cái kia đại thúc, trực tiếp giơ lên Lý Thiên Mệnh, đem hắn ném vào. Cái này cũng quá nhiệt tình. Xin hỏi Đạo Thiên Cung làm sao chạy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ngẩng đầu nhìn bên kia nhìn đến một ngọn núi không có. Thấy được, đỉnh núi cũng là Đạo Thiên Cung. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh, chờ ngươi có cổ thánh thú, nhớ đến cho chúng ta các huynh đệ thưởng thức, không uổng công chúng ta hôm nay thanh thế to lớn đi cứu ngươi. Bọn họ hào sảng nói. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh đối ám điện ấn tượng rất không tệ. Người nơi này giang hồ khí rất nặng, rất giảng nghĩa khí. Nói thật, cũng không phải là nói thập phương đạo cung người nhất định tốt, thượng cổ hoàng tộc nhất định xấu. Mà chính là, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Khác biệt tư duy, thị tộc ý chí cùng tiểu bối giáo dục, khác biệt sinh trưởng hoàn cảnh, thì sẽ sinh ra người khác nhau. Lý Thiên Mệnh ở trong tối điện bên trong hành tẩu, thỉnh thoảng thì có người đi ra, hoặc là nhận thức một chút, hoặc là trêu cợt một chút. Ta dựa vào, đại danh nhân A, đến cho ca ký cái tên. Da thịt rất trắng A Lý Thiên Mệnh, cho thúc mò một cái. Lăn, khác khi dễ người tiểu khả ái, tỷ bảo bọc hắn. Thiên Mệnh, người đây là muốn đi gặp cung chủ A. Người giúp ca hồi báo một chút A, ta sát phách cái kia mập mạp cộng sinh thú lão tại ta cửa đi, ta hướng cung chủ xin đổi chỗ ở. Một đường lên còn quen biết không ít bằng hữu. Thiên Mệnh, tiểu tử ngươi hôm nay câu kia, cửu minh nhất tộc, cho chúng ta chỉnh nhiệt huyết sôi trào. Hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh biểu hiện hôm nay, để bọn hắn thích người trẻ tuổi này. Lý Thiên Mệnh là cái thoải mái tính cách, trên cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ muốn đối phương không mang trong lòng ác niệm, hắn đều có thể chơi đến cùng đi, mở tiểu hoàng. Nói cái gì, hắn có thể am hiểu. Một phút sau, hắn cuối cùng ở trong tối điện ca ca tỷ tỷ, thúc thúc A Di nhóm nhiệt tình bên trong, đi tới Đạo Thiên Cung. Thập phương đạo cung kiến trúc trang nhã mà mộc mạc, căn bản là đen trắng làm chủ, thiên địa linh khí trong sương mù dày đặc, Đạo Thiên Cung xem ra tựa như là tranh thủy mặc. Đạo Thiên Cung không lớn, cửa lớn cũng là đơn giản cửa gỗ, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, những cái kia bức tường bên trên du tẩu lấy rất nhiều thiên văn, huyền diệu phức tạp, hội tụ thành nguyên một đám hắc bạch đồ án, có không thể tưởng tượng hàm ý. Thiên Mệnh, tiến đến. Bên trong bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Cung chủ là nữ. Lý Thiên Mệnh giật mình, hắn chủ yếu là kiến thức nam tính cường giả nhiều, vô ý thức coi là thập phương cung chủ là nam tử. Thanh âm này nghe rất dễ chịu, không tính tuổi trẻ, nhưng cũng không tính quá già, đại khái cùng chưa phá kiếp vệ tịnh không sai biệt lắm. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, đến đây bái kiến cung chủ. Hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, hướng bên trong mà đi. Đây là một cái mộc mạc cùng trang nhã đình viện, bên trong bài trí rất ít, bất quá chỉ có bàn đá, ghế đá mà thôi. Tầm thường bài trí, lại đều không ngoại lệ, đều điêu khắc rất nhiều thiên văn đường vân tạo thành đồ án lẫn nhau tổ hợp, tạo thành khác biệt huyền ảo hiệu quả. Lý Thiên Mệnh bước vào đình viện, dọc theo một đầu đá xanh đường nhỏ đi vào bên trong. Ước chừng đi 500 mét, phía trước có một gian nhà đá đứng ở cửa một nữ tử, nàng chính là thập phương cung chủ. Thẳng thắn nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Lý Thiên Mệnh còn có chút không tin nàng là thập phương cung chủ. Bởi vì, đây là một cái dịu dàng, mộc mạc nữ nhân, xem ra hơn 40 tuổi, không tính là già, nhưng cũng không tính tuổi trẻ. Hắn tóc dài kéo thành một chùm, rủ xuống tại bên hông, thân mặc một bộ xám trắng rộng rãi trường bào, khóe mắt có một ít nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, có vẻ hơi gầy yếu. Lý Thiên Mệnh đến về sau, khóe miệng của nàng treo một tia hơi hơi nụ cười.
Loại nụ cười này để Lý Thiên Mệnh cảm giác rất thân thiết, bởi vì cái này giống như là đã từng Vệ Tịnh. Lý Thiên Mệnh mười mấy tuổi thời điểm luyện võ trở về, Vệ Tịnh liền là như vậy đứng tại cửa ra vào, mặt mỉm cười chờ lấy hắn về nhà. Dạng này một cái đơn giản mà nhu hòa nữ tử, rất khó tưởng tượng, nàng vậy mà toàn bộ cổ chi thần quốc đứng đầu nhất một trong những nhân vật. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh biết, tu vi của nàng đã bước vào cổ chi thánh cảnh, lại trước mắt đã có 200 tuổi, là trước mắt đạo cung lớn nhất lịch duyệt trưởng bối. Nàng tên là Vi Sinh Vân Tịch, là Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạt cô. Thiên Mệnh, tới, Thập Phương Cung chủ Vi Sinh Vân Tịch vẫy vẫy tay, trời chiều ánh mắt xéo qua bên trong, làn da của nàng nhiều chút màu cam lộng lẫy. Cung chủ, Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước, đang muốn hướng trưởng bối hành lễ, có điều nàng nhẹ nhàng nắm một chút, sau đó nói, không dùng câu nệ, ngồi bên này đi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, theo Vi Sinh Vân Tịch tại ghế đá ngồi xuống. Thiên Mệnh, đây là người địa bảng đệ nhất phần thưởng. Vi Sinh Vân Tịch đi thẳng vào vấn đề, mới vừa ở Lý Thiên Mệnh đối diện dưới trướng, nàng liền từ tu di giới chỉ bên trong, lấy ra ba cái hộp ngọc. Hộp ngọc phía trên linh khí nồng đậm, có thánh thiên văn du tẩu trong đó, rõ ràng là thánh linh mỏ. Lấy thánh linh mỏ vì vật chứa, có thể thấy được cái này cổ chi thần nguyên tôn quý. Cảm ơn cung chủ, Lý Thiên Mệnh tại Vi Sinh Vân Tịch loại này ôn nhu mà tinh tế tỉ mỉ trưởng bối trước mặt, hoàn toàn lãng không đứng dậy. Cho đến trước mắt, hắn biểu hiện được lễ phép mà vừa vặn, cùng vừa rồi tại Thập Phương Đạo Thiên Chiến trường táo bạo phách lối, tưởng như hai người. Cảm giác cảm ơn xong về sau, hắn cũng không làm sao khách khí, đem tam đại hộp ngọc trực tiếp thu vào tu di giới chỉ. Ngươi không nhìn một chút là cái gì thần nguyên sao? Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười hỏi. Mẹ ta kể không muốn tại trưởng bối trước mặt mang ra hồng bao. Lý Thiên Mệnh nói. Gia giáo thật tốt, thật sự là cái hảo hài tử. Vi Sinh Vân Tịch nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hào phóng thừa nhận. Nhưng nếu như vậy, ta vụng trộm tăng thêm phần thưởng, chẳng phải là không nhìn thấy, khiếp sợ của ngươi biểu lộ rồi. Vi Sinh Vân Tịch lúc nói chuyện, thời khắc duy trì nụ cười ôn nhu. Tăng thêm phần thưởng, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Nói đến đau đầu, ta đường đường cung chủ, muốn đưa ngươi một số bảo bối, còn phải để ngươi cầm tới địa bảng đệ nhất mới được. Dù sao, hiện tại Thập Phương Đạo Cung, nói huyên thuyên không ít người. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cái này rất bình thường, hiện tại có 6 cái phương điện đều tại thượng cổ hoàng tộc trong khống chế, hết thảy theo quy củ làm việc tình huống dưới, liền xem như cung chủ tự mình đưa tặng, khương ám những người kia khẳng định đều sẽ đỏ mắt, sau đó cổ động đệ tử trẻ tuổi hồ nháo. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đạt được địa bảng đệ nhất, mà địa bảng đệ nhất phần thưởng cũng là cổ chi thần nguyên, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cung chủ, người ban thưởng ta là 3 cái trung phẩm cổ chi thần nguyên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh cảm giác trên trời rơi xuống cự phú. Cổ chi thần nguyên có thể nói là hiếm thấy chân quý, thần quốc trọng bảo. Bất kỳ một cái nào cổ chi thần nguyên, kỳ thật đều không phải là thiên địa tự nhiên sinh ra, mà chính là thiên cấp thần nguyên hấp thu đã ngoài ngàn năm thiên địa linh khí thuế biến mà thành. Một cái thiên cấp thần nguyên, muốn hơn ngàn năm không có bị tìm tới, vốn là rất khó. Cổ chi thần nguyên hết thảy có 3 loại cấp bậc, đồng dạng là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Trước mắt cổ chi thần quốc tồn tại, trên cơ bản đều là hạ phẩm. Trung phẩm, chính là có 102 cấp bậc thần vật. Đó là bởi vì, trung phẩm cổ chi thần nguyên, cần thiên cấp thần nguyên hấp thu 3 đã ngoài ngàn năm thiên địa linh khí, mới có thể thuế biến mà thành. Cái này 3 cái trung phẩm cổ chi thần nguyên, 3.000 năm trước thì tồn tại ở Viêm Hoàng Đại Lục, muốn có được, sao mà khó khăn. Loại này thần vật, cũng không phải cầm về cất giữ 3.000 năm là được, mà chính là cần tại thiên địa đặc thù môi trường tự nhiên bên trong thai nghén. Đến mức cao nhất thượng phẩm cổ chi thần nguyên, làm cho cộng sinh thú nắm giữ 90 trở lên điểm sao, tiếp cận trong truyền thuyết trăm tinh thánh thú. Loại kia thần vật, tại thần quốc vài vạn năm trong lịch sử, đều có thể ngộ nhưng không thể cầu, phải chăng xuất hiện qua cũng không biết. Đơn giản tới nói, trên cái thế giới này, trung phẩm cổ chi thần nguyên, đã là thần nguyên chí tôn, cao nữa là Thiên Mệnh, địa bảng tranh phong trước ta hứa hẹn qua, muốn thưởng địa bảng đệ nhất đệ tử cổ chi thần nguyên, nhưng lại không nói là cấp bậc gì cổ chi thần nguyên. Ngươi yên tâm, bọn họ muốn bởi vậy tìm ngươi phiền phức. Ta vừa vặn có lý do thu thập bọn họ. Vi Sinh Vân Tịch nhẹ giọng cười nói, nàng tuổi tác không nhỏ, bất quá nói lời này, còn có chút dí dỏm. Cung chủ, cái này có thể vạn vạn không được a.
Ngươi không nếu mà muốn, ta hãy cầm về tới. Vi sinh Vân Tịch thân thủ. Ngừng, cảm ơn cung chủ, ta nhất định dùng tốt bọn họ, không phụ cung chủ kỳ vọng cao. Lý Thiên Mệnh nắm tu di giới chỉ. Hí tinh, Vi sinh Vân Tịch dở khóc dở cười nói. Nói thật, Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn là tương đương rung động. Hắn biết, 10 cái hạ phẩm cổ chi thần nguyên giá trị, đều chưa hẳn có thể cùng trung phẩm cổ chi thần nguyên so sánh. Một khi tiến hóa thành công, hắn tại cộng sinh thú đẳng cấp phương diện phía trên, thần quốc cơ hồ không có nhiều người có thể so sánh. Cái này so những người khác cho rằng địa bảng đệ nhất khen thưởng, vượt qua tốt hơn quá nhiều. Cung chủ, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn có chút hoảng. Có chút quá quý giá đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không quý trọng, từ xưa đến nay, bảo vật đưa cho quân tử cùng người hữu duyên. Ngươi hoàn toàn xứng đáng. Không cần lo ngại, Vi sinh Vân Tịch nói. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi muốn là cảm thấy băn khoăn, về sau cường đại, cho thêm ta làm điểm khuôn vác, hoàn lại là được rồi. Vi sinh Vân Tịch mỉm cười nói. Không có vấn đề, sông pha khói lửa, không chối từ, ta cho đạo cung bán mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói chuyện rất thẳng thắn, cùng cha ngươi rất giống. Năm đó ta cùng hắn, còn có qua một đoạn tiểu tiểu sư đồ duyên phận. Vi sinh Vân Tịch nói. Sư đồ. Trách không được. Nàng đối với mình tốt như vậy. Lấy nàng cùng Lý Mộ Dương quan hệ, tăng thêm Lý Thị Thánh tộc quan hệ, cùng Lý Thiên Mệnh tự thân thiên phú tiềm lực trưởng thành, đều là nàng xuất ra cái này tam đại trọng bảo nguyên nhân. Cung chủ, có thể cùng ta nói một chút, hắn là như thế nào người sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhân tính là phức tạp, vài câu từ ngữ không đủ hình dung một người. Ngươi về sau thấy là hắn biết. Minh bạch. Có điều, ta có thể nói cho ngươi, hắn rất tốt. Là đại nghĩa người, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ta tin tưởng hắn, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiên Mệnh, để ta xem một chút Đông Hoàng Kiếm, Vi sinh Vân Tịch nói. Được, Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng Kiếm bày tại trên bàn đá, đưa cho Vi sinh Vân Tịch. Nàng xem thấy chân trời trời chiều, dùng tay vuốt ve lấy Đông Hoàng Kiếm đường vân. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, con mắt của nàng giống như có chút vô thần, còn người nhan sắc rất nhạt. Cung chủ, con mắt của ngươi. Trước kia để, không minh hỏa, nung khô qua, hiện tại mù. Vi sinh Vân Tịch nhẹ nói. Không thể khôi phục sao? Lý Thiên Mệnh rung động nói. Hắn lúc trước một mực không nhìn ra, dù sao Vi sinh Vân Tịch hành động tự nhiên, không nghĩ tới nàng lại là cái người mù. Bình thường tới nói, nếu là phổ thông nguyên nhân đâm mù, cơ bản đều có thể khôi phục. Không thể, bởi vì không minh hỏa, là nắm giữ trăm đầu thánh thiên văn, linh tai. Bên trong thiên địa, không gì có thể phá giải. Vi sinh Vân Tịch nói. Ai làm? Hắn đã chết. Càn đế. Xem ra, thượng cổ hoàng tộc cùng thập phương đạo cung ở giữa, tranh chấp không nhỏ. Thiên Mệnh, nghe nói người đem Đông Hoàng Kiếm một phân thành hai thật sao? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Đúng thế. Trở về thêm nhiều nghiên cứu, đây là thượng thần chi vật, nếu có thể khai quật ra luân hồi kính diện cùng thập phương chấn ma trụ hiệu quả. Nhất định sẽ làm cho ngươi thành làm một đời truyền kỳ. Nghĩa phụ của ngươi Lý Vô Địch một năm bạo phát kỳ sau khi kết thúc, hẳn là sẽ tới gần thần đô đứng đầu cường giả mức độ, mà lại tiền đồ vô lượng. Ngươi kiếp vòng tuy nhiên thiếu, nhưng người mang trọng bảo, mà lại tốc độ tiến bộ rất nhanh, thành tựu tương lai, khả năng so với hắn còn tốt. Vi sinh Vân Tịch nói. Trò giỏi hơn thầy, ta muốn vượt qua hắn rất nhẹ nhàng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi tính cách này. Ngược lại là cùng Lý Vô Địch so sánh tương tự. Ngươi cha ngược lại phải khiêm tốn nhiều. Vi sinh Vân Tịch cười nói. Sau khi nói xong, nàng đứng lên. Đi thôi. Cung chủ, đi nơi nào? Ngươi không có gió thiên ý, thần tiêu kiếm quyết đã tu luyện tới đầu. Đi với ta, đạo pháp tự nhiên điện, ta cho ngươi đề cử một môn chiến quyết. Đa tạ cung chủ, cái kia, nhận lấy thì ngại a. Lý Thiên Mệnh nói. Đã như vậy coi như xong. Không không, vậy cũng không được, cung chủ nhất ngôn cửu đỉnh, ta cũng không thể để ngài nuốt lời. Đuổi theo, muốn ta vịn sao, Lý Thiên Mệnh hỏi. Con mắt ta nhìn không thấy, nhưng tâm lý thấy được. Vi sinh Vân Tịch nói. Được rồi, ta không nói không dùng vịn, Vi sinh Vân Tịch vươn tay. Được rồi, cầm nàng tam đại trung phẩm cổ chi thần nguyên, hiện tại nàng còn muốn cho mình đề cử một môn chiến quyết. Vịn tính là gì, liền xem như lưng. Lý Thiên Mệnh đều phải cho nàng cõng đi qua. Ta nhìn ra được, thân thể ngươi tố chất rất mạnh,
có thể so với cộng sinh thú. Thập phương đạo cung có một môn đặc thù loại hình chiến quyết, không cụ thể phẩm giai, uy lực mạnh nhất có thể so với cổ thánh chiến quyết, ta muốn cho ngươi thử một chút. Vi sinh Vân Tịch nói, có thể so với cổ thánh chiến quyết, hàm ý quá sâu, ta chỉ sợ không thành đi. Lý Thiên Mệnh nói, dù sao, toàn bộ thần quốc bên trong, có thể thi triển cổ thánh chiến quyết người, đều không có mấy cái. Cái môn này chiến quyết không có gì hàm ý, chỉ cần có cường đại thân thể tố chất, càng quan trọng chính là tiếp nhận khó khăn, chịu khổ nhọc năng lực. Nghe nói, các người Lý Thị Thánh tộc phương diện này rất mạnh, cho nên, trong lịch sử cũng chỉ có Lý Thần Tiêu cung chủ, tu luyện tới tiếp cận thiên kiếp kiếm, trình độ. Vi sinh Vân Tịch nói, lại là hắn, hắn làm sao khắp nơi đều tại, âm hồn bất tàn a. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói, người cái này ngốc hài tử, có người nói mình như vậy tổ tiên sao? Vi sinh Vân Tịch gõ gõ đầu của hắn. Không có việc gì, ta cùng tổ tiên quan hệ tốt, hắn không lại so đo. Mà lại hắn hố ta không ít rượu, ăn người miệng ngắn, Lý Thiên Mệnh cười nói. Rất nhanh, đạo pháp tự nhiên điện đến. Đây là thập phương đạo cung ám điện, cất giữ chiến quyết địa phương, các loại chiến quyết rực rỡ muôn màu, trên cơ bản lấy thánh chiến quyết cùng thiên thánh chiến quyết làm chủ. Ám điện chiến sĩ yêu cầu cơ bản nhất, cái kia chính là thánh chi cảnh giới. Bất luận cái gì đạo cung đệ tử nhất định phải thỏa mãn 30 tuổi chi tới trước thánh chi cảnh giới, mới có thể trở thành ám điện một viên. Ám điện chiến sĩ chiến lực, có thể so sánh Đông Hoàng vệ phải mạnh hơn. Trong nháy mắt, đạo pháp tự nhiên điện, cái cuối cùng cung điện đến. Trước mắt là một tòa môn, phía sau cửa là một cái địa động, trong địa động có hướng xuống bậc thang, Lý Thiên Mệnh đi tới nơi này, liền vịn Vi sinh Vân Tịch bước vào trong bóng tối, đi xuống dưới đi. Thiên Mệnh, cái môn này chiến quyết, tên là Bất Diệt Kiếm Thể, hắn tu hành phương pháp, chính là chúng ta đạo cung tổ tiên, theo Thượng Cổ Thần Táng, đoạt được. Vi sinh Vân Tịch vừa đi, một bên giới thiệu. Bất Diệt Kiếm Thể, như thế nào tu hành? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hôm nay nghe quá nhiều hơn Cổ Thần Táng sự tình, hắn sinh ra không ít hiếu kỳ cùng hướng tới. Nghe, dường như thần quốc phạm vi bên trong, tất cả đỉnh phong bảo tàng, trên cơ bản đều đến từ Thượng Cổ Thần Táng. Là cái này thần táng, sáng tạo ra thần quốc cương vực phồn vinh. Cái này một loại chiến quyết, cần đặc thù tu hành phương thức. Nó không cần bao nhiêu cảm ngộ cùng trầm tư suy nghĩ, chỉ cần tại kiếm khí trì, bên trong, dùng, bất diệt kiếm khí, tôi thể, từng bước một đem thân thể chế tạo vì, bất diệt kiếm thể, đem bất diệt kiếm khí, hội tụ tại thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong. Nếu là thành công, tu luyện giả trong lúc phất tay, đều có thể bộc phát ra bất diệt kiếm khí, có thể thả có thể thu. Để cho mình trở thành bất diệt kiếm khí vật dẫn, càng là kiếm khí chủ nhân. Đối với nhục thân tư chất tăng lên, cũng có rất lớn tác dụng. Cho nên, đây là một môn hiếm thấy, luyện thể chiến quyết. Tu luyện bất diệt kiếm thể người, dùng hội bao nhiêu bất diệt kiếm khí, liền có thể bạo phát bao nhiêu uy lực. Toàn bộ quá trình, tổng cộng chia làm 4 cái cánh cửa. Phân biệt là thập kiếp kiếm, bách kiếp kiếm, thiên kiếp kiếm cùng vạn kiếp kiếm. Thập kiếp kiếm cũng là trong kiếm có thể phóng thích 10 đạo, bất diệt kiếm khí, cứ thế mà suy ra, vạn kiếp kiếm, liền có thể trong nháy mắt bạo phát vạn đạo kinh thiên kiếm khí. Mà lại, cái này bất diệt kiếm khí có thể điệp ra tại ngươi thần tiêu kiếm quyết bên trong, lấy bất diệt kiếm khí dung hội thiên ý cùng thánh nguyên thi triển đi ra, có thể đem thần tiêu kiếm quyết uy lực tăng lên tới khủng bố cấp bậc. Ngươi thần tiêu kiếm thứ tư nếu có thể điệp ra, vạn kiếp kiếm, uy lực có thể so với cổ thánh chiến quyết, thậm chí vượt qua đại bộ phận cổ thánh chiến quyết. Vi sinh Vân Tịch kỹ càng giới thiệu nói. Bên trong thiên địa, còn có loại này thần kỳ chiến quyết. Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Người còn nhỏ, kiến thức không tính rộng. Trên thực tế công pháp chiến quyết, vô cùng vô tận. Viêm Hoàng đại lục lịch sử quá xa xưa, có bao nhiêu thần diệu chi pháp được sáng tạo ra, đều không thể thống kê. Bất diệt kiếm thể bất quá chỉ là một cái trong số đó. Thiên Mệnh, người nhất định muốn lấy ánh mắt tò mò, đối đãi toàn bộ thế giới. Không muốn vì tư duy ràng buộc vây khốn ở. Vi sinh Vân Tịch nói. Tốt, bất quá, cung chủ, kiếm khí chỉ cùng bất diệt kiếm khí lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kiếm khí chỉ là một cái thánh linh mỏ chế tạo vật dẫn. Mà bất diệt kiếm khí, nhưng thật ra là các loại thuộc tính đặc thù loại hình linh tai. Phong hỏa đất băng chờ một chút đều có. Những thứ này linh tai trời sinh thì lấy kiếm khí hình thức tồn tại, số lượng không nhiều. Trước mắt kiếm khí chỉ linh tai. Mỗi một đạo trên cơ bản đều nắm chắc 10 đầu thánh thiên văn. Chính là đạo cung tiền bối tại đếm thời gian ngàn năm thu thập mà thành.
Rất nhiều đạo cung tiền bối, đều nếm thử tu luyện qua bất diệt kiếm thể, nhưng trên cơ bản chỉ có thể tu luyện tới, thập kiếp kiếm, trình độ, cũng chính là hấp thu dung hội 10 đạo bất diệt kiếm khí. Nhiều năm qua tiêu hao không lớn, hàng tồn tiếp tục gia tăng, trước mắt giữ xuống 20.000 đạo trái phải bất diệt kiếm khí. Thiên mệnh, bất diệt kiếm thể không khảo nghiệm tu hành thiên phú, khảo nghiệm là ý chí của một người, người không thể quá lạc quan. Nếu là thất bại, cũng không cần nghĩ quá nhiều, đơn giản là không thích hợp mà thôi. Sau khi ra ngoài, thiên thánh chiến quyết, cơ bản vì ngươi chọn chọn. Vi sinh Vân Tịch nói. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh thật sâu gật đầu. Ngươi trước thử một lần, tiến kiếm khí chỉ dung hội đạo thứ nhất bất diệt kiếm khí, đại khái liền có thể nhìn ra, ngươi đối loại này chiến quyết vừa phối tính. Dù sao, huyết khí của ngươi chi tràn đầy, là ta gặp qua mạnh nhất một cái, cảm giác phía trên, ngươi tựa như là một đầu cộng sinh thú. Vi sinh Vân Tịch nhéo nhéo cánh tay của hắn, ôn nhu cười nói, tiểu hòa tử, bắp thịt thật cứng rắn. Phía dưới truyền đến một số ánh sáng. Còn không có tới gần, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được kiếm khí chỉ bên trong, bất diệt kiếm khí, phong mang. Trong mơ hồ, da thịt đều có chút nhói nhói. Đảo mắt, kiếm khí chỉ đang ở trước mắt. Nơi này là lòng đất, bốn phía vách tường phong bế, mở ra một đạo cẩn trọng cửa lớn, trước mắt thì xuất hiện một cái ao. Cái này trong hồ ngũ quang thập sắc, kiếm khí mãnh liệt, truyền đến siêu siêu thanh âm, thậm chí còn có kiếm khí ma sát kiếm khí chỉ vách tường thanh âm, để cho người nghe tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh đi lên xem xét. Kiếm khí chỉ bên trong, quả nhiên có hơn 2 vạn bất diệt kiếm khí. Những thứ này bất diệt kiếm khí, đều là đặc thù hình dáng linh tai, phong hỏa lôi thủy thổ băng kim mộc chờ một chút đều có, thậm chí còn có tinh thần, mặt trời gay gắt các loại thuộc tính linh tai, bọn họ đều là kiếm khí hình thức tồn tại, phong mang tất lộ, bén nhọn mà mãnh liệt. Mà lại, mỗi một điều bất diệt kiếm khí, đều có đại lượng thánh thiên văn, cao khả năng 5-60 điều đều có. Đây chính là đoán tạo 50 điều thánh thiên văn trở lên thánh thú binh chuẩn bị điều kiện. Trong đó, lấy hỏa diễm kiếm khí, lôi đình kiếm khí chiếm đa số, gió, nước, đất, kim chờ một chút kiếm khí cũng không ít. Cái kia hỏa diễm kiếm khí đốt cháy liệt hỏa, lại nhanh lại nóng rực, nếu là không lấy kiếm khí chỉ vây khốn, đoán chừng ở bên ngoài tán loạn, có thể rất nhiều người trực tiếp xuyên thủng thiêu chết. Đinh đinh đinh, thời khắc này kiếm khí chỉ tựa như là khốn trụ hơn 20.000 con hung thú, thời thời khắc khắc đều tại rung động. Bên trong bất diệt kiếm khí đụng nhau, tựa như là đang chém giết lẫn nhau tranh đấu. Mấy ngàn năm nay, thì giữ xuống nhiều như vậy kiếm khí, ngươi nếu có thể có bản lĩnh, những thứ này kiếm khí, đầy đủ ngươi tu luyện tới, vạn kiếp kiếm, trình độ. Trong đó nước, đất, lôi, hỏa 4 loại thuộc tính bất diệt kiếm khí, vượt qua 15.000. Ta đề nghị ngươi trước nếm thử cái này 4 chủng loại hình. Dù sao ngươi cộng sinh thú có những thứ này thuộc tính, ngươi hiểu rõ một số. Thiên mệnh, nếu là ngươi có thể làm được Lý Thần Tiêu như thế, đây đều là ngươi. Mà lại, không cần lo lắng người khác nói vớ vẩn, bởi vì rất nhiều hơn cổ hoàng tộc, nói thí dụ như Khương Ám bọn họ đều đến thử qua, đáng tiếc bọn họ không có bản lãnh này mang đi. Vi sinh Vân Tịch nói. Rất hiển nhiên, nàng cũng tương tự không được. Hỏa diễm linh tai kiếm khí, Lý Thiên mệnh híp mắt. Nhìn lấy kiếm khí chỉ bên trong, những cái kia tán loạn hỏa diễm kiếm khí. Bên trong màu gì đều có, chứng minh những ngọn lửa này linh tai cũng rất lộn xộn, thuộc về khác biệt loại hình. Ta là vĩnh hằng luyện ngục thể, đối với hỏa diễm loại hình thần thông, linh tai, đều có rất mạnh sức chống cự. Đối lôi đình, nước đá, núi đá các loại thuộc tính, đồng dạng như thế. Cái này có thể hay không để cho ta tu luyện dễ dàng một chút? Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn quay đầu lại hỏi. Cung chủ, chúng ta đệ nhất tổ tiên, cuối cùng dung hội bao nhiêu bất diệt kiếm khí? Hơn 900 nói, cơ hồ tiếp cận thiên kiếp kiếm trình độ. Kỳ thật có thể tới, bách kiếp kiếm, đều tính toán tu thành. Nhưng trong lịch sử, tu thành bách kiếp kiếm đều không mấy cái. Dù sao, dẫn bất diệt kiếm khí nhập thể là một kiện khó chịu sự tình. Muốn trưởng khống dung hội, đi đoán tạo huyết nhục, để huyết nhục cùng bất diệt kiếm khí triệt để kết hợp, hòa làm một thể, càng thêm khó chịu. Nói cách khác, cái này hơn 20.000 bất diệt kiếm khí, tổng lượng là đầy đủ. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là mơ tưởng xa vời người, hắn muốn thần kỳ như vậy thủ đoạn, chính mình nếu có thể trước luyện thành thập kiếp kiếm, cần phải coi như không tệ. Dù sao, hắn có dự cảm, đối loại này hiếm thấy luyện thể chiến quyết tới nói, vĩnh hằng luyện ngục thể,
Thái Sơ Hỗn Độn Thể cùng Thái Cực Hồng Mông Thể cái này ba đại thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, sẽ có rất lớn tác dụng. Ta như thế nào nếm thử? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta dẫn xuất một đạo bất diệt kiếm khí, bằng vào ta đến chủ đạo, thi triển chiến quyết, thử một chút thân thể của ngươi tiếp nhận trình độ. Ngươi lựa chọn loại kia thuộc tính. Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Hỏa diễm đi. Được. Sau đó không lâu, Vi Sinh Vân Tịch theo kiếm khí chỉ bên trong, dẫn xuất một đạo cơ hồ nhỏ nhất hỏa diễm kiếm khí, trên đó chỉ có 15 điều thánh thiên văn. Đây là Lam Lăng hỏa kiếm khí, nhiệt độ không cao, tính toán bên trong lớn nhất ôn hòa. Nhưng hỏa diễm thuộc tính, so với còn lại còn muốn cương liệt một số, người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vi Sinh Vân Tịch trưởng khống lấy cái kia Lam Lăng hỏa kiếm tức giận nói. Ta chuẩn bị xong, cung chủ, trong quá trình này, ta cần muốn làm gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không dùng, người kêu thảm là có thể. Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười. Ngay sau đó, nàng để Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, sau đó đứng ở sau lưng của hắn. Bờ mông bắp thịt nhiều nhất, nếu là kiếm khí mất khống chế, tổn thất nhỏ nhất. Ta từ nơi này dẫn vào. Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Được, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vi Sinh Vân Tịch còn không có động đâu, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên giật mình, hỏi, cái kia, cung chủ, có thể hay không chuyển sang nơi khác? Thế nào? Ta sợ người vạn vừa xảy tay, ảnh hưởng ta nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc. Người không nhiều lắm, ý nghĩ ngược lại là thật nhiều. Vi Sinh Vân Tịch dở khóc dở cười. Sau cùng, nàng không thể không đem mục tiêu cải thành cánh tay. Đương nhiên, không phải hắc ám cánh tay. Bởi vì, Vi Sinh Vân Tịch nói, hắn cánh tay này năng lực chịu đựng rất mạnh, khảo nghiệm không ra hiệu quả. Bất diệt kiếm thể là toàn thân đoán tạo, hắc ám cánh tay có thể tiếp nhận lại nhiều, đối những bộ vị khác đều không trợ giúp. Bắt đầu. Vi Sinh Vân Tịch một tay nắm trong tay Lam Lăng hỏa kiếm khí, một tay lấy hùng hồn thánh nguyên, đặt tại Lý Thiên Mệnh trên cánh tay phải, Lý Thiên Mệnh lúc này mới cảm nhận được, nàng thánh nguyên rộng lớn như vô tận thiên địa. Không hổ là tu hành 200 năm tồn tại, mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Giả dụ nói, chính mình chỉ là một mảnh vũng nước nhỏ, vậy đối phương Thánh Nguyên, đã là một mảnh biển cả. Đây chính là địa chi thánh cảnh tầng thứ hai cùng cổ chi thánh cảnh khác nhau. Xì xì. Đúng vào lúc này, Lam Lăng hỏa kiếm khí xé rách Lý Thiên Mệnh huyết nhục, chui vào thân thể của hắn, coi như Lý Thiên Mệnh có chuẩn bị, lúc này thời điểm đều nhíu mày. Hắn tuy nhiên không có kêu thảm, nhưng nói thật. Để linh tai thiêu đốt ngược lại là không có gì, nhưng hắn, kiếm khí, thuộc tính tạo thành xé rách, tựa như là bị một kiếm đâm trúng giống như, xác thực rất đau. Đây chỉ là yếu nhất hỏa diễm kiếm khí, mà lại hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm hiệu quả, chỉ có kiếm khí xé rách hiệu quả, cứ như vậy đau. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Trách không được, người khác nhiều lắm là tu thành thập kiếp kiếm. Hắn lường trước, người khác thừa nhận, khẳng định so với chính mình khó chịu hơn rất nhiều. Dù sao, bọn họ chẳng những muốn bị kiếm bổ, còn muốn bị hỏa thiêu. Bất quá, tại trưởng bối trước mặt, Lý Thiên Mệnh vẫn là nhịn được. Hắn mồ hôi lạnh trên trán từng trận xuất hiện, cúi đầu xem xét, cái kia Lam Lăng hỏa kiếm khí tại cánh tay của mình bên trong tán loạn, chỗ đến, dù là có Vi Sinh Vân Tịch lấy thánh nguyên trấn áp, đem dung hội tiến Lý Thiên Mệnh huyết nhục, đều vẫn có huyết nhục bị xé nứt phá hư, đau đến Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cắn răng. Không thể mất mặt. Tại dạng này ý chí lực kiên trì phía dưới, hắn tiếp tục dáng chống đỡ. Bỗng nhiên, hắn tại xé rách huyết nhục bên trong, thấy được từng trận bạch quang. Thái nhất tháp quả nhiên có hiệu lực, Lý Thần Tiêu cũng là dựa vào thái nhất tháp đối huyết nhục sức khôi phục, chống đến tiếp cận thiên kiếp kiếm trình độ. Vi Sinh Vân Tịch nói. Xem ra nàng mang Lý Thiên Mệnh tới nơi này, ngay từ đầu cũng là bởi vì cái này thái nhất tháp. Bất quá, nàng còn không nhìn ra. Lý Thiên Mệnh mạnh hơn là đối với hỏa diễm, lôi đình chờ một chút linh tai thuộc tính sức miễn dịch. Tuy nhiên có thể chậm rãi chữa trị, nhưng là cái kia đau còn phải đau, người muốn là khó chịu thì kêu đi ra, sẽ dễ chịu một số. Vi Sinh Vân Tịch ôn nhu nói. Hoàn thành, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhắm mắt lại, tận khả năng chuyển di một hạ chú ý lực, nói thí dụ như nghĩ một hồi linh nhi eo nhỏ, bắp chân cái gì. Hiệu quả rất tốt. Lập tức, liền không có như vậy thương. Thời gian trôi qua. Một phút sau, làm Vi Sinh Vân Tịch nhẹ nhàng buông tay ra thời điểm, nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, hơi kinh ngạc. Ngươi một tiếng đều không từ. Hắn hỏi. Không có a, cung chủ, có thể nhịn được không kêu thảm, thì kêu thiên phú cao sao?
Lý Thiên Mệnh lau mồ hôi lạnh trên đầu hỏi. Đó cũng không phải, nhưng, ý chí của một người lực, cùng có thể đi bao xa có càng lớn quan hệ. Chân chính bất diệt kiếm thể thiên phú, thể hiện tại huyết nhục của ngươi, tại một phút thời gian bên trong, thì có thể hấp thu dung hội rơi một đạo kiếm khí. Cái này hiệu suất rất cao, tăng thêm có thái nhất tháp, ngươi về sau chỉ cần có thể chịu khổ, có thể kiên trì, tối thiểu có thể tu thành bách kiếp kiếm. Thậm chí, có thể cùng các ngươi đệ nhất tổ tiên một dạng, hướng về thiên kiếp kiếm xông vào. Trong ánh mắt của nàng, rõ ràng tràn đầy kinh hỉ. Kinh hỉ một trong, ở chỗ Lý Thiên Mệnh huyết nhục năng lực chịu đựng, chỉ ít so vi sinh vân tịch thấy qua tất cả mọi người cường. Kinh hỉ thứ hai, ở chỗ Lý Thiên Mệnh chịu khổ năng lực. Kỳ thật nàng đánh giá cao một số, bởi vì hỏa diễm thuộc tính miễn dịch để Lý Thiên Mệnh ăn ít một chút khổ, cho nên, còn có thể đến tới hắn nhịn không được cực hạn. Dạng này làm đến Lý Thiên Mệnh có thể so sánh Lý Thần Tiêu, thoải mái hơn đi từ đó thiên kiếp kiếm. Nhưng, cái này không có nghĩa là vạn kiếp kiếm không có khó khăn, 1000 kiếm khí dung hội thân thể đều khó có thể tưởng tượng, càng có thể là 10000 kiếm khí. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất tốt, tiếp đó, người mỗi ngày đều đến quất ra một đoạn thời gian, tới tu luyện cái này bất diệt kiếm thể. Ta có rảnh rỗi, liền sẽ đến vì ngươi hộ giá hộ tống. Tận lực tranh thủ tu thành bách kiếp kiếm, xông vào thiên kiếp kiếm, đuổi theo tổ tiên của ngươi huy hoàng. Ta đối với ngươi có lòng tin. Ánh mắt của nàng mặc dù là tái nhợt, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được, loại kia trưởng bối đối tiểu bối yêu thích. Tốt, đã cung chủ nhìn như vậy tốt ta, cái này đau khổ ta ăn chắc, về sau tại kiếm khí này ao bị ngược, ta tuyệt đối nhịn xuống không kêu thảm. Lý Thiên Mệnh nói, cái kia cũng là không cần, ngươi ở chỗ này gào khóc thảm thiết, cũng không ai có thể nghe thấy. Không buông bỏ là được rồi. Lý Thiên Mệnh biết, đây tuyệt đối là một cái chật vật khiêu chiến. Nhưng, hắn cũng rất muốn biết. Vạn kiếp kiếm tăng thêm thần tiêu kiếm thứ tư, hội tụ cùng một chỗ, cái kia là bực nào lực sát thương. Một cái toàn thân kiếm khí bất diệt kiếm khí, quả thực cũng là hình người cỗ máy giết chóc, cái kia đến khủng bố đến mức nào. Chỉ cần có thể cường đại, có thể có tôn nghiêm, có thể thủ hộ mình tại hồ, người yêu, ta ăn bao nhiêu khổ đều đáng giá. Đây chính là ý nghĩa của cuộc sống chỗ. Lý Thiên Mệnh tại kiếm khí này mặt ao trước, đã lập xuống cái này mục tiêu. Thiên Mệnh, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi lấy trước bất diệt kiếm thể, pháp quyết trở về suy nghĩ. Chờ ngươi đem cơ sở pháp quyết suy nghĩ thấu, liền có thể đến chính thức tu luyện. Được, ra ngoài đi, ta dìu ngươi. Theo trong cung điện dưới lòng đất đi ra, đã là ban đêm. Hôm nay không ngôi sao, thiên địa đen kịt một màu. Cung chủ, ta đi. Lý Thiên Mệnh đi vài bước, quay đầu mỉm cười khoát tay. Vi sinh vân tịch đứng tại đạo pháp tự nhiên điện cửa đá bên cạnh, duỗi tay vịn cửa đá, ánh mắt của nàng nhìn không thấy, lại như một tòa pho tượng đứng đấy, đưa mắt nhìn, Lý Thiên Mệnh rời đi. Thiên Mệnh, nàng ở phía xa hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh đi vài bước, lần nữa quay đầu. Tiểu Dương rất để cho ta khâm phục, làm con của hắn, ngươi nhất định muốn thủ vững chính đạo. Làm xứng đáng chính mình nội tâm người. Con đường tu hành, trọng yếu nhất cũng là nhận biết mình. Chúng sinh ức ức vạn, người muốn đi minh bạch, Lý Thiên Mệnh là ai, ai là Lý Thiên Mệnh. Tìm tới chính mình, tuân theo chính mình, mới tính nắm giữ đại đạo không giới hạn. Người có thể thông thần, đạp thiên, nhưng ở trước đó, nhất định muốn cầu một câu, không thẹn với lương tâm. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, phi sinh vân tịch màu trắng trường bào biến mất trong bóng đêm. Tựa hồ càng ngày càng ảm đạm. Được. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, đối với phương hướng của nàng bái. Sau đó, quay người bước vào mênh mông bầu trời đêm, một đường xông vào. Trở về vị lai điện trên đường, Lý Thiên Mệnh liền đem tam đại trung phẩm cổ chi thần nguyên, ném cho Huỳnh Hỏa bọn họ tiến hóa đi. Không ngoài dữ liệu, tiến hóa sau khi hoàn thành, bọn họ ba trong mắt điểm sao, đều sẽ vượt qua 80. 80 ngôi sao trở lên cổ thánh thú. Toàn bộ cổ chi thần quốc đều không có bao nhiêu, lần này tiến hóa hoàn thành, tướng tin chúng nó còn có thể có một lần đại thuế biến. Làm thái cổ hỗn độn cự thú, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thẳng đến có một ngày, tái hiện chúng ta trong mộng hình ảnh. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nghĩ. Cái kia tam đại cổ chi thần nguyên, phi sinh vân tịch không có cụ thể giới thiệu, Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ biết tên. Hắn đoán chừng phải Huỳnh Hỏa bọn họ tiến hóa hoàn thành, mới có thể nhìn ra trung phẩm cổ chi thần nguyên. Đến cùng có cỡ nào kinh thiên hiệu quả. Loại thứ nhất cổ chi thần nguyên,
tên là Viêm Thần Đế Dực, Lý Thiên Mệnh đem cho Huỳnh Hỏa, hiển nhiên, đó là nó tuyệt hảo phối hợp. Mở hộp ngọc ra một khắc này, cẩn trọng thượng cổ khí tức đập vào mặt, nói rõ cái này Viêm Thần Đế Dực chí ít tồn tại 3000 năm. Loại thứ hai cổ chi thần nguyên, tên là Vạn Ma Độc Nha, Lý Thiên Mệnh cân nhắc một chút, còn là cho Miêu Miêu, bởi vì Miêu Miêu có huyết ma độc trảo, có thể phối hợp địa ngục truy hồn điện sử dụng. Cái này Vạn Ma Độc Nha, rõ ràng là một loại có thể sinh ra kịch độc thần nguyên. Cũng không biết, cái này, Vạn Ma Độc, so với huyết ma độc như thế nào. Nghe, Vạn Ma Độc giống như là 10000 loại độc tố tụ hợp, làm sao đều so huyết ma độc cường. Loại thứ ba cổ chi thần nguyên, gọi là Diệt Tuyệt Thần Kiếm. Kỳ thật cái này cho Huỳnh Hỏa cũng thành, nhưng Viêm Thần Đế Dực càng thích hợp Huỳnh Hỏa. Cái này Diệt Tuyệt Thần Kiếm, xem ra thì là một thanh cự kiếm, kiên cường vô cùng. Thần nguyên tạo hình quả thực không thể tưởng tượng, mọi người mới sẽ cho rằng, chỉ có phía trên thần mới có thể tạo ra dạng này thần vật. Lý Thiên Mệnh đem cái này, Diệt Tuyệt Thần Kiếm, cho Lam Hoang, hắn liếc mắt cũng có thể gia tăng Lam Hoang cận chiến năng lực. Dưới bóng đêm tiềm hành, trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền trở về vị nhất lâu. Không biết Linh Nhi chưa ngủ sao? Đêm này sắc trời quá mờ, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Trong đình viện cũng phá lệ an tĩnh. Đoán chừng Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong, đều còn tại khổ tu bên trong. Lý Thiên Mệnh trông thấy, Linh Nhi phòng gian cửa sổ phía trên, lộ ra một điểm điểm tinh quang, điều này nói rõ nàng còn tại nhìn Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, nhà đầu này thật sự là nỗ lực. Lý Thiên Mệnh tâm lý cảm khái một câu. Hắn ba bước hóa thành hai bộ, cấp tốc trở về, nhẹ nhàng mở cửa, chỉ thấy trong phòng tinh quang tới lui, sao mà lộng lẫy. Dưới ánh sao, một cái nữ hài ngồi tại trước bàn sách, ngay tại cúi đầu đọc sách. Linh Nhi, cái kia ngủ, Lý Thiên Mệnh thanh âm ôn nhu rất nhiều, hắn nhẹ đóng cửa khẽ môn. Đúng vào lúc này, Khương Phi Linh ngẩng đầu, cặp mắt của nàng, cùng Lý Thiên Mệnh mang theo ý cười ánh mắt, đụng vào nhau. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Linh Nhi, hắn lùi lại một bước, não tử trống rỗng, suy nghĩ trực tiếp thắt nút. Đầu giống như là bị thiết chùy đánh một chút giống như. Tại trong tầm mắt của hắn, Khương Phi Linh hai tay vịn cái bàn, nhẹ nhàng đứng lên. Nàng một đôi mắt, thành một cái vòng xoáy màu trắng, chỉ nhìn một chút, dường như đều muốn đem người hồn phách cho hút đi vào. Nét mặt của nàng vô cùng lạnh lùng, thậm chí ngay cả bờ môi, đều không có nửa điểm huyết sắc. Càng đáng sợ chính là khí chất, vậy liền không giống như là người khí chất, Lý Thiên Mệnh vừa gặp qua Vi Sinh Vân Tịch. Thế nhưng là thời khắc này Khương Phi Linh, mang đến so với nàng càng mênh mông hơn, cảm giác càng khủng bố hơn. Tựa như là, một cái chân chính thần linh, đứng tại thương thiên phía trên, lấy lớn nhất ánh mắt lạnh lùng, cứ như vậy nhìn xuống phàm nhân, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi, rốt cục trở về. Ta vì ngươi, mở mộ táng. Đây không phải Khương Phi Linh thanh âm, tuy nhiên rất giống, nhưng thanh âm này rất lạnh lùng, rất thâm thúy. Tại Lý Thiên Mệnh ngốc trệ bên trong. Nàng đưa tay trái ra, đó là Khương Phi Linh hoàn toàn mở ra tất cả phòng ấn tay, có thể nhìn đến, móng tay của nàng lớn rất nhiều, nhọn rất nhiều. Nàng giơ lên cái này tay trái, bỗng nhiên, bóp ở trên cổ của mình. Sau đó, mỉm cười. Đây là một loại, khiến người ta dùng mình nụ cười. Ta muốn ngươi, mang nàng về mộ táng. Nếu không, ta tùy thời tùy chỗ, đều có thể bẻ gãy cổ của nàng. Nàng cái kia vòng xoáy màu trắng giống như ánh mắt, để Lý Thiên Mệnh trong thức hải hồn linh không ngừng lăn lộn, cơ hồ thật muốn bị kéo ra ngoài, hồn phi phách tán. Đây là hắn đã lớn như vậy, gặp phải lớn nhất một màn kinh khủng. Hắn không biết đây là ai, càng không biết, cái này là bực nào tồn tại, vậy mà có thể làm được, loại này không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh đem bờ môi cắn ra máu tươi, dùng hết tất cả lực lượng, hướng về nàng tới gần. Nàng vẫn duy trì loại nụ cười này, không có trả lời Lý Thiên Mệnh vấn đề. Thì sau đó một khắc, trong mắt nàng quang mang bỗng nhiên ảm đạm, ngay sau đó, liền mềm ngã trên mặt đất. Cho đến lúc này, cái này mọi thứ trong phòng áp lực, đột nhiên biến mất. An tĩnh ban đêm, một lần nữa trở về. Lý Thiên Mệnh xông lên phía trước, đem nàng bế lên, cẩn thận một kiểm tra, thân thể nàng không việc gì, liền móng tay đều biến trở về bộ dáng lúc trước. Sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, thậm chí hô hấp đều đều, rõ ràng là ngủ thiếp đi. Ca ca, nàng Thụy Nhãn mông lung, duỗi ra một đôi trắng như tuyết tay, ôm lấy Lý Thiên Mệnh cổ, tựa vào trên ngực của hắn,
nỉ non nói, ngươi về đến được tốt muộn, Linh Nhi, chờ ngươi buồn ngủ, gục xuống bàn ngủ thiếp đi, thật là mất mặt. Ừm, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ôm ngang nàng, đem nàng nhẹ nhẹ đặt lên giường, sau đó cho nàng đắp chăn. Không cho phép đi, nàng mơ hồ kéo lại Lý Thiên Mệnh tay. Lý Thiên Mệnh liền ôm lấy nàng. Nhiên hồn thần văn đạo điển đã đóng lại, trong phòng hắc đến thâm trầm, chỉ có một đôi mắt, nhìn lấy trong ngực ngủ say thiếu nữ, trắng đêm đều không có nhắm lại. Hắn nắm bắt nàng cái kia thon dài mà non mịn ngón tay, thả ở trước mắt, nhìn suốt cả đêm, thẳng đến hai mắt tràn đầy tơ máu. Trời đã sáng. Khương Phi Linh duỗi ra lưng mỏi, còn vô lại trên giường. Nàng biết Lý Thiên Mệnh cần phải muốn đi ra ngoài tu hành, dù sao, tối hôm qua thời gian đều tính toán làm trễ nải. Bất quá, nàng vẫn có chút tiểu tư tâm, muốn để hắn lưu thêm một hồi, liền nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn, vùi ở trong lòng của hắn. Thời gian rất an tĩnh chảy xuôi, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu dây dán cửa sổ, tại trên người của bọn hắn hiện lên một tầng huỳnh quang. Linh Nhi, hai người muốn cả một đời, bình an vô sự cùng một chỗ, rất khó sao. Lý Thiên Mệnh tựa ở bên tai nàng, có chút xuất thần hỏi. Không khó a, chỉ cần hai người một lòng, mặc kệ có bao nhiêu gian nan hiểm trở, nhất định có thể đi qua, tuyệt đối sẽ không nạn. Ca ca, nàng híp mắt nói. Được, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn, rất thấu triệt, tựa như là một đầu viễn cổ cự thú, mở ra hung lệ hai mắt. Linh Nhi, ta muốn hướng ngươi hứa hẹn một việc, hắn nhẹ nói, trong ánh mắt có không có tận cùng ôn nhu. Cái gì đó? Đời này, hai người chúng ta ở giữa, nếu như sẽ có một người chết trước, đó nhất định là ta Lý Thiên Mệnh. Khương Phi Linh ngơ ngác nhìn hắn. A Phi, không cần nói những thứ này điểm xấu. Số 1 đình viện, vào lúc giữa trưa. Hừng đông về sau, Lý Thiên Mệnh bắt đầu suy nghĩ bất diệt kiếm thể pháp quyết. Đại khái 2 canh giờ, thì hiểu không sai biệt lắm. Bất diệt kiếm thể nạn không phải pháp quyết, mà chính là dung hội tiếp nhận bất diệt kiếm khí. Pháp quyết chỉ là một loại phương pháp. Đem những cái kia thô bạo, uy lực đáng sợ đủ loại hình linh tai, hòa tan vào thân thể, mới là chỗ khó. Nói ngắn gọn, tựa như là đem thân thể của mình, xem như thánh thú binh đến chế tạo. Lý Thiên Mệnh cảm khái, thật không hổ là luyện thể chiến quyết. Kiếm khí chỉ bên trong, các loại linh tai kiếm khí thuộc tính khác biệt, tập hợp một chỗ càng là thời khắc đều tại bài xích, đấu tranh. Muốn đem những thứ này uy lực khác biệt bất diệt kiếm khí, dung nhập thân thể máu thịt, số lượng đạt tới hàng trăm hàng ngàn, hiển nhiên là một cơn ác mộng. Càng là dung hợp đến đằng sau, thì càng khó. Không biết ta thái cổ hỗn độn cự thú chi thể, tăng thêm thái nhất tháp, có thể làm được hay không thiên kiếp kiếm. Thiên kiếp kiếm, cái kia chính là dung hợp hơn ngàn đạo kiếm khí. Dựa vào thân thể máu thịt, đi tiếp nhận những thứ này hung lệ dữ tợn lực lượng, mà lại là hơn ngàn đạo, suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người tê cả da đầu. Nhưng, chỉ cần tu luyện thành công, người cũng là kiếm khí chủ nhân, trong lúc phất tay, đều có thể bạo phát, thu hồi những thứ này kinh khủng bất diệt kiếm khí, tránh thức làm đến nhổ nước miếng đều có thể giết người. Đây đúng là một môn dựa vào tra tấn chính mình mà cường đại chiến quyết. Tiếp nhận cực khổ càng nhiều, bạo phát uy lực càng mạnh. Một ngày trước, Lý Thiên Mệnh khả năng còn có chút do dự, chính mình muốn hay không đi ăn loại khổ này đâu. Nếu là tu luyện còn lại trời sinh chiến quyết, uy lực chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn đấu chí cùng ý chí lực, đã trải qua một buổi tối dẫy dụa cùng thuế biến, có mới trưởng thành. Sau đó, mặc kệ có bao nhiêu tra tấn, hắn chỉ sợ đều sẽ cắn răng tiếp nhận. Bởi vì hắn không muốn cùng đã từng Lý Vô Địch một dạng, không có thực lực bảo hộ người yêu. Đêm này, hắn thuế biến. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, bất diệt kiếm thể, thời điểm, cộng sinh không gian bên trong, huỳnh hỏa bọn họ ba cái, đã tiến hóa thành công. Đầu tiên là huỳnh hỏa, nó lấy được trung phẩm cổ chi thần nguyên tên, vì viêm thần đế dực. Lần trước thành tựu thánh chi cảnh giới, nó đã theo tiểu hoàng gà trưởng thành là có lông vũ phượng hoàng. Thân hình mạnh mẽ không ít, một đôi cánh càng thêm thon dài. Mà bây giờ, mới thần nguyên, để hai cánh của nó thành tựu viêm thần đế dực, nguyên bản màu phát sáng lông vũ, rất nhiều đều biến thành màu đen kiếm nhận, cái kia độ cứng so đỉnh cấp thánh thú binh còn mạnh hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng lên. Nó hiện tại cánh, bao trùm lấy đại lượng kiếm nhận lông vũ, tuyệt đối là một đôi đại sát khí, cứng rắn dạ lăng phong nhiên huyết phách kiếm cũng không có vấn đề gì. Cái này đủ để tạo thành huỳnh hỏa kiếm quyết uy lực khủng bố tăng lên.
Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị, bắt nó cùng đi kiếm khí chỉ tu luyện bất diệt kiếm thể. Nó có vĩnh hằng luyện ngục thể, chỉ hấp thu hỏa diễm kiếm khí là được rồi. Huống hồ, Thái Nhất Tháp tại cộng sinh không gian bên trong, cũng có thể giảm bớt tu luyện của nó thương thế. Còn có một chút chính là, trang bị, viêm thần đế dực, về sau, phần thiên vũ linh, loại thần thông này uy lực, đều sẽ tăng cường. Huỳnh Hỏa lần này huyết mạch tiến hóa thuế biến, hắn thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch năng lực, càng thêm dồi dào. Dù là trước mắt chỉ có thánh cảnh tầng thứ hai, đoán chừng đều có thể đơn đấu độc kiếm ma dương cửu anh. Dù sao, độc kiếm ma dương cửu anh, là cấp thấp nhất cổ thánh thú, chỉ có 70 cái tinh điểm. Nhưng Huỳnh Hỏa tinh điểm, đạt đến kinh người, 87 cái. Đây tuyệt đối là toàn bộ cổ chi thần quốc, bài danh trước 3 tinh điểm số lượng. Lý Thiên Mệnh hôm qua hỏi qua thập phương cung chủ, liền nàng cộng sinh thú, tinh điểm cũng chỉ là 88 cái. Có thể thấy được, bây giờ Huỳnh Hỏa, tuyệt đối là thần đô huyết mạch đáng sợ nhất cộng sinh thú một trong. Lấy Lý Thiên Mệnh số tuổi đến xem, Huỳnh Hỏa còn tại thanh thiếu niên, một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể quyết đấu cổ chi đại đế đế thú. Kế tiếp là Miêu Miêu. Vạn ma độc nha, là hai đôi màu sắc rực rỡ răng nanh, hàm răng không lớn. Nhưng xem ra nhan sắc vô cùng dày đặc. Cái này trên hàm răng, chảy xuôi theo một loại chín màu độc dịch, 10 phần chói lọi, nhìn như mỹ quan, nhưng đây chính là 10.000 loại độc tố hội tụ. Hiện tại Miêu Miêu, tuyệt đối là cổ chi thần quốc đệ nhất độc vật. Tăng thêm bản thân nó ma khí ngập trời, bây giờ nhếch miệng cười một tiếng, vậy đơn giản là ác mộng. Bản mèo tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ai dám đụng ta trứng. Ta tuyệt đối để hắn cảm thụ, vạn độc phệ thể, sảng khoái. Miêu Miêu hăng hái. Nó tinh điểm so Huỳnh Hỏa một chút thiếu hai cái, đạt tới 85. Mấu chốt là, cái này, vạn ma độc nha, lực sát thương, rất có thể so viêm thần đế dực càng đáng sợ. Chỉ cần bị gia hỏa này cắn một cái, đến đón lấy cũng không cần đánh. Đây tuyệt đối là một cái độc mèo. Cuối cùng là Lam Hoang. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó lớn hơn. Nó tinh điểm đạt đến 84, luận hình thể tuyệt đối là núi cao nguy nga, hiện tại Lý Thiên Mệnh đều phải ngẩng đầu nhìn nó. Mấu chốt là, nó nhẹ nhàng hành tẩu một bước, cái kia đều phải thanh thế to lớn, tiếng hít thở kia thanh âm càng là như sấm nổ. Nó thần nguyên, diệt tuyệt thần kiếm, đem long đuôi theo lưu tinh trùy cải tạo thành một thanh cự kiếm. Lý Thiên Mệnh sờ soạng một chút, cái này cự kiếm kiên cường trình độ cùng Huỳnh Hỏa viêm thần đế dực không sai biệt lắm, mấu chốt là lại lớn lại nặng nề. Kéo tại trên mặt đất, trực tiếp đều có thể lôi ra một đầu khe rãnh, mà lại bén nhọn mà sắc bén, đoán chừng liền núi nhạc đều có thể chém thành hai khúc. Dạng này diệt tuyệt thần kiếm, phối hợp Lam Hoang toàn thân cẩn trọng vảy rồng, trên lưng bén nhọn quỳ núi, còn có răng rồng, long chảo, hắn cận chiến lực sát thương càng mạnh. Mà lại, cái này long đuôi diệt tuyệt thần kiếm, kỳ thật cũng có tu luyện bất diệt kiếm thể điều kiện, đáng tiếc Lam Hoang thân thể quá lớn, vào không được kiếm khí trì. Lý Thiên Mệnh dự định quay đầu lại hỏi một chút cung chủ, có khả năng hay không, đem kiếm khí chỉ rời ra ngoài. Bất quá! Lam Hoang gia hỏa này, gần nhất cùng Miêu Miêu học tập đến so sánh lười biếng, không biết nó có hay không hứng thú này tu kiếm. Dù sao nó chơi tâm thái trọng, thích nhất cũng là vung ra bàn chân làm càn chạy, bơi lội. Có thể cùng Lý Thiên Mệnh một dạng chăm chỉ, cũng chỉ có Huỳnh Hỏa. Mỗi khi thấy bọn họ Miêu Miêu đang ngủ ngon, Lam Hoang tại vui sướng sụp đổ. Bọn họ chỉ có thể liếc nhau, thở dài. Không có cách, làm đại ca, liền muốn nhận gánh trách nhiệm. Huỳnh Hỏa đau đầu nói. Tới đi, để ta xem một chút, các ngươi lần này tiến hóa về sau, có thể cho thân thể của ta, mang đến như thế nào tăng lên. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi hôm nay làm sao cảm giác tâm tình đồng dạng? Huỳnh Hỏa hỏi. Quay lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Tối hôm qua bọn họ ba cái đều tại tiến hóa bên trong, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Bọn họ trở lại cộng sinh không gian, quay chung quanh tại Thái Nhất Tháp bên cạnh, mà Lý Thiên Mệnh trở lại trong phòng tu luyện. Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ đi ra ngoài chơi, Lý Thiên Mệnh thì tại trong phòng tu luyện, lần nữa cộng sinh tu hành. Mỗi lần bọn họ tiến hóa, đều là Lý Thiên Mệnh nhục thân huyết mạch tăng lên, thậm chí cảnh giới đều có thể đột phá trọng yếu thời cơ. Khoảng cách lần trước tiến hóa, đã có một ít thời gian. Lần này... Huỳnh Hỏa theo hơn 40 ngôi sao một chút tiêu thăng đến 87 ngôi sao, hắn vĩnh hằng luyện ngục thể phát sinh to lớn thuế biến, tại cộng sinh trong tu luyện, loại này thuế biến chuyển rời đến Lý Thiên Mệnh trên thân tới. Miêu Miêu cùng Lam Hoang cũng là như thế.
Bọn họ ba cái cùng một chỗ tạo ra được Lý Thiên Mệnh cường đại hơn thân thể tố chất. Lần này cộng sinh tu luyện hoàn thành, Thập Phương Cung chủ Vi Sinh Vân Tịch nếu là lại kiểm tra Lý Thiên Mệnh nhục thân tố chất, tuyệt đối sẽ càng thêm kinh thán. Đây quả thực là gấp đôi đếm được gia tăng, tuy nhiên thể hiện tại chiến đấu lực phía trên không nhiều, nhưng kỳ thật loại sinh mạng này căn bản thuế biến, đối thiên phú hòa thượng hạn trưởng thành, đều có to lớn ích lợi. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh đều càng ngày càng tiếp cận, chân chính thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn đầu này con non, cũng đang trưởng thành bên trong, dù là hiện tại rất rất nhỏ. Một ngày nào đó, 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, đều dung hội tại trên người của ta. Đến lúc đó, nhất định sẽ là một cái kỳ tích. Kiên trì, nỗ lực đi xuống, bảo trì tốt cái nhà này. Tu hành bên trong, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực. Ánh mắt của hắn cùng ý chí, còn có bất tử ý chí chiến đấu bất khuất, so trước kia càng mãnh liệt, càng cường liệt. Đột phá. Thánh cảnh tầng thứ 3. Nửa ngày khổ tu, không ngoài dự liệu, lần này huyết mạch thuế biến, mang đến thiên ý cùng cảnh giới giống nhau trưởng thành. Lý Thiên Mệnh trên thân còn có 2.000 thánh tinh, đều lần này cảnh giới thuế biến bên trong tiêu hao. Lần trước vì đánh bại Đông Dương trước, bỏ ra ta 5 bản hải linh thư, đây chính là 10.000 thánh tinh. Nếu là bây giờ đối phó hắn, cũng không dùng tới ta xuất thủ. Hiện tại tuy nhiên lần nữa một nghèo hai trắng, bất quá, có Khương Phi Linh tại, tăng thêm chính mình cũng có thể chậm rãi viết Bích Sơn Thư, thánh tinh phương diện, hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như có đầy đủ thánh tinh, Lý Thiên Mệnh đều chẳng muốn đi linh khí suối phun, dù sao, khoảng cách Khương Phi Linh quá xa. Linh Nhi, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Lý Thiên Mệnh rơi vào trầm tư. Miêu miêu ngủ, Lam Hoàng tại trong đình viện chơi con quay xung quanh đâu, Lý Thiên Mệnh ngồi tại trong lương đình, Huỳnh Hỏa thì nằm tại trên bàn đá, ngậm một cọng cỏ, đầu gối cánh, nói, trong lòng ngươi có việc à? Có, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói nghe một chút. Lý Thiên Mệnh liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Nha giống, Linh Nhi quả nhiên như bức, Huỳnh Hỏa trợn mắt một cái nói. Ta đã từng xác thực suy đoán, nàng cần phải có một ít đặc thù thân thế. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sẽ cùng cái này nắm giữ 10 lịch vạn niên sử thượng cổ thần táng, dính líu quan hệ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt âm trầm nói. Giống như có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đúng, cái kia tồn tại, thì nói với ta hai câu nói. Câu đầu tiên ý tứ. Cũng là lần này thượng cổ thần táng sớm mở ra, là có, nàng, tại thao túng. Nàng đến cùng là ai? Vì cái gì có thể mở ra thần táng? Nàng vì cái gì có thể thao túng Linh Nhi thân thể, nói chuyện với ta? Câu thứ hai, nàng, để cho ta mang Linh Nhi, về mộ táng. Người chú ý cái này, về chữ, nó đại biểu cho, Linh Nhi ngay từ đầu ngay tại cái này trong hầm mộ. Thậm chí, cái này người nói chuyện, nàng cũng tại trong hầm mộ, mới sẽ sử dụng, về cái chữ này. Mà lại, nàng vội vàng muốn để Linh Nhi trở về. Như vậy, nàng và Linh Nhi đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta nhớ được Linh Nhi nói qua, Chu Tước Vương Khương Thừa là tại Trầm Uyên chiến trường tìm được vừa ra đời nàng, chưa từng thấy Linh Nhi phụ mẫu. Này thượng cổ thần táng lối vào, thứ hai thần đô cũng tại Trầm Uyên chiến trường. Cái này cũng chứng minh, Linh Nhi rất có thể đến từ thần táng bên trong. Nhưng là, theo Bạch Mặc Điện Vương miêu tả đến xem, cái này vài vạn năm đến vô số người tiến thần táng, cho tới bây giờ không nghe nói thần táng bên trong có người tồn tại a. Những thứ này nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ cả đêm. Đáng tiếc, đều không có đáp án. Là thẳng mơ hồ, nghe, giống như Linh Nhi thân thế rất phức tạp, thân thể của nàng như vậy kỳ quái, thậm chí chưa hẳn cùng thường nhân một dạng, là phụ mẫu sở sinh. Huỳnh Hỏa suy đoán nói. Đúng, Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Ngươi định làm gì? Mang nàng đi vào sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Không đi vào sẽ chết, ta không đánh cược nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Đi vào cũng có thể sẽ chết. Huỳnh Hỏa nói. Nhưng cũng có khả năng, sẽ có một đường sinh cơ. Đây có lẽ là Linh Nhi kiếp nạn, nhưng ta nhất định phải gánh vác lên tới. Người nào cũng đừng hòng từ ta chỗ này cướp đi nàng. Lý Thiên Mệnh trong mắt tràn đầy tơ máu. Thành, dù sao mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, chúng ta đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Linh Nhi đáng yêu như thế hiền lành cô nương, quản đối phương là cái gì lão yêu bà, kê ra ta ngất bạo nàng chứng. Ngươi dự định gạt Linh Nhi? Không. Vậy tại sao còn không nói? Tối hôm qua suy nghĩ có chút loạn, hiện đang từ từ xem rõ ràng, một hồi nói với nàng. Đây là chuyện hai người tình,
ta cần phải tôn trọng ý nghĩ của nàng, không cần phải một cái dáng chống đỡ, đem nàng mơ mơ màng màng, cái này không công bằng. Lý Thiên Mệnh nói, u, vẫn là cái tỉ mỉ tình trùng, rất cảm động, ta nghe được đều nhanh yêu mến ngươi, ca ca, mau tới sủng hạnh ngươi gả nhi đi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói, cút, tiện nhân. Trạng vạng tối, Khương Phi Linh mua sắm trở về, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, cho Lý Thiên Mệnh phô bày một vòng, khá hơn chút quần áo mới, ăn mặc đều cực kỳ đẹp đẽ. Thập Phương Đạo Cung mua bán cũng không phải đơn giản y phục, trên cơ bản đều từ Thánh Thiên Văn tài liệu chế tác, khinh bạc lại có nhất định phòng hộ năng lực. Làm sao vậy, ca ca? Cùng ngươi nói chút chuyện. Được rồi. Nàng ngồi trên ghế, một tay chống đỡ cái cằm, chống đỡ ở trên bàn sách, một đôi trong suốt ánh mắt linh động nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đem chuyện xảy ra tối hôm qua cùng mình phỏng đoán, duy nhất một lần nói xong. Cho nên nói, nhất định phải đi thượng cổ thần táng thật sao? Có thể không đi được không nha? Sau khi nghe xong, nàng nhẹ giọng hỏi. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như không phải rất sợ hãi. Cũng không được, không đi, sinh tử và cục diện, hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Cái này thật vô cùng khó đánh bạc. Ca ca, đã như vậy, vậy liền đi tốt, người buông lỏng một chút. Nàng đi tới, ngồi ở Lý Thiên Mệnh trên đùi, kéo cổ của hắn, ôn nhu nói, người kia để cho ta về mộ táng, cũng không nói muốn làm sao đối phó ta đây, có thể là ta quá tinh nghịch, nói không chừng nàng cũng là Linh Nhi người nhà, chờ lấy ta trở về đây. Người quá lạc quan, nàng thái độ rất hung, Lý Thiên Mệnh nói, hung, là sợ ngươi không nghe lời, cho nên hù dọa ngươi. Không quan hệ, vợ chồng chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Khương Phi Linh kích tình tràn đầy nói. Linh Nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta tâm tình vấn đề. Ta hiện tại rất tỉnh táo. Lý Thiên Mệnh đem nàng ôm vào lòng, nói khẽ, không thể phủ nhận, đây là một cái đáng sợ phiền phức. Đối phương tầng thứ để cho ta không cách nào hiểu thấu đáo. Hiện tại tiến thần táng trước, còn có một đoạn thời gian, hơn nữa còn cần thông qua Yên Hỏa Thịnh Yến khảo nghiệm, cho nên những khi này, ta đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Thậm chí hỏi một chút trưởng bối. Nghe một chút bọn họ ý kiến. Chỉ có tỉnh táo, mới có thể giải quyết phiền phức. Lần này, hắn thua không nổi. Được, dù sao ta tin tưởng ca ca, cũng tướng tin vận khí của chúng ta. Nhất định sẽ không có chuyện. Lại nói, Linh Nhi cũng muốn biết, mình rốt cuộc đến từ phương nào, phụ mẫu là ai, nói không chừng lại là một trận cơ duyên đây. Khương Phi Linh mỉm cười nói. Nàng xem ra thật rất lạc quan. Nhưng rất hiển nhiên. Nàng chỉ là muốn dùng loại tâm tình này cảm nhiễm Lý Thiên Mệnh, để trong lòng của hắn nhẹ lòng một ít. Nỗ lực, nàng nắm chặt Lý Thiên Mệnh tay cầm, vẻ mặt tươi cười, dường như sự tình gì đều không có phát sinh. Ừm, Lý Thiên Mệnh gật gật đầu, bắt đầu trầm tư. Sau một lúc lâu, ca ca, mò đủ chưa? Khương Phi Linh khuôn mặt đỏ ửng. Ừm, không có ý tứ, Lý Thiên Mệnh lúng túng thu hồi thủ trưởng, vừa rồi cái tay này, ngay tại Linh Nhi quần áo bên trong làm loạn đây. Ngươi không xấu hổ sao, còn ra vẻ trầm tư, Khương Phi Linh tức giận nói. Là ngươi vừa mới chính mình nói phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đều là vợ chồng, còn thẹn thùng cái gì? Hôm sau, Lý Thiên Mệnh bắt đầu chính thức tu hành bất diệt kiếm thể. Hắn đem Huỳnh Hỏa cùng một chỗ mang tới. Nhìn thấy Thập Phương Cung chủ Vi Sinh Vân Tịch, Lý Thiên Mệnh liền hỏi nàng có thể hay không kiếm khí chỉ chuyển di đi ra. Đáp án là có thể. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh đoán chừng Lam Hoang cũng có thể tu luyện. Đang lúc hắn để Lam Hoang nếm thử dung hợp đạo thứ nhất bất diệt kiếm khí thời điểm, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà sợ đau. Đừng nhìn nó da dày thịt béo, một khi bất diệt kiếm khí nhập thể, nó chỉ cần một kêu thảm, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình sắp bị chấn điếc. Rơi vào đường cùng, hắn từ bỏ để Lam Hoang tu luyện bất diệt kiếm thể ý nghĩ. Nếu không, lỗ tai khả năng không gánh nổi. Hiện tại Miêu Miêu có thể dựa vào thần thông cùng vạn ma độc nha chiến đấu, Lam Hoang càng có cường hãn cận chiến năng lực, Lý Thiên Mệnh cũng liền lười nhác quản chúng nó. Không biết, ta tại Yên Hỏa Thịnh Yến trước, có thể hay không dung hợp 100 đạo bất diệt kiếm khí, tu thành bách kiếp kiếm. Lý Thiên Mệnh không biết mình khổ tu cùng kiên trì, phải chăng có thể tại thượng cổ thần táng bên trong, đi cầu đến một cái sống yên ổn. Hắn chỉ biết là, mặc kệ kết quả như thế nào. Hắn đều sẽ đi nỗ lực hết thảy phấn đấu cùng kiên trì. Bắt đầu đi, một ngày tận lực không muốn vượt qua ba đạo. Không phải vậy,
thân thể rất có thể nhịn không được. Dù sao, người bình thường, một đạo bất diệt kiếm khí đều chịu không nổi. Vi sinh Vân Tịch nói. Có khoa trương như vậy. Xem ta, Huỳnh Hỏa trước khi đến, cũng đem bất diệt kiếm thể pháp quyết cho suy nghĩ thấu. Nó chọn lựa một đạo cùng Lý Thiên Mệnh dung hợp đạo kiếm khí thứ nhất một dạng, Lam Lăng Hỏa kiếm khí, bắt đầu dung hợp. A, à, địa cung bên trong, quanh quẩn Huỳnh Hỏa tiếng kêu thảm thiết. Ha ha, cộng sinh không gian bên trong, Miêu Miêu cười lớn một tiếng, tiếp tục ngủ. Dung hợp một đạo kiếm khí về sau, Huỳnh Hỏa lòng như lửa đốt trở lại cộng sinh không gian, tiếp nhận thái nhất tháp tư nhuận. Nhìn đến Miêu Miêu còn đang ngủ, trong lòng nhất thời tức giận. Xem kiếm. Mèo. Còn cười không cười. Gà đại ca ta sai rồi. Cái này còn tạm được. Lý Thiên Mệnh vào lúc này, chọn lựa đạo thứ hai kiếm khí, tên là Tử Huyền Lôi kiếm khí. Nói thật, lôi hỏa kiếm khí đều là hung hăng lệ, lực sát thương mạnh nhất, dù là chọn thánh thiên văn không nhiều, đối huyết nhục phá hủy cũng rất kinh người. Lần này, không có vi sinh Vân Tịch, Lý Thiên Mệnh thuần dựa vào chính mình. Cái kia tử sắc lôi đỉnh kiếm khí, xé mở một cái lỗ máu, chui vào trong thân thể. Ây! Không thể không nói, tư vị kia rất khó chịu. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nghĩ tới trong lòng cái kia ý trung nhân, liền cắn hàm răng. Cái này vừa mới bắt đầu, hắn không muốn nhanh như vậy thì gào khóc thảm thiết. Dù sao, theo kiếm khí gia tăng, trong cơ thể xung đột tăng lên, về sau có là đau đến gào khóc thảm thiết thời điểm. Một ngày ba đạo bất diệt kiếm khí. Lý Thiên Mệnh không vừa lòng điểm này, ngay tại cái này ngày đầu tiên, hắn đều muốn đi tìm cực hạn của mình, dù sao có thái nhất tháp tại, huyết nhục phía trên thương thế, trên cơ bản hậu cố vô ưu. Thời gian trôi qua. Trong cung điện dưới lòng đất, buổi sáng an tĩnh, buổi chiều thì bắt đầu, người gà cùng một chỗ kêu thảm. Từ lúc mới bắt đầu trầm thấp, đến đằng sau, cùng một chỗ gào khóc thảm thiết. Không sai biệt lắm, vi sinh Vân Tịch nghe được thanh âm này, mỉm cười. Bình thường tới nói, đều kêu thảm thành dạng này, rõ ràng sắp không chịu được nữa. Người bình thường chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Để cho nàng kinh ngạc chính là, loại này kêu thảm, lại còn đang kéo dài. Một canh giờ, hai canh giờ, quả thực không dứt. Bị tra tấn thời gian dài như vậy, đứa nhỏ này vậy mà vẫn còn tiếp tục. Cái này, kỳ thật mới thật sự là phấn đấu cùng kiên trì. Đang đau nhức tra tấn phía dưới, là to, là một loại phát tiết, căn bản khống chế không nổi, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa cũng không cần khống chế. Bọn họ không phải hư giả thiết nhân, mà chính là có máu có thịt sinh mệnh, muốn là huyết nhục bị xé nứt thành dạng này, còn có thể không cau mày, vậy liền quá giả. Chánh thức khiến người ta rung động, là bọn họ tuy nhiên gào khóc thảm thiết, nghe tương đương thê thảm, nhưng không có dừng lại. Nghe thanh âm của bọn hắn, giống như tùy thời đều nhanh không tiếp tục kiên trì được, có thể phong hồi lộ chuyển, ngay sau đó trở nên yên lặng, sau đó lại lập tức bắt đầu. A, à, vi sinh Vân Tịch quả thực dở khóc dở cười. Không nghĩ tới đứa nhỏ này, tính cách bền bỉ như vậy. Nàng còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh thiên phú mạnh như vậy, từ nhỏ tự nhiên thuận buồm xuôi gió đây. Đang lúc hoàng hôn, Lý Thiên Mệnh mới từ trong cung điện dưới lòng đất đi ra. Thất bại số lần nhiều không? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Bình thường tới nói, Lý Thiên Mệnh vừa mới bắt đầu, thất bại số lần nhất định sẽ rất nhiều. Bởi vì, bất diệt kiếm khí chưa chắc sẽ bị dung hợp, phần lớn thời gian đều sẽ xé rách huyết nhục bay trở về kiếm khí trì. Bất diệt kiếm thể tra tấn, đại đa số bắt nguồn ở đây dung hợp thất bại. Nhiều, thất bại hơn 90 lần, làm chết ta rồi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ, hắn cũng không biết, chính mình là làm sao kiên trì nổi. Một cái người chân thật, không có khả năng không sợ kịch liệt đau nhức, trừ phi không có cảm giác đau. Hơn 90 lần, vi sinh Vân Tịch một mặt thật không thể tin. Đúng thế, ta làm sao thất bại tỷ lệ cao như vậy, ta có phải hay không quá phế đi? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Nhiều lần mắt thấy là phải thành công, hắn meo, kiếm khí kia trực tiếp chạy, chịu một trận ngược không nói, phí công nhọc sức, Lý Thiên Mệnh tức giận đến thổ huyết. Ngươi hết thảy thành công mấy lần? Vi sinh Vân Tịch hỏi. 13 lần, thêm lần trước nữa cái kia đạo, hiện tại dung hợp 14 đạo kiếm khí. Huỳnh Hỏa càng phế, ngay từ đầu còn ở trước mặt ta khoác lác, muốn cùng ta so thi đấu, kết quả thất bại hơn 100 lần, liền thành công 9 đạo bất diệt kiếm khí, thập kiếp kiếm đều không tu thành, thì run rẩy về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh Vân Tịch cứng ngắc tại nguyên chỗ, nửa ngày không nói gì.
Thế nào cung chủ, để ngươi thất vọng sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Nói thật, hắn cảm thấy mình thật cùng điên cuồng tựa như, kết thúc mỗi ngày, cuống họng đều nhanh hàm ách. Một ngày này quả thực cùng tại trong địa ngục tu hành giống như. Hắn không biết ý chí của người khác lực như thế nào, hắn thật là tận lực, cả một đời đều không đau đớn như vậy qua. Một ngày tu thành thập kiếp kiếm, khiến ta thất vọng rồi. Ngươi muốn làm sao lấy, một ngày tu thành bách kiếp kiếm. Vi Sinh Vân Tịch dở khóc dở cười hỏi. Vậy cũng đúng, bất quá, ta vì cái gì số lần thất bại nhiều như vậy? Xem ra, hắn thì dung hợp 13 đạo, trên thực tế lại đã nhận lấy hơn 100 lần tra tấn, quả thực đau đến không muốn sống. Đây là bình thường, về sau quen thuộc liền tốt, nhưng về sau, trong cơ thể ngươi kiếm khí nhiều, cùng ngoại lai xung đột kịch liệt, sẽ còn càng đau. Lý Thiên Mệnh sắc mặt trắng nhợt. Sợ hãi. Không có việc gì, ta quyết định mục tiêu, cũng là lại kiên trì một ngày. Mỗi ngày đều tự nói với mình như vậy, liền có thể tiếp tục kéo dài. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Vi Sinh Vân Tịch nói. Ta hiện tại đối người trên người không hứng thú, ta chỉ muốn để người một nhà, thật tốt sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này khát vọng nghe rất không có chí khí. Nhưng kỳ thật, đây mới là làm cho hắn, lựa chọn chịu nhiều đau khổ, đều phải kiên trì duy nhất nguyên do. Đau chết đều muốn chống đỡ đi xuống. Rất nhiều người đều biết, thần đô thủy hệ phát đạt, giang hà trải rộng. Hết thảy có vài chục điều đại giang đại hà, theo thần đô bên trong chảy xuôi mà qua. Nước sông cuồn cuộn, lao tới giang hải. Trong đó có một dòng sông trực chỉ phương Bắc, đó là thần đô bao la nhất thủy hệ, thần đô bên trong bộ phận. Được xưng là Phong Nguyệt Giang, chính là thần đô phồn hoa nhất xa hoa lãng phí chi địa. Thế mà, con sông này thần đô bên ngoài bộ phận, một mực hướng phương Bắc chảy xiết, cuối cùng tụ hợp vào phương Bắc Minh Hải, kỳ danh là Bắc Minh Giang. Nghe nói, Bắc Minh Giang cuối cùng, là thượng cổ hoàng tộc khởi nguyên địa phương. Yên hỏa tiết trước, toàn bộ thần đô rơi ra mưa rào tầm tã, dẫn đến thần đô Giang Hà thủy vị đều lên cao không ít, cao sơn tụ đến nước sông. Theo thần đô chảy xiết mà qua, ầm ầm hướng về phương Bắc Minh Hải mà đi. Thần đô phương Bắc, là rộng lớn rừng rậm. Bắc Minh Giang theo trong rừng rậm cuồn cuộn mà qua, tối tăm màu vàng nước sông vẩy ra, đem không ít cây cối nhổ tận gốc. Đại mưa to rồi rơi xuống, trong rừng rậm thú nhỏ đều trốn đi. Ngay tại rừng rậm này một góc Bắc Minh Giang bên cạnh. Một người mặc rách dưới áo tơi, đầu đội màu vàng sẫm hàng che trúc mũ rộng vành lão giả. Bàn tiệc ngồi tại trên mặt đất bên trong. Cầm trong tay hắn một cây ốm dài cây trúc đỉnh đầu nắm một đầu dây nhỏ, rơi vào trong nước sông, một khỏa lơ là tại dao động bên trong rung động. Mưa to mưa như chút nước, dẫn đến nước bùn vẩy ra, trên người lão giả đã dính đầy nước bùn, trên mặt cũng có chút phết bẩn. Bất quá, hắn lại trên mặt ý cười, dương dương tự đắc, ngược lại là 10 phần tự tại. Nhìn dung mạo, người này ước chừng 50 tuổi khoảng chừng. Trên đầu đã có một số tóc trắng, trên mặt cũng bắt đầu lớn chút nếp nhăn, phần lưng cũng hơi có chút khom người. Hắn tại cái này bờ sông ngồi xuống, liền không biết đi qua mấy canh giờ. Đúng vào lúc này, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, cưỡi một đầu tiểu hương chư cộng sinh thú, trong rừng rậm nhảy lên, hoan hỉ mà qua. Nàng chơi đến có thể cao hứng, một đường lên, phát ra cái kia ngân linh giống như tiếng cười, trộn lẫn tại mưa to cùng giang đào thanh âm bên trong. Lộ ra phá lệ hiếm lạ. Lão gia gia, người đang câu cá sao? Tiểu cô nương nhìn thấy thả câu người, hiếu kỳ nhảy xuống tiểu hương chư, đi tới lão giả bên người. Đúng vậy, nữ oa nhi, lão giả cười híp mắt nói. Thế nhưng là nước sông vội như vậy, tiểu ngư nhi sẽ không lên câu, người mồi câu cũng rất nhanh sẽ bị tách ra nha. Tiểu cô nương nói nghiêm túc. Thật sao, thế nhưng là nước sông chảy xiết, mới có cá lớn xuất động nha. Gia gia ưa thích câu cá lớn, lão giả nói. Lòng tham, cá lớn khí lực rất lớn, lão gia gia ngươi mới để lên không nổi đâu. Tiểu cô nương cười hì hì nói. Ngươi cái này nữ oa nhi, cũng dám xem thường gia gia, ngươi chờ, gia gia hiện tại thì cho ngươi câu ra một con cá lớn nhìn xem. Lão giả cười một tiếng. Hừ, vậy ta có thể muốn xem thật kỹ một chút. Tiểu cô nương cũng ngồi xuống. Cái này trời mưa xuống, nàng cũng chơi đến một thân bùn nhão. Cùng cái bùn hoa hoa giống như. Bất quá, bùn nhão cũng che giấu không được tiểu sinh mệnh ngây thơ cùng tinh khiết, đôi mắt kia nháy một cái, giống như là trời mưa xuống bảo thạch, giọt mưa càng là cọ rửa, thì càng thấu triệt.
Sau một lúc lâu, cá lớn đến rồi, lão giả đem cần câu đi lên nhấc lên, quả nhiên có cá mắc câu, ở trong nước giãy giụa trong chốc lát, liền để lão giả nói tới. Hai người bọn họ nhìn kỹ, cái này câu đi lên con cá, chỉ có hai ngón tay bao quát, còn chưa đủ tiểu hương chư một miệng. Hi hi, thật nhỏ con cá, lão gia gia, người thua. Tiểu cô nương sướng đến phát rồ rồi, ôm bụng cười không ngừng. Ha ha, là gia gia khoác lác, thất sách, để ngươi cái này tiểu nữ oa chê cười, hổ thẹn, hổ thẹn. Lão giả theo cười, cười một hồi, hắn nhặt lên một cái bầu nước, đựng một chút nước, đem tiểu ngư nhi bỏ vào. Lão gia gia, ngươi là muốn đem tiểu ngư nhi đưa cho ta sao? Tiểu cô nương nháy mắt to hỏi. Để ngươi đoán đúng, thật thông minh, lão giả cười nói. Đúng thế, phụ thân mẫu thân đều nói ta rất thông minh đâu. Vậy ngươi ưa thích dưỡng tiểu ngư nhi sao? Thích lắm, cảm ơn gia gia, ta nhất định đem tiểu ngư nhi nuôi lớn. Tiểu cô nương nhận lấy bầu nước, ánh mắt chớp chớp lấy, để đó tiểu quang mang. Bởi vì, đây là một đầu ngũ thải ban lan tiểu ngư nhi, tuy nhiên tiểu, nhưng thật rất tốt nhìn. Thật tốt, gia gia cũng ưa thích dưỡng tiểu ngư nhi. Hắn mỉm cười, ngừng lại một chút, lại nói, nữ oa nhi, người bồi gia gia nói chuyện có được hay không, gia gia lão cô độc. Đã lớn tuổi rồi, lão là ưa thích nghĩ lung tung. Được rồi nha, tiểu cô nương bưng tiểu ngư nhi, nhu thuận ngồi tại bên cạnh, nói, gia gia chỉ có một người sao. Thật đáng thương nha. Rất lâu đến nay, cũng chỉ có chính mình. Nhưng mà, gia gia ưa thích câu cá, ưa thích dưỡng tiểu ngư nhi, có lúc cũng không có như vậy cô độc đi. Lão giả nói, thế nhưng là tiểu ngư nhi không thể nói chuyện, không thể trợ giúp gia gia giải buồn đây. Tiểu cô nương nói, người đây liền không hiểu được, oa nhi, nghe gia gia nói, bất kỳ một cái nào sinh mệnh a, liền xem như một đầu tiểu ngư nhi, nó đều là có tư tưởng. Đây chính là sinh linh mỹ diệu địa phương, nó không phải một con số, nó theo sinh ra tới, liền bắt đầu kinh lịch sự tình, theo những chuyện này bên trong, sinh ra ý nghĩ của mình, có lẽ một đầu tiểu ngư nhi kinh lịch cùng ý nghĩ rất ít, nhưng là mấy trăm ngàn điều, hơn một triệu điều hội tụ vào một chỗ, vậy liền gọi là, đạo. Nói. Cái gì là nói a, gia gia, là đồ ăn ngon sao? Tiểu cô nương lệch ra cái đầu hỏi. Đúng vậy, nói ăn rất ngon, gia gia thích ăn nhất. Lão giả cười nói. Người ta cũng muốn ăn, tiểu cô nương nói. Ăn miệng sẽ nát, người còn ăn sao? Cái kia, thôi được rồi, ta ăn mẫu thân làm đồ ăn tốt, thơm ngào ngạt. Tiểu cô nương nói. Ha ha, cái này là được rồi, chỉ có gia gia loại này nát người, mới có thể ăn những cái kia nát đồ vật. Vừa nói đến đây, nơi xa truyền đến hô hoán thanh âm. Tiểu cô nương giật mình, đứng lên cuống cuồng nói, lão gia gia, cha ta mẫu thân tới tìm ta, ta về nhà trước, lần sau lại đến tìm gia gia chơi. Được rồi, lão giả gật đầu. Heo heo, đi mau. Tiểu cô nương động tác mạnh mẽ, xoay người cưỡi lên tiểu hương chư, trong tay còn cầm lấy cái kia bầu nước đây. Lão gia gia gặp lại. Oa nhi gặp lại. Có lẽ là chạy gấp. Tiểu hương chư trộn lẫn một chút, tiểu cô nương ngã xuống, một đầu ngã vào bùn nhão bên trong. Hoa hoa, tiểu cô nương khóc bỏ ra khuôn mặt. Lão giả vội vàng buông xuống cần câu, tiến lên đem nàng đỡ lên, run rẩy từ trong ngực xuất ra một tấm vải, đem tiểu cô nương khuôn mặt lau sạch sẽ, trong miệng nhắc đi nhắc lại nói, tuổi còn nhỏ, đi bộ phải cẩn thận một chút, thật nhiều người ngã xuống một lần, liền rốt cuộc không bỏ dậy nổi đây. Ra ra, tiểu ngư nhi không thấy. Tiểu cô nương một bên khóc một bên nói. Không có việc gì, gia gia tìm một chút, chớ gấp, gia gia có là tiểu ngư nhi, ức ức vạn tiểu ngư nhi. Lão giả cười nói. Bỗng nhiên, trong rừng rậm lóe ra một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ liếc mắt liền thấy, một cái lão đầu nắm lấy tiểu cô nương, cười đến rất khó coi, mà tiểu cô nương kia còn tại nức nở. Vô sỉ lão đầu, cút, nam tử phút chốc tới, một chân đá vào lão giả ở ngực, lão giả bay ra ngoài. Đâm vào trên một thân cây, nửa ngày không có đứng lên. Phụ thân, ngươi, tiểu cô nương bị dọa, hoàn toàn nói không ra lời, nước mắt ào 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 chảy xuống. Mau cùng cha về nhà, để ngươi chạy loạn khắp nơi. Hiện tại thế đạo loạn, nhiều người xấu phải là, ngươi ra đến tìm cái chết sao. Nam tử có chút nghiêm khắc, bước lên tiểu cô nương. Ra ra, lão ra ra, tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất lão giả. Lời nói đều còn không nói ra, cái này nháy mắt, nàng thì cùng cộng sinh thú tiểu hương chư cùng một chỗ, bị phụ mẫu mang đi.
mưa rào xối xả, màn mưa nuốt sống toàn bộ thế giới, trong rừng rậm chỗ chúng chỗ nước đọng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem ngã trên mặt đất lão giả bao phủ lại. Hắn tại trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng kỳ thật, ánh mắt của hắn, một mực mở ra lấy, an tĩnh nhìn trước mắt nước bùn. Bắt lại ngươi, hắn bỗng nhiên vươn tay, tại trong nước bùn, bắt lấy một cái ngũ thải ban lan tiểu ngư nhi. Còn muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, nghịch ngợm. Hắn đứng lên, một tay cầm cái kia cá nhỏ, một tay sửa sang lấy chính mình áo tơi, lại đem hàng che chúc mũ rộng vành cho đội ở trên đầu. Sau đó, một bước một cái dấu chân, đi tới bờ sông, một hồi nhìn xem thần đô, một hồi nhìn xem Bắc Minh Giang cuối cùng, nhìn đến thâm trầm. Hắn biết, nơi đó là cố hương của hắn. Thiên đạo đại nạn, sinh tử vô tình, người như con cá, đáng tiếc nước sông cuồn cuộn. Sát cơ vô số, nổi lên chính là khổ hải, ai có thể chạy trốn được a? Nước mắt của hắn ào 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 chảy xuống. Người một trận, mơ một giấc, không biết sao, không biết sao. Hắn nhìn lấy trong tay tiểu ngư nhi, thở dài một hơi, nói, muốn mạng sống, chỉ có thể ăn cá, ai? Hắn rất thống khổ. Thế nhưng là, hắn đưa trong tay cái kia sống sờ sờ tiểu ngư nhi, nhét vào trong miệng, cái thứ nhất cắn thành hai đoạn. Máu me đầm đìa, chiếc thứ hai, trực tiếp nuốt xuống. Có lẽ là xương cá két lấy cổ họng, hắn ho kịch liệt một trận, toát ra thần sắc thống khổ. Có thể sau cùng, hắn vẫn là cười. Sau khi cười xong, cõng lên sọt cá, cầm lấy cần câu, chỉnh lý tốt áo tơi cùng mũ rộng vành, dẫm lên một đôi rách dưới trúc giày, dọc theo Bắc Minh Giang, hướng về thần đô phương hướng, từng bước một đung đưa đi đến. Màn mưa bên trong, hắn há mồm thoải mái thì thầm. Chớ nghe qua rừng đánh diệp âm thanh. Ngại gì ngâm rít gào lại từ hành. Gậy trúc mang giày nhẹ thắng lập tức. Người nào sợ. Nhất thoa yên vũ nhâm bình sinh. Xe lạnh vui sướng thổi tỉnh rượu. Lạnh lùng, đỉnh núi chiếu xéo lại đón lấy. Quay đầu từ trước đến nay đều hưu chỗ. Trở lại, dã vô phong vũ dã vô tình. Mưa gió về sau. Thần đô nghênh đón gió thu nhẹ nhàng khoan khoái khí trời. Gió nhẹ chầm chập, mặt trời chói chang. Màn đêm vừa xuống, ngàn dặm không mây, tinh quang thôi sán, thiên hà chói lọi, đẹp không sao tả xiết. Mọi người nói, cái này nhất định sẽ là thần đô đẹp nhất một lần yên hòa tiết. Thượng cổ hoàng tộc thích trưng diện, không chỉ là mỹ nhân vẻ đẹp, càng là phồn hoa vẻ đẹp, đô thành vẻ đẹp, còn có chói lọi khói lửa vẻ đẹp. Khói lửa một đêm, thiên hạ đoàn viên. Mỗi đến đêm ấy, thần đô dân chúng tại thời gian một năm bên trong, tự mình chế tác khói lửa liền sẽ phóng hướng thiên hư không. Đem thần đô bầu trời đêm, nhuộm thành muôn tiếng nghìn hồng. Đó là lãng mạn nhất một buổi tối, bao nhiêu hữu tình người, tại thần đô khói lửa bên trong, ưng thuận đến chết cũng không đổi lời thề. Có người phản bội, có người sống quãng đời còn lại. Thế mà, Lý Thiên Mệnh tại tu hành bất diệt kiếm thể tra tấn bên trong, cơ hồ quên đi thời gian. Theo dung hợp đạo thứ nhất Lam Lăng hỏa kiếm khí đến bây giờ, đã qua 28 ngày. Cái này tiếp thời gian gần một tháng bên trong, theo lạnh nhạt đến thuần thục, theo phổ thông thống khổ đến cực đoan thống khổ, theo gào khóc thảm thiết, đến tê tâm liệt phế, hắn đều kiên trì được. Trong một tháng, một nửa thời gian tại cảnh giới trên tu hành, một nửa thời gian tại bất diệt kiếm thể phía trên. Đây là tốt nhất lớn nhất thăng bằng, nhưng cũng là mệt nhất tu hành phương thức, hắn đều kiên trì được. Liền vi sinh vân tịch đều nói, hắn có thể chịu đựng lấy kiếm khí chỉ tra tấn, mỗi ngày đều tại tăng lên. Là một cái ý chí lực kỳ tích. Kỳ thật, nào có cái gì kỳ tích, Lý Thiên Mệnh chỉ là muốn để hắn cùng Khương Phi Linh, đều có thể thật tốt sống sót thôi. Hắn mỗi lần chỉ nói với chính mình, nhiều kiên trì một ngày liền tốt. Cứ như vậy, mỗi một ngày lặp lại. Thẳng đến yên hỏa tiết mang tới trước một ngày. Hắn dung hội hơn 300 đạo kiếm khí, bách kiếp kiếm, đã sớm tu hành thành công. Thì liền huỳnh hỏa, đều đã dung hợp hơn 170 đạo kiếm khí. Đồng dạng thuộc về bách kiếp kiếm phạm trù. Trên thực tế, cái gọi là thập kiếp kiếm, bách kiếp kiếm, bất quá đều là xưng hô mà thôi, kỳ thật không có ý nghĩa, bởi vì bất diệt kiếm thể uy lực, là dựa theo dung hợp kiếm khí số lượng tính toán. 300 kiếm khí cùng 100 kiếm khí, uy lực cũng là khác biệt. 99 đạo kiếm khí cùng 100 kiếm khí, lại không có gì khác biệt, đạt tới 100, không có cái gì thuế biến. Lý Thiên Mệnh nếm thử qua. Hắn hiện tại 300 kiếp kiếm uy lực, tăng thêm thần tiêu kiếm quyết, xác thực thực tương đương khủng bố, không uổng công hắn cái này một tháng thời gian sống không bằng chết. Cảnh giới phía trên,
chúng ta cũng đột phá đến thánh cảnh tầng thứ tư. Dù sao, hiện tại thánh tinh rất nhiều, không kéo chân sau. Hiện tại ta, so với đánh bại Đông Dương trước thời điểm, tựa hồ, thuế biến rất lớn. Không chỉ là cộng sinh thú tiến hóa, còn có hai trọng cảnh giới tăng lên, tăng thêm mạnh nhất bất diệt kiếm thể. Trong nháy mắt, Yên Hỏa Tiết, đến. Đây là thần đô náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất một ngày. Một ngày này sáng sớm, Lý Thiên Mệnh đi tìm vị Lai Điện Vương Bạch Mặc. Hắn muốn nói cho hắn. Buổi tối hôm nay, hắn muốn đi Hoàng Cung. Bạch Mặc ở trong tối điện bên kia. Lý Thiên Mệnh tới thời điểm, hắn vừa lúc ở Đạo Thiên Cung, mặt khác ba vị điện vương, tăng thêm ám điện điện chủ, Dạ Nhất cùng thập phương cung chủ, Vi Sinh Vân Tịch, đều ở nơi này. Nhiều người vừa vặn, liên quan tới Khương Phi Linh cùng Thượng Cổ Thần Táng sự tình, Lý Thiên Mệnh chính muốn hỏi bọn họ một chút. Lần này, hắn vừa tốt mang theo Khương Phi Linh đi tới Đạo Thiên Cung. Khương Phi Linh cùng Vi Sinh Vân Tịch vẫn là lần đầu gặp mặt, cho nên nhu thuận hành lễ, sau đó đứng ở Lý Thiên Mệnh bên người. Sớm nghe nói Linh Nhi cô nương là cái kỳ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Vi Sinh Vân Tịch ôn nhu nói. Lý Thiên Mệnh xem bọn hắn đều tại chỗ, đoán chừng cũng là đàm luận tối nay, Yên Hỏa Thịnh Yến, sự tình, sau đó hắn hỏi, cung chủ, hoàng tộc Yên Hỏa Thịnh Yến, có mời ta đến sao? Người cùng Tiểu Phong, đều có được thỉnh mời. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vậy chúng ta đi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần thiết đi, lần trước ngươi giết Đông Dương trước, để hoàng tộc trên dưới đều ghi hận trong lòng. Nếu là đi Yên Hỏa Thịnh Yến, lấy Đông Dương Phong Trần cầm đầu những thứ này Đông Dương hoàng tộc con cháu, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi. Chúng ta không cần thiết đi người khác địa bàn tranh đấu, dễ dàng ăn thiệt ngầm. Vi Sinh Vân Tịch nói. Xem ra, bọn họ đã sớm cho Lý Thiên Mệnh sắp xếp xong xuôi. Ta nghe nói, Yên Hỏa Thịnh Yến quan hệ đến, Thượng Cổ Thần Táng tiến vào tư cách. Không đi, có phải hay không không đi được Thần Táng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói đúng, bất quá, Thượng Cổ Thần Táng mở ra quá nhiều lần, bây giờ bên trong cũng không có vật gì tốt. Mà lại đi vào người, trên cơ bản đều là hoàng tộc cùng hắn vây cánh. Bên trong không có trưởng bối bảo hộ, chúng ta cái gì đều chi phối không được, rất có thể sẽ bị hoàng tộc khi nhục thậm chí sát hại. Cho nên, chúng ta người, trên cơ bản cũng đều không thế nào đi vào. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ nói đúng, Yên Hỏa Thịnh Yến, chúng ta đều sẽ đến, đối phương không thể làm loạn. Nhưng là một khi tiến vào thần táng, vậy liền triệt để thoát ly chúng ta tầm mắt. Sự tình gì đều có thể phát sinh, Bạch Mặc nói bổ sung. Cái này so cảnh vực chi chiến còn nguy hiểm hơn. Bởi vì cảnh vực chi chiến, trưởng bối chí ít còn nhìn lấy, ai giết chết người nào, rõ ràng. Cái này thượng cổ thần táng, đi vào về sau không có đi ra, người nào biết là ai làm. Thậm chí, thần táng bản thân đều có một ít nguy hiểm. Thiên Mệnh, người dựa theo chính mình tiết tấu, lưu tại đạo cung tu hành. Lấy ý chí của ngươi lực cùng thiên phú, sớm muộn tại thần đô long trời lở đất. Vi Sinh Vân Tịch khẽ cười nói. Thế nhưng là cung chủ, điện vương, ta khả năng nhất định phải tiến thần táng. Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì, nói nghe một chút. Các trưởng bối hai mặt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Lý Thiên Mệnh lôi kéo Khương Phi Linh tay, kéo đến trước mắt đến, sau đó, đem Khương Phi Linh thân thế cùng hắn trên thân phát sinh sự tình, đều cùng các trưởng bối nói một lần. Cái gì, liền Vi Sinh Vân Tịch sau khi nghe xong, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Còn lại một vị điện chủ, bốn vị điện vương, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Xem ra, chuyện này, đối bọn hắn mang đến lớn vô cùng rung động. Thiên Mệnh, ngươi chắc chắn chứ? Đúng, Lý Thiên Mệnh trịnh trọng gật đầu. Linh Nhi cô nương cùng ta tiến đến, ta nhìn ngươi thể chất, đến cùng có gì chỗ đặc thù. Vi Sinh Vân Tịch nói. Nàng và Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạt đều là nữ tử, cái này phương tiện rất nhiều. Khương Phi Linh liền cùng với các nàng đi vào trong nhà đá. Thiên Mệnh, chuyện này thực sự quá mơ hồ. Thượng cổ thần táng xuất hiện tiếp cận 100.000 năm, mở ra vô số lần, bên trong cổ quái sự tình không ít, nhưng cho tới bây giờ không nghe người ta nói, bên trong có người sống tồn tại. Bạch Mặc nói. Đúng, mà lại như lời ngươi nói cái chủng loại kia thủ đoạn, có thể tại trong hầm mộ khống chế đến Linh Nhi cô nương thân thể cùng lời nói và việc làm, cái này cũng là một loại không thể tưởng tượng thủ đoạn. Chí ít, lấy tu vi của chúng ta tầng thứ, không thể nào hiểu được. Ám điện điện chủ, Dạ Nhất nói. Có phải hay không là thần táng bên trong mai táng thượng thần?
mà Linh Nhi cô nương là cái này thượng thần hậu nhân. Sinh linh điện vương Tư Đồ Thanh Hòa suy đoán. Ý của ngươi là thượng thần không chết, hắn hậu duệ tại mộ táng một góc nào đó bên trong, phồn diễn sinh sống. Điều đó không có khả năng đi, nếu là có dạng này một đám người tồn tại, đã sớm theo trong hầm mộ đi ra thống trị thần quốc. Thập phương trấn ma trụ các loại bốn loại thần vật, như thế nào lại đến phiên chúng ta? Bạch Mặc hỏi lại, nhìn cung chủ nói thế nào đi? Nam phương điện vương Tần Cửu Phủ nói. Lý Thiên Mệnh nghe bọn hắn thảo luận, chân mày cau lại. Điều này nói rõ chuyện này, vượt ra khỏi điện vương nhóm tầng thứ, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, thượng thần thật tồn tại thế gian, ngay tại bên người chúng ta? Lúc đó nói chuyện với mình, xưng là chính mình mở mộ táng, để cho mình mang Khương Phi Linh, về mộ táng cũng là thượng thần sao? Nàng tồn tại 100.000 năm. Nghi hoặc bên trong. Vi sinh Vân Tịch mang theo Khương Phi Linh theo trong nhà đá đi ra. Cung chủ, như thế nào? Dạ Nhất hỏi. Linh Nhi tiểu cô nương phổ thông trạng thái thời điểm, thì là bình thường người thân thể. Thậm chí thú nguyên đều không có. Thế nhưng là một khi phụ linh, liền sẽ chuyển hóa làm một loại trạng thái khác, có thể xưng thần thích. Ta suy nghĩ không thấu. Trên thế giới này, ta suy nghĩ không thấu, chỉ có thể là thượng thần sáng tạo kỳ tích đi. Vi sinh Vân Tịch lắc đầu nói. Nàng tra rõ Khương Phi Linh thân thể một lần, lại cho ra kết luận như vậy. Rất hiển nhiên, bọn họ không cách nào. Thiên Mệnh, ngươi lựa chọn tiến thần táng, đi đánh bạc một lần, đúng không? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Ta muốn hỏi một chút mọi người thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Nếu như không muốn để cho Linh Nhi cô nương chết, xác thực không có lựa chọn, cần phải đi mạo hiểm một lần. Nhưng, cái này cũng sẽ để cho ngươi, ở vào trong nguy hiểm. Vi sinh Vân Tịch nói. Nếu như không đi vào, Lý Thiên Mệnh khẳng định một chút sự tình đều không có. Đi vào, nguy hiểm không chỉ là bắt nguồn từ vị kia thần bí tồn tại, còn có thượng cổ hoàng tộc trả thù. Ta chỉ muốn để Linh Nhi thật tốt còn sống, Lý Thiên Mệnh kiên định nói. Ta biết, trọng cảm tình đều là hảo nam nhi, không cần đoán đều biết ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Thật sự là rất xin lỗi, chuyện này đã vượt ra chúng ta tầng thứ, chúng ta giống như ngươi không hiểu ra sao, đến mức không thể cho ngươi tốt hơn đề nghị. Chỉ sợ đến lúc đó, chỉ có thể để ngươi, mang một số đồ vật bảo mệnh tiến vào. Vi sinh Vân Tịch tràn ngập áy náy nói. Cung chủ tuyệt đối đừng có áy náy, ta cũng biết việc này rất quỷ dị, nhưng cũng không nhất định tất cả đều là sát cơ. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, hỏi, cung chủ có ý tứ là, đáp ứng để cho ta đi Yên Hỏa Thịnh Yến, tranh thủ một cái tiến thượng cổ thần táng cơ hội là sao? Chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, Vi sinh Vân Tịch nói. Cảm ơn, Lý Thiên Mệnh cảm kích nói. Thiên Mệnh, Yên Hỏa Thịnh Yến muộn trên cử hành. Ngươi đi về trước chuẩn bị một chút đi, chạng vạng tối khi xuất phát, chúng ta sẽ đi mang ngươi. Bạch Mặc nói. Được. Lý Thiên Mệnh sau khi đi. Mấy người bọn hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiên Mệnh thật sự là cái hảo hài tử. Thiên tư xuất sắc, can đảm hơn người không nói, tu luyện bất diệt kiếm thể ý chí lực, nhiều lần để cho ta kinh thán. Ta vốn định, cứ như vậy bảo vệ hắn chu toàn, để hắn an tĩnh trưởng thành mấy năm. Không nghĩ tới. Ra chuyện như vậy. Vi sinh Vân Tịch hơi hơi thở dài. Lần này mạo hiểm với hắn mà nói tuyệt đối nguy hiểm, rất có thể cửu tử nhất sinh, dù sao đối thủ rất có thể là thượng thần. Bất quá, hắn không có khả năng đối người yêu ngồi nhìn mặc kệ. Có lẽ, thế gian này yêu nghiệt thiên tài, đều cần kinh nghiệm loại này đạo nghĩa cùng sống tạm ở giữa sinh tử lựa chọn đi. Một cái từ bỏ người yêu chỉ vì sống tạm người, cũng không xứng trở thành ý chí kinh thiên tuyệt thế cường giả. Vì trong lòng ý chí, tử chiến đến cùng, nếu là thật sự có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, sẽ chỉ lấy càng nóng nảy tư thái nghịch thiên quật khởi. Cái nào cổ thánh cường giả, không cần kinh nghiệm sinh tử gặp trắc trở. Bạch Mặc chân thành nói. Chỉ là cái này gặp trắc trở tầng thứ cũng quá cao. Ta đều xem không hiểu, Vi sinh Vân Tịch có chút không ngừng nói. Cũng chỉ có chúng ta xem không hiểu, mới có thể uy hiếp được mệnh của hắn. Thiên mệnh vận khí coi như không tệ, gặp Lý Vô Địch, gặp chúng ta. Mà hắn cũng đầy đủ không chịu thua kém, để cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Bạch Mặc nói, nếu là hắn cùng Linh Nhi cô nương, có thể tòng thần táng bên trong còn sống trở về, sau đó thần đô phong vân, tất có một chỗ của hắn. Ám điện điện chủ Dạ Nhất trầm giọng nói. Đương nhiên, hắn trả đến qua đêm nay khảo nghiệm, tại thượng cổ hoàng tộc con cháu trong tay, tranh đoạt đến thần táng danh ngạch lại nói. Thiên mệnh ca, người tối nay muốn đi hoàng cung Yên Hỏa Thịnh Yến sao?
Dạ Lăng Phong ở bên ngoài gõ cửa hỏi. Một tiếng cọt kẹt, Lý Thiên Mệnh mở cửa. Đi, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn là đi, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, lấy lại danh dự cùng mặt mũi, cho Đông Dương trước báo thù. Đúng hay không? Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng, Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng đi, Dạ Lăng Phong chân thành nói. Ngươi đi làm gì? Ta là vì đi thần táng. Ta cũng muốn đi thần táng, Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh trầm mặc một chút. Chỗ kia rất nguy hiểm, không rõ sống chết, làm gì? Hắn nói. Ta mặc kệ, người đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Dạ Lăng Phong nói. Tốt a. Dù sao, Lý Thiên Mệnh là hắn duy nhất tín nhiệm người. Dạ Lăng Phong sẽ không vòng vo nói chuyện, hắn nghĩ nghĩ đi, cái kia chính là 10 phần khát vọng, rất khó để hắn bỏ ý niệm này đi. Thiên Mệnh ca, ta cũng muốn đi Hoàng Cung nhìn xem những người này, nhìn nhìn Hoàng đế của bọn hắn, nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn, nhớ kỹ cái này Hoàng thành. Về sau có cơ hội, ta muốn cho chúng ta Nhiên Hồn tộc báo thù. Bọn họ muốn động ngươi, ta muốn giết bọn hắn. Dạ Lăng Phong thầm trong mắt màu đỏ sát cơ chợt hiện. Hắn tuy nhiên trí nhớ mơ hồ, nhưng là linh hồn bên trong liên quan tới báo thù sự tình, phá lệ nồng đậm. Nhiên Hồn tộc cái này 20.000 năm tiếp nhận cực khổ, một ngày nào đó, sẽ toàn bộ nổi lên trong lòng, để hắn trong bóng đêm, đẫm máu tiến lên. Tiểu Phong, người bây giờ cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạ Lăng Phong là trên thế giới này, duy nhất có thể tại tốc độ tu luyện phía trên bắt kịp hắn người. Lý Vô Địch cùng Lý Khinh Ngữ, cũng còn kém một chút. Đương nhiên, hắn cảnh giới tuy nhiên cao, nhưng là mệnh tuyển thánh nguyên uy lực, không tính quá mạnh. Lần trước cung chủ cho ta một cái cổ chi thần nguyên để cho ta nếm thử, con mắt ta bên trong ngôi sao điểm tới, 75 cái, còn đột phá một tầng cảnh giới. Có ngươi cho ta thánh tinh, ta tu hành một tháng, lại đột phá một tầng, hiện tại là địa thánh cảnh đệ thất trọng. Dạ Lăng Phong nói, Lý Thiên Mệnh lúc này mới địa thánh cảnh tầng thứ tư, hắn liền đã đệ thất trọng. Hắn thuộc về ngự thú sư cùng cộng sinh thú một thể, cho nên tự thân quả thật có thể tiến hóa. Loại hình thức này rất hiếm thấy. Vi sinh vân tịch cho một cái hạ phẩm cổ chi thần nguyên liền để cho hắn nếm thử, không nghĩ tới thật thành công. Dạ Lăng Phong tình huống đặc thù, hắn liền cộng sinh thú đều không có, cho hắn một cái cổ chi thần nguyên, căn bản nhìn không ra. Đệ tử khác, muốn nói huyên thuyên đều không được. Tiểu Phong, ta hỏi thăm qua, Yên Hỏa Thịnh Yến đối thủ thực lực rất mạnh, ta muốn ra sức tranh thủ, người rất có thể lấy không được thần táng tiến vào tư cách. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, Dạ Lăng Phong nói. Thành, cái kia cùng đi. Lý Thiên Mệnh đáp ứng. Nói thật, lần này Yên Hỏa Thịnh Yến đối thủ, đối đến từ Đông Hoàng cảnh bọn họ tới nói, cơ hồ tương đương tại nửa một trưởng bối. Thần Đô bên này đem 30 tuổi phía dưới thiết lập vì tiểu bối, là bởi vì 30 tuổi trước là cao bạo phát kỳ, cái này tiếp cận 27 năm tu hành, có thể thể hiện ra bất kỳ một cái nào thiên tài toàn bộ thiên phú. Một đường xông vào. Nói thí dụ như, thập phương đạo cung thiên địa bảng, thiên bảng đệ tử, số tuổi, phổ biến so địa bảng đệ tử lớn hơn 10 tuổi, nhiều tu luyện 10 năm. Có thể đi vào thiên địa bảng, đều xem như thần quốc nhân vật thiên tài 10 năm tu luyện, quả thật có thể cùng địa bảng đệ tử kéo ra chênh lệch. 30 tuổi trước đó, phải chăng có thể bước vào thiên chi thánh cảnh, là cân nhắc thần đô tối cao tầng thứ thiên tài tiêu chuẩn. Chỉ phải hoàn thành. Vậy cũng là thần đô tương lai phong vân nhân vật. Cùng Lý Mộ Dương nhất dạng 20 tuổi trước, thì bước vào thiên chi thánh cảnh tiểu bối, thần quốc phía trước một vạn năm, cũng không có xuất hiện qua. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong số tuổi, so những thứ này tối thiểu 26-27 tuổi đối thủ nhỏ rất nhiều. Những thứ này đối thủ số tuổi một khi vượt qua 30, lại bắt đầu thiên chi thánh cảnh tu hành, tiến độ liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Cho dù là tối đỉnh cấp thiên tài, hoàn thành nhất trọng thiên chi thánh cảnh tu hành, khả năng đều cần mấy năm thời gian, mà lại bởi vì thiên phú cực hạn tồn tại, tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Thí dụ như Bạch Mặc bọn họ những thứ này thiên chi thánh cảnh lớn nhất đỉnh phong cường giả, đã từng chừng 30 tuổi, đều lên thiên chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh biết, hắn cùng Dạ Lăng Phong hai người, làm vì đạo cung địa bảng phía trên đệ tử, lại muốn cùng trên thiên bảng những cái kia lớn bọn họ 10 tuổi đệ tử. Cùng đi Yên Hỏa Thịnh Yến tranh phong, đã là thần đô ngàn năm đều không thường gặp sự tình. Lên một cái tại số tuổi này, có thể quét ngang thượng cổ hoàng tộc 30 tuổi phía dưới tiểu bối, chỉ có Lý Mộ Dương. Đáng tiếc,
hắn lúc còn trẻ, thượng cổ thần táng không có mở ra. Nếu không, hắn nhất định có thể tại Yên Hỏa Thịnh Yến, nhất chiến thành danh. Sớm tại địa bảng quyết chiến, Lý Thiên Mệnh huynh đệ danh tiếng, đã truyền khắp thần đô. Ngày hôm nay, sợ là rất nhiều hơn cổ hoàng tộc cùng hắn vây cánh con cháu, đều tại mài đao xoèn xoẹt, chờ đợi lấy bọn hắn đến. Đảo mắt trạng vạng tối. Hôm nay là Yên Hỏa tiết, chính là đoàn viên ngày, Thập Phương Đạo Cung sớm liền trống, trong đó đệ tử đại đa số đều đã về nhà, hưởng thụ gia đình rất vui. Đạo cung bởi vậy an tĩnh rất nhiều. Ngược lại là thần đô đường đi, náo nhiệt vô cùng, ngăn cách thật xa, đều có thể nghe được tiếng người huyên náo, hoan thanh tiếu ngữ. Số 1 trong đình viện. Ca, các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Thượng cổ hoàng tộc người, nghe được tên của ngươi, ánh mắt đều tại phun lửa, những khi này, mỗi ngày đều có người khiêu khích ta, phiền thấu. Lý Khinh Ngữ lo lắng mà nói. Không có chuyện, tối nay thì để bọn hắn im miệng. Lý Thiên Mệnh mục quang lãnh lệ nói. Linh Nhi, quản tốt hắn, đừng cho hắn quá manh động. Lý Khinh Ngữ dặn dò. Khương Phi Linh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đến đón lấy đều là chinh chiến thời gian, nàng đã chuẩn bị tốt, cùng hắn cùng một chỗ, tại sinh tử quỷ môn quan bên trong, đi tìm một đầu sinh lộ. Bạch Mặc đến. Lý Thiên Mệnh nói với hắn Dạ Lăng Phong quyết định. Muốn đến thì đến đi, nguy hiểm tuy nhiên có thể các ngươi cũng không phải nhà ấm bên trong bông hoa. Lại nói, Tiểu Phong cảnh giới tuy nhiên cao hơn ngươi, nhưng rất không có khả năng cầm tới danh ngạch. Bạch Mặc nói, lần này Yên Hỏa Thịnh Yến, bốn người bọn họ Điện Vương Tăng thêm ám điện điện chủ Dạ Nhất, đều tại mời hàng ngũ. Đương nhiên, Dục Đế còn tự thân từng tới bái phỏng Vi Sinh Vân Tịch, đáng tiếc Vi Sinh Vân Tịch không đi. Bọn họ đoán chừng là ở chỗ này tập hợp. Một hồi sau, Dạ Nhất, Vi Sinh Vũ Mạt, Tần Cửu Phủ cùng Tư Đồ Thanh Hòa các loại trưởng bối đều đến. Bọn này trưởng bối, luận thân phận, ám điện điện chủ Dạ Nhất tối cao. Luận thực lực, Dạ Nhất cùng Bạch Mặc mạnh nhất. Theo lấy bọn hắn đến, còn có ba người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, biết nhau, tự giới thiệu mình một chút. Bạch Mặc nói, ba vị này hẳn là tứ đại phương điện thiên bảng đệ tử, số tuổi tiếp cận 30, so Bạch Tử Căng nhỏ một chút. 8 năm trước, Bạch Tử Căng cũng là thiên bảng đệ tử. Bọn họ đều là đại danh nhân, chúng ta đều biết, vẫn là chúng ta tự giới thiệu mình một chút đi. Nói chuyện chính là một cái nữ tử áo xanh, nàng dung mạo linh động mà thanh thuần, 10 phần hoạt bát, xem ra rất sáng sủa. Ta gọi Tư Đồ Y Y, các ngươi gọi ta, Y Y tỷ, là có thể. Nàng cười nói, nàng là cùng sinh linh điện vương Tư Đồ Thanh Hòa cùng đi, rõ ràng thì là sinh linh điện vương hậu nhân, đoán chừng là cháu gái, hoặc là chắt gái. Y Y tỷ, Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn cùng một chỗ hô một tiếng. Trường bối của bọn hắn đều là che chở Lý Thiên Mệnh người, cho nên bản thân thì thân cận, giới thiệu một chút thì thân quen. Ngoại trừ Tư Đồ Y Y, còn có hai cái thanh niên nam tử. Bên trong một cái, thân mặc áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cùng nụ cười đều lộ ra một cỗ mùi khai, hắn hướng về phía Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt, nói, ta cũng không cần giới thiệu, ta cùng Thiên Mệnh là người quen cũ, hắc hắc. Hắn gọi Bạch Tiểu Trúc, là Bạch Mặc cháu trai, Bạch Tử Phong nhi tử, Bạch Tử Căng là hắn cô, đúng là người quen. Lý Thiên Mệnh chạm qua hắn nhiều lần, mỗi lần đều trông thấy hắn tại bị đánh, đương nhiên, đánh hắn người là Bạch Tử Căng. Nói đến, Bạch Tiểu Trúc cha Bạch Tử Phong còn đã cứu Khương Phi Linh nhất mệnh. Vị cuối cùng thanh niên, thân mặc hắc y, dáng người thon dài, ánh mắt có chút thanh đạm, hắn 10 phần quy củ, cùng ám điện điện chủ, Dạ Nhất, cùng một chỗ đến, thẳng tắp đứng tại bên cạnh. Ta gọi Trần Kinh Hồng, hắn ngày thường ăn nói có ý tứ, bất quá lúc này thời điểm, vẫn là hơi cười. Kinh Hồng ca là Dạ điện chủ đệ tử, thiên bảng đệ nhất, đè qua rất nhiều Khương thị hoàng tộc nha. Lý Khinh Ngữ giới thiệu nói. Kỳ thật cái này một vị Lý Thiên Mệnh cũng nhận biết, hắn tại đạo cung nghe nói không ít cái này Trần Kinh Hồng truyền thuyết. Trần Kinh Hồng có thể tại Khương thị hoàng tộc hoành hành thập phương đạo cung, tại 2 năm trước cầm tới thiên bảng đệ nhất bài danh, hiển nhiên thực lực cùng thiên tư coi như không tệ. Cho dù là hiện tại, Trần Kinh Hồng đều xem như đạo cung tiểu bối bên trong mạnh nhất tồn tại. Thiên bảng đệ nhất, cũng là thập phương đạo cung đệ nhất. Tăng thêm Tiểu Phong, vậy liền 5 người cùng đi chứ. Dù sao bọn họ mời trong danh sách, cũng có Tiểu Phong. Bạch Mặc đối mặt khác mấy vị trưởng bối nói. Bọn họ gật đầu. 5 người đệ tử dự tiệc, kỳ thật không coi là nhiều. Cho tới nay,
nếu như đệ tử thực lực không đủ, đạo cung bên này sẽ không để cho bọn họ đi thần táng mạo hiểm. Lần này có Trần Kinh Hồng tỏa chấn, muốn không phải Lý Thiên Mệnh muốn đi, bọn họ cũng sẽ chỉ phái ra 3 người. Bất quá, 6 mặt khác phương điện, người khẳng định không ít. Chỉ là, bọn họ trên cơ bản cùng Đông Dương hoàng tộc người lăn lộn cùng một chỗ. Xuất phát, các vị trưởng bối, Thiên Mệnh bọn họ đi vào thần đô về sau, cơ hồ đều không từng đi ra ngoài. Chúng ta chậm một chút đi, dẫn bọn hắn nhìn xem thần đô phồn hoa, còn có yên hỏa tiết long trọng a. Tư Đồ Y Y nói, hiện tại đã hoàng hôn buông xuống, lập tức liền là màn đêm, toàn bộ thần đô bách tính, đều đang đợi ban đêm khói lửa. Là chính ngươi muốn nhìn a? Tư Đồ Thanh Hòa mỉm cười cười nói. Nói mò, đều 28 tuổi người, còn cùng cái tiểu hoa nhi giống như. Tư Đồ Thanh Hòa nói, hồi thái gia gia, là ta quản giáo không đúng. Bạch Tiểu Trúc cười hắc hắc nói. Hắn cùng Tư Đồ Y Y đã thành hôn, hiện tại vẫn là tiểu phu thê, có thể ngọt ngào. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi càng ngang bướng, nhìn xem bầu trời mệnh, cỡ nào thành thục. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Chúng ta cái này gọi tâm tính tuổi trẻ. Bạch Tiểu Trúc ngụy biện nói xong hắn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, giận dữ nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật là không tầm thường, ta cùng Y Y đều già ai, thời gian trôi mau, một đi không trở lại. Ta tới ngươi, lão phu 158 đều không nói lão. Tư Đồ Thanh Hòa tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ra thập phương đạo cung, ngẩng đầu hướng phương bắc nhìn, hoàng thành phương hướng chín đầu linh khí suối phun, vị trí rất dễ tìm. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, Y Y, các người ba cái tu vi, không có đến thiên chi thánh cảnh, không thể trực tiếp cầm tới thần táng tiến vào danh ngạch, đoán chừng ít nhất phải có 1-2 lần tranh phong, đến lúc đó cẩn thận một chút. Bạch Mặc nói. Vâng. Yên Hỏa Thịnh Yến quy tắc là như vậy. Thượng cổ thần táng mỗi lần mở ra, chỉ cho phép 30 người đi vào. Cho nên, hoàng tộc mỗi lần quy định, thiên chi thánh cảnh đệ tử, có thể trực tiếp thu hoạch được danh ngạch. Còn lại danh ngạch, thì từ địa chi thánh cảnh người trẻ tuổi công bình cạnh tranh. Cổ thị tộc, võ thánh phủ, linh lung cát, các đại cảnh vực thế lực, thập phương đạo cung cùng thượng cổ hoàng tộc các loại tất cả thế lực đệ tử, đều có cơ hội tham dự. Lần này Yên Hỏa Thịnh Yến thiên chi thánh cảnh có 21 người. Chiếm cứ 21 cái danh ngạch, thánh cảnh đệ tử, cũng chỉ có 9 cái danh ngạch có thể tranh thủ. Theo được mời trên danh sách nhìn, hoàng tộc mời, 36 cái địa chi thánh cảnh đệ tử. Hết thảy 36 người, rất hiển nhiên, bọn họ là muốn lấy đơn giản hai bánh đào thải, quyết ra 9 cái danh ngạch. Cho nên, người muốn cầm đến danh ngạch, chí ít đều cần trải qua 2 cuộc chiến đấu. Bạch Mặc giới thiệu nói. Nói cách khác, Trần Kinh Hồng cùng thiên bảng thứ 7, Bạch Tiểu Trúc, hai vị này thiên chi thánh cảnh đệ tử, có thể trực tiếp thu hoạch được danh ngạch. Bọn họ đi Yên Hỏa Thịnh Yến, chủ yếu cũng là lộ cái mặt, hưởng thụ một chút cái này thần quốc đệ nhất cấp bậc Thịnh Yến. Mà Lý Thiên Mệnh, Tư Đồ Y Y cùng Dạ Lăng Phong, thì sẽ thông qua chiến đấu tranh phong, cho đế hoàng các quyền quý trợ hứng, thưởng thức, đồng thời quyết ra thần táng danh ngạch. Nói trắng ra là, Yên Hỏa Thịnh Yến cũng là thế lực khắp nơi đệ tử trẻ tuổi cùng hậu bối lực lượng khoe khoang tranh phong chi địa, cũng là đạo cung cùng hoàng tộc đệ tử giao phong chi địa. Chỉ muốn công bằng là được rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Khẳng định công bình, dù sao Yên Hỏa Thịnh Yến là yến hội, chủ yếu vẫn là đế hoàng đồ cái việc vui, mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, tội gì mất đi bố cục, khiến người ta chế nhạo. Bạch Mặc nói. Màn đêm buông xuống. Trước mắt thịnh thế, ăn chơi trác táng, đông nghịt. Đám người bọn họ tại thần đô trên đường phố hành tẩu mà qua, không biết các trưởng bối dùng thủ đoạn gì, dọc theo đường lui tới người đi đường, đối bọn hắn làm như không thấy. Chỉ có người tu vi cao thâm, nhìn bọn họ liếc một chút, liền không dám nhìn nhiều. Thần đô hảo hán, bách tính vô số, nhưng Bạch Mặc bọn họ, vẫn tính toán bao trùm tại chúng sinh phía trên tuyệt thế cường giả. Lý Thiên Mệnh tại cái này phồn hoa đô thành bên trong tiến lên, lúc này bách tính răng đèn kết hoa, an cư lạc nghiệp. Thì cùng sang năm giống như, vô cùng náo nhiệt. Có người vui cười, có người ca múa, còn có các loại cộng sinh thú, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua vui đùa, to to nhỏ nhỏ hài đồng bôn tẩu. Theo bọn họ hóa trang phía trên nhìn, trên cơ bản không phú thì quý. Thần đô rất ít người nghèo, cho dù là bách tính chi tử, trên thân cơ bản đều có thánh thiên văn cấp bậc bảo bối. Bọn họ từ nhỏ áo cơm không lo, 3 tuổi bắt đầu tu hành, thiên phú lại kém. 10 tuổi hài tử, đều có quy nhất cảnh giới. Đây đúng là cái nơi phồn hoa,
vạn dân giàu có. Nhưng, thần đô chỉ có một cái, mà như Chu Tước quốc dạng này tiểu quốc, lại ngàn vạn. Luân hồi kính diện tại thời điểm, đoán chừng người nào cũng không biết, cái gì thời điểm, chính mình sẽ bị cả nước diệt tộc. Chỉ có người mạnh nhất, mới có thể leo đến thần đô tới. Những người bình thường kia, bọn họ như thế nào quyết định vận mệnh của mình? Nếu để cho thần đô giả tượng che đậy, coi là đây là một cái phồn hoa thịnh thế, vậy liền sai. Bạch Mặc nói qua, đây là một cái tội ác thành trì. Nơi này phồn hoa cùng an ổn, xây dựng ở vài vạn năm đến, thần đô phía dưới mai táng 10 tỷ hài cốt phía trên. Đối những cái kiệu an hồn tới nói, cái này là địa ngục chi thành. Nơi này mỗi đứa bé đều vui vẻ khoái lạc, đeo vàng đeo bạc, một đường thuận buồm xuôi gió, thì có thể trở thành cường giả. Nhưng, người nào có thể biết, bọn họ vinh hoa phú quý, đều xây dựng ở thượng cổ hoàng tộc cướp bóc phía trên. Một đứa bé vui cười, hơn ngàn nhi đồng đang khóc. Nếu không phải 40 năm trước, Lý Mộ Dương cướp đi luân hồi kính diện, thút thít người, sẽ chỉ càng nhiều. Có lẽ cách mỗi mấy năm, còn sẽ có mấy trăm ngàn hài cốt rơi vào Bắc Minh Giang, phiêu đãng mà đi, lăn nhập biển cả. Thế mà, thần đô giám quyền quý, thượng cổ hoàng tộc, sẽ còn tiếp tục tại Bắc Minh Giang thượng du, phong nguyệt một con đường, túy sinh mộng tử, tử trì nhục lâm, tận tình thanh sắc. Thần đô phồn hoa sao? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Phồn hoa, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Hắn biết, đây là xây dựng ở, thi hài cùng oan hồn phía trên cuồng hoan. Đổ máu phồn hoa. Hoàng thành, luân hồi kính hồ. Đây là một mặt hình tròn hồ nước, rộng lớn như hải, hồ nước thanh tịnh. Ánh trăng rơi xuống thời điểm, mặt hồ từ xa nhìn lại, tựa như là một chiếc gương. Bởi vậy, thượng cổ hoàng tộc tổ tiên, đem đặt tên là Luân Hồi Kính Hồ. Bởi vì cái này cùng Luân Hồi Kính Diện tương tự tên, Luân Hồi Kính Hồ thành hoàng thành thánh địa. Quay chung quanh Luân Hồi Kính Hồ, cái này bốn phía thành lập rất nhiều kim bích huy hoàng cung đình lầu các, năm bước lầu một, 10 bước một các, phồn hoa như gấm, đèn màu như tinh hỏa, lan tràn 10.000 mét không hết. Tối nay, yên hỏa thịnh yến, liền tại Luân Hồi Kính Hồ một bên trên cử hành. Lúc này, dục đế chưa gần, hoàng tộc đã tại mời khách mời vào tràng. Có thể tham gia yên hỏa thịnh yến người, trên cơ bản đều không phú thì quý, chính là toàn bộ thần quốc thượng lưu nhân vật. Các phương thị tộc, các phương cảnh vực chấp trưởng giả, văn thần võ tướng, hoàng thân quốc thích các loại đám nhân vật, cả nước bên trong tối cường giả, có quyền thế nhất người, hôm nay đều sẽ đi tới nơi này, gặp mặt dục đế. Đây là dục đế sau khi lên ngôi, tổ chức lần thứ nhất yên hỏa thịnh yến, cho nên phá lệ long trọng. Toàn bộ thần quốc, đều bởi vậy sôi trào. Như Lý Thiên Mệnh bọn họ loại người tuổi trẻ này, kỳ thật không phải yến hội nhân vật chính, nhiều lắm là xem như tới đùa nghịch cá biệt kịch, để các trưởng bối đổ cái việc vui. Thịnh yến quan trọng, còn tại ở yến hội bản thân, ở chỗ tân đăng dục đế, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ ngang ngược. Luân hồi kính hồ bên cạnh, một tòa, lâm hồ lâu, bên trong. Một đám người mặc lộng lẫy cẩm y, toàn thân châu báu, quý khí bức người Đông Dương hoàng tộc. Khương thị hoàng tộc, cổ thị tộc chờ một chút đệ tử trẻ tuổi, đầu tiên tụ tập tại nơi này. Bọn họ ngồi xếp bằng, trước người trên mặt bàn, đã bày đầy mỹ vị món ngon. Trong điện còn có tuyệt sắc nữ tử, mềm mại như rắn, ngay tại thanh nhạc bên trong nhảy múa. Trên điện phủ bài, ngồi đấy một vị người mặc hắc kim sắc trường bào, uy nghiêm mà bá khí nam tử nửa bên mặt là màu đen, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn tuấn tú, càng không ảnh hưởng hào hùng khí thế. Ngược lại tại đại khí bên trong, tăng lên ba phần lạnh lùng, ba phần uy nghiêm, đủ để không giận mà uy. Đây cũng là đương triều thái tử Đông Dương Phong Trần. Tại hai bên, chỉ ít mấy chục người trẻ tuổi, phân loại hai hàng. Lớn nhất đến gần, tự nhiên là Đông Dương hoàng tộc người trẻ tuổi, đằng sau là Khương thị hoàng tộc, cổ thị tộc. Vân vân. Mọi người lấy lòng cùng kính trong rượu, Đông Dương Phong Trần xem xét liền là tiểu bối bên trong đế vương. Hắn không vui không giận. Tâm tư làm cho người khó có thể nắm lấy, tại loại trường hợp này, thân phận không đủ người trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút câm như hến. Lúc này, ca múa chính nồng. Đông Dương Phong Trần trầm giọng không nói, ánh mắt rơi vào cầm đầu vũ cơ phía trên. Cái kia vũ cơ khoác trên người lấy mềm mại lụa mỏng, da thịt trắng như tuyết, dáng người mềm mại, dáng múa rung động lòng người, lại nhìn tướng mạo, cũng là thiên tư quốc sắc, gọi người nhìn lên một cái, liền đời này khó quên. Nhất là đôi mắt kia, giống như là biết nói chuyện, nhìn quanh ở giữa, vạch tâm đoạt phách. Đương nhiên,
nàng tất cả ánh mắt, đều tại Đông Dương Phong Trần trên thân. Ánh mắt chi biến hóa, dung hội tiến nhạc khúc cùng vũ đạo bên trong, tựa hồ có vô hạn tâm sự. Ngoại trừ Đông Dương Phong Trần, cũng không ai dám liếc nhìn nàng một cái. Thật lâu, múa xong. Cái kia vũ cơ bước liên tục hướng phía trước, đi tới Đông Dương Phong Trần bên người, cong chân ngồi xuống, đường cong xinh đẹp. Nàng vì Đông Dương Phong Trần rót rượu, lại phụng dưỡng uống rượu, rất quen thuộc lạc, hắn một đôi mắt thủy chung tại nam nhân này phía trên, thâm tình chậm rãi. Lúc này, có người tiến đến báo cáo, khởi bẩm điện hạ, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong đều đến. Cho tới giờ khắc này, Đông Dương Phong Trần mới nhếch miệng cười một tiếng. Lúc trước căng cứng bầu không khí, rất nhanh liền nới lỏng. Thật là đảm lượng. Lần này, thú vị. Những người trẻ tuổi kia đều cười. Đông Dương Phong Trần vươn tay, nắm ở vũ cơ eo nhỏ, hỏi, Tình Tình, người cùng các ngươi các chủ nói rõ sao? Điện hạ, nói rõ. Bọn họ chỉ cần đến, liền cho bọn hắn an bài tốt đối thủ. Vũ cơ nhu thuận nói. Rất tốt, an bài là ai? Dựa theo điện hạ phân phó, an bài 4 cái thánh cảnh tầng thứ 8, đây đã là có khả năng lựa chọn người trong, yếu nhất 4 cái. Vũ cơ nói. Cái nào 4 cái? Đứng ra, Đông Dương Phong Trần nói. Cung điện bên trong, đi tới 4 cái nam nữ trẻ tuổi, cúi đầu đứng tại Đông Dương Phong Trần trước mặt. Biết phải làm sao không? Đông Dương Phong Trần hỏi. Bẩm điện hạ, chúng ta biết, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ kinh lịch một trận, khổ chiến, sau đó thua với Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đưa bọn hắn tiến thần táng. Chúng ta nhất định sẽ biểu hiện được, để trưởng bối đều nhìn không ra đầu mối. Trong 4 người đi ra một cái Đông Dương hoàng tộc đệ tử trả lời. Rất tốt, muốn là diễn không được khá, làm hư, ta có thể muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách. Đông Dương Phong Trần nói. Vâng. Lui ra. Vâng. Cửu ca, ta hơi có chút nghi hoặc. Nói chuyện chính là một vị trí 10 phần tới gần Đông Dương Phong Trần Đông Dương hoàng tộc thanh niên, hắn dáng người cao gầy, như một cây trường tiêu, khí độ xuất chúng, thiếu mấy phần bá khí, lại nhiều mấy phần tiêu sái. Đông Dương Phong Trần hơi có chút không vui. Điện hạ, ta sai rồi, thanh niên toát ra một số mồ hôi lạnh. Hắn biết, dù là hắn cũng là dục đế chi tử, cùng Đông Dương Phong Trần cùng cha cùng mẫu, hiện tại cũng không thành xưng hô hắn là cửu ca. Hắn, chính là dục đế thập tứ hoàng tử, Đông Dương Phong Tiêu, năm nay 28 tuổi. Hắn cùng Đông Dương Phong Trần mẫu thân, hiện tại là đương triều hoàng hậu, tuần tự sinh huynh đệ bọn họ. Nói nghi ngờ của ngươi, Đông Dương Phong Trần nói. Lý Thiên Mệnh xuất sinh này, giết đại ca nhi tử Đông Dương trước, còn lớn lối như thế. Lần này Yên Hỏa Thịnh Yến, mời hắn đến, không phải là vì hung hăng trả thù hắn a, vì sao còn phải đặc biệt chọn lựa người yếu, tiễn hắn 2 trận liên thắng. Đông Dương Phong Tiêu hỏi. Rất đơn giản, Yến hội cực hãn nhất trả thù, đều không thể để cho chúng ta hoàng tộc đòi lại mặt mũi. Chỉ có để hắn tiến vào thần táng, khi đó, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, mới có thể để cho hắn. Mọi người hiểu được, muốn kích thích, liền phải chậm rãi chơi. Đông Dương Phong Trần mỉm cười cười nói. Mọi người cười. Thế nhưng là, muốn là chúng ta hoàng tộc lại thua một lần, sẽ có hay không có điểm mất mặt. Chí ít tiến thần táng trước, sẽ có chút khó chịu a. Nói chuyện chính là một người mặc quần áo bó màu đen nữ tử, trên người nàng có một cái cùng Đông Dương Phong Trần phá lệ chỗ tương tự, cái kia chính là, nàng cũng có nửa gương mặt, bày biện ra màu đen, nhưng nhan sắc rất nhạt. Cái này khiến nàng nguyên bản rất xuất sắc tướng mạo, xem ra có chút khó chịu. Bất quá, tuy nhiên đã mất đi đẹp, nhưng tại uy nghiêm và khí chàng phía trên, đều có to lớn tăng lên, trời sinh cũng làm người ta kính sợ. Nàng tên là Khương Phong Nguyệt, tại dục đế con gái bên trong, xếp hạng thứ 19, cũng là hoàng hậu sở sinh, so Đông Dương Phong Tiêu nhỏ 5 tuổi, năm nay chỉ có 23. Thiên phú của nàng, vượt qua Đông Dương trước, càng vượt qua huynh trưởng của nàng Đông Dương Phong Tiêu. Nếu không phải là như thế, nàng thân là nữ tử, cũng không có tư cách cùng thái tử lăn lộn cùng một chỗ. Rất hiển nhiên, nàng có chút chờ không nổi. Nàng vốn định hôm nay thì ra cái này một hơi. Địa bảng quyết chiến ngày nào đó, nàng tại chỗ. Lý Thiên Mệnh cái kia một tiếng, cửu minh nhất tộc, đem nàng tức giận phải trở về sau, liên tục giết mấy cái tên thái giám cùng tỷ nữ, đều không thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Phong Nguyệt, thái tử điện hạ là nghĩ, để Lý Thiên Mệnh đem gọi là Khương Phi Linh nữ tử, cùng một chỗ mang vào thần táng. Hôm nay, chúng ta lại để cho Lý Thiên Mệnh nho nhỏ phách lối một lần,
đến lúc đó, hắn sẽ rất thê thảm. Trả lời Khương Phong Nguyệt, là thái tử bên người Vũ Cơ, nàng lấy thanh âm êm ái trả lời, mới khiến cho chúng người biết Đông Dương Phong Trần mục đích thực sự. Ta để ngươi nói sao? Đông Dương Phong Trần liếc mắt Vũ Cơ liếc một chút. Vũ Cơ cúi đầu xuống, không dám lại nói. Mọi người đều biết, thái tử ưa thích Liệp Diễm. Hắn thu thập các tộc mỹ nhân, tính cả thuộc Khương thị hoàng tộc Khương Vũ Đồng, Khương Vũ Phi tỉ muội đều chưa thả qua, 15-16 tuổi liền rơi vào thái tử trong tay. Nghe nói cái kia gọi là Khương Phi Linh nữ tử, tại người hiểu chuyện bình chọn trên mỹ nhân bảng, đem Tình Tình tỷ đều cho chen đến đệ nhị. Nói như vậy, thái tử điện hạ để mắt tới Khương Phi Linh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đông Dương Phong Trần cũng không đặc thù, tìm kiếm xuất sắc nhất có thiên phú nhất thiếu nữ, túi vào trong cung, chính là thượng cổ hoàng tộc thái tử truyền thống. Thiên phú kinh thiên con cháu, chính là tất cả hoàng tộc trọng yếu nhất át chủ bài. Thậm chí có người nói, muốn không phải thái tử Đông Dương Phong Trần nắm giữ chín đầu thiên phú, bây giờ hoàng vị, rất có thể không đến lượt dục đế. Tốt a, vậy liền để hắn phách lối nữa mấy ngày. Khương Phong Nguyệt ôm hận nói. Muội muội, Yên Hỏa Thịnh Yến phía trên thanh danh vang dội, là sẽ cho người bành trướng. Ngươi như thế thống hận hắn, đến lúc đó tiến vào thần táng, có là xuất khí cơ hội. Ngươi yên tâm, thì cái này Lý Thiên Mệnh, còn không có tư cách để điện hạ nhìn nhiều hắn vài lần. Đông Dương Phong Tiêu cười nói. Hắn nói không sai, Đông Dương Phong Trần có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nói thí dụ như đại hoàng tử Đông Dương Phần. Hắn đã 30, một cái trong mắt của hắn mười mấy tuổi Lý Thiên Mệnh, duy nhất giá trị tại Khương Phi Linh. Lần trước Lý Thiên Mệnh xuất thủ, thực lực tại địa thánh cảnh đệ thất trọng hai bên. Đáng tiếc chúng ta nơi này tìm không thấy đệ thất trọng đi cho hắn tưới nước. Hy vọng hắn có thể có chỗ tiến bộ đi, không phải vậy muốn diễn lên rất khó. Mọi người đàm tiếu nghị luận. Các trưởng bối nhanh vào chỗ ngồi, tất cả đi xuống. Đông Dương Phong Trần đứng lên nói. Vâng. Tất cả mọi người cùng một chỗ đi xuống dưới. Tình Tình lưu lại, Đông Dương Phong Trần nói. Bên cạnh hắn cái kia Vũ Cơ ngơ ngác một chút, đứng tại chỗ, ánh mắt u buồn. Ngươi hôm nay làm sao biến ngu xuẩn, không lời nên nói, cần ngươi nói sao? Đông Dương Phong Trần nói. Ta mang thai, Vũ Cơ nói. Bao lâu? Hơn một tháng. Trước làm rơi, chờ ngươi qua 40 tuổi lại sinh. Hiện tại vẫn là tu hành thời khắc mấu chốt, sinh con lãng phí ngươi thời gian, sẽ còn để ngươi dáng người biến nát. Đông Dương Phong Trần nói. Được. Cho nên ngươi cho rằng mang thai, thì có thể khống chế ta. Đông Dương Phong Trần híp mắt nhìn nàng. Không phải, chỉ muốn lại tới gần một chút. Không thể lại tới gần. Bên cạnh ta không có thuộc về nữ nhân vị trí, ngươi muốn thông minh một chút, còn có thể Thiên Nguyên Cung, làm một người đầu, nhưng ngươi muốn xen vào chuyện của ta. Một con đường chết, Vũ Cơ ngơ ngác hỏi. Một mực thông minh như vậy, tốt bao nhiêu? Đông Dương Phong Trần ánh mắt lãnh đạm mà nói. Yên Hỏa Thịnh Yến, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh theo trưởng bối, đi tới Luân Hồi Kính Hồ bên cạnh. Nơi này sớm thì chuẩn bị xong thịnh đại chỗ ngồi, làm thập phương đạo cung cường giả, chỗ ngồi của bọn hắn vô cùng dựa vào, gần với Đông Dương Hoàng tộc. Xem ra, dục đế vô cùng cho bọn hắn mặt mũi. Luân Hồi Kính Hồ rất lớn, đứng ở bên hồ hướng đi, càng có thể hưởng thụ cái kia huyễn mộng giống như thanh tịnh, nhất là tại minh nguyệt phía trên, sóng nước lấp loáng, giống như là trải lên một tầng huỳnh quang phấn. Yến hội bốn phía, đèn màu treo trên cao. Tại hoàng tộc tiếp khách chỉ dẫn phía dưới, tứ phương khách đến thăm cường giả, từng cái vào chỗ, lẫn nhau hàn huyên. Làm tiểu bối, Lý Thiên Mệnh bọn họ trong góc ngồi đấy liền có thể. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, tại chỗ quyền quý quan lớn, thị tộc trưởng bối, hắn nhận biết không coi là nhiều. Thượng cổ hoàng tộc phương diện, có Đông Dương Phần, Khương Ám, Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh đám nhân vật. Cổ thị tộc phương diện, có Tham Lang cổ tộc tộc trưởng Ngụy Kỵ, tựa hồ còn có Thao Thiết cổ tộc, Tất Phương cổ tộc người, đây là hiện tại mạnh nhất tam đại cổ thị tộc. Ngoài ra, Kỳ Lân cổ tộc Sùng Dương, Cảnh Nguyệt cùng Linh Tinh ba vị thái thượng, bọn họ đều tại. Lý Thiên Mệnh đến thời điểm, liền đã cùng ánh mắt của bọn hắn đụng vào nhau. Không đến 3-4 tháng, Lý Thiên Mệnh tại thập phương đạo cung gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nhất là thiên địa bảng quyết chiến, oanh động thần đô. Chia tay 3 ngày, lau mắt mà nhìn. Ba vị này thái thượng ánh mắt thâm trầm, rất là điệu thấp, không có tìm Lý Thiên Mệnh phiền phức. Nhưng theo ánh mắt nhìn, khẳng định còn rất không cam tâm. Qua, Linh Lung các chủ cũng đến.
Tư Đồ Y Y tán thưởng nói. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt của nàng, thấy được lên thủ vị trí, có một cái kinh diễm nữ tử. Nữ tử kia xem ra thì 20-30 tuổi, phong vận 10 phần, đây tuyệt đối là khuynh thành cấp bậc tướng mạo, nhất là tư thái thướt tha, yêu nhiều rung động lòng người, yêu nhã cao quý, nội tình thâm hậu, đàm thiếu ở giữa, trang trọng vừa vặn, tại chỗ cường giả lại nhiều, nàng đều như thế làm cho người chú mục. Linh Lung Các các chủ, đây chính là thần đô nhất phương hào cường. Bây giờ Linh Lung Các, nắm trong tay thần quốc thương mậu mệnh mạch, thế lực trải rộng cả nước. Vị này gọi là, Mộng Thính Vũ các chủ, lấy sức một mình, nắm trong tay có thể so với cổ thị tộc cùng võ thánh phủ Linh Lung Các, tuyệt đối là cái cổ tay rất mạnh nữ nhân. Bên người nàng có một cái bà lão, lạnh lùng cùng nghiêm túc, 10 phần hung hãn, kỳ danh là Cô Tô Ly. Nàng là thập phương đạo cung quá khứ điện điện vương, Lý Thiên Mệnh tối nay cũng là lần đầu tiên gặp. Mộng Tình Tình cũng tới, Tư Đồ Y Y bĩu môi nói. Tình Tình, cái tên này để Lý Thiên Mệnh bỗng nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến chính là một cái hoàn toàn khác biệt nữ tử. Hiển nhiên, nữ tử này dung mạo cùng thiên tư, đều xa không phải Mộc Tình Tình có thể so sánh, chỉ là tên giống nhau mà thôi. Lý Thiên Mệnh không có nhìn nhiều. Mộng Tình Tình gần nhất có thể biệt khuất, người ta đã từng thế nhưng là thập phương đạo cung công nhận mỹ nhân bảng đệ nhất, hiện tại để nhà ngươi Linh Nhi cho so không bằng. Tư Đồ Y Y cười nói. Người nào rảnh rỗi như vậy a, thổi nhà ta Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Một cái gọi Chu Viên Viên đệ tử, bản sự không cao, nhưng bình chọn cũng không tệ lắm, có lý có cứ. Ta trở về đánh cho hắn một trận, để hắn đem Y Y tỷ nâng lên đệ nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ a lão đệ, rất hiểu chuyện. Tư Đồ Y Y cười nói. Nói đến đây, toàn bộ thần quốc nhân vật có mặt mũi đều đến. Đúng vào lúc này, bệ hạ giá lâm, vạn chúng chú mục bên trong, Dục Đế mang theo hoàng hậu cùng thái tử Đông Dương phong trần, lóe sáng ra sân. Không sai, cũng là lóe sáng, bởi vì một khắc này đèn đuốc, đều hội tụ trên người bọn hắn. Bệ hạ vạn tuổi, trong lúc nhất thời, quần thần quỳ bái. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, điện vương nhóm tuy nhiên hành lễ, nhưng cũng không có quỳ bái. Điều này nói rõ, thập phương đạo cung xác thực, tự cao tự đại, cùng thượng cổ hoàng tộc đối nghịch. Các khanh bình thân, Dục Đế vẻ mặt tươi cười. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, cái này mới cổ chi đại đế, tướng mạo cùng Đông Dương phong trần tương tự, cũng có nửa gương mặt hiện ra màu đen, lộ ra càng thêm uy nghiêm bá đạo. Hắn thân hình cao lớn, bề ngoài xem ra không đến 40 tuổi, cùng Mộ Dương Lý Vô Địch bọn họ không sai biệt lắm, chính là khí huyết tràn đầy niên kỷ. Nghe nói, Dục Đế là dựa vào tu vi cùng chiến công, áp chế Đông Dương Lăng, hôm nay xem xét, người này tuy nhiên vẻ mặt tươi cười, nhưng là thực chất bên trong không giận mà uy. Ánh mắt thâm thúy chỗ sâu, hung quang chợt hiện. Hắn có thể trưởng khống hiện tại thần quốc, uy chấn thiên hạ, xác thực không tầm thường. So với Bạch Mặc bọn họ, tu vi cảnh giới của hắn không kém chút nào, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ, thực chất bên trong càng hung hãn. Thái tử Đông Dương phong trần, theo sát kỳ phụ hoàng sau lưng, ngoại trừ nửa gương mặt càng thêm đen, còn lại hành động cử chỉ, tựa như là cùng Dục Đế một cái khuôn đúc đi ra như thế. Tiếp đó, Dục Đế vào chỗ. Hôm nay, chấm mượn Yên Hỏa Tiết Đoàn Viên ngày, thiết lập Yên Hỏa Thịnh Yến, mở tiệc chiêu đãi các vị thần quốc phong vân nhân vật, chư vị cùng chấm cùng một chỗ, ở đây đoàn viên một lòng, khai sáng thần quốc thịnh thế, há không mỹ quá thay. Dục Đế cười nói. Sau khi nói xong, các phương cường giả, đại biểu tự thân thế lực, lấy lòng một trận, tuy nhiên nịnh nọt, nhưng cũng còn tính toán cao cấp. Dục Đế vui vẻ ra mặt, một trận thịnh yến, trò chuyện vui vẻ. Yến hội bắt đầu, rất nhiều mỹ tử món ngon cùng sơn hào hải vị bắt đầu đưa lên, trong lúc nhất thời mùi thơm nức mũi, những cái kia mỹ tử, đều là đỉnh cấp thánh linh túy sản xuất mà thành. Lý Vô Địch như đã tới nơi này, đoán chừng cái mũi đều phải thẳng. Cái gọi là sơn hào hải vị, cái kia cũng đều là thánh ma thú cấp bậc thịt. Phải biết, đại đa số thánh ma thú cũng không tốt ăn, quý giá mà ăn ngon thánh ma thú, lại trải qua từ ngự thiện phòng nấu nướng, mới có thể có mỹ vị như vậy. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, thượng cổ hoàng tộc tuy nhiên bị người chán ghét, nhưng là cái này Yên Hỏa Thịnh Yến mỹ thực quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Không người chú ý thời điểm, hắn để Khương Phi Linh vụng trộm xuống tới, thưởng thức một số, nàng ánh mắt sáng lên, theo Lý Thiên Mệnh nếm không ít. Các trưởng bối những cái kia hàn huyên lấy lòng, Lý Thiên Mệnh lười nhắc nghe, hoàng tộc con cháu những cái kia nóng rực ánh mắt, hắn cũng không thèm để ý.
hắn chỉ cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ, hưởng thụ mỹ thực mỹ tử, chính trọng yếu là yên hỏa. Rầm rầm rầm. Ngay tại yến hội náo nhiệt thời điểm, thần đô yên hỏa, rốt cục lên trời. Một khắc này, nguyên bản đơn điệu bầu trời đêm, trong nháy mắt hiện đầy sáng chói yên hỏa, lít nha lít nhít, tiếp tục lên không, như tươi hoa đua nở, quang mang chói lọi. Thật xinh đẹp, Khương Phi Linh sợ hãi than nói. Lý Thiên Mệnh đều không cần ngẩng đầu, tại cặp mắt của nàng bên trong, đều có thể nhìn đến lớn nhất hoa mỹ yên hỏa. Yên hỏa dưới bầu trời đêm, quang mang hội tụ tại trên người của nàng. Ngươi so yên hỏa đẹp mắt, Lý Thiên Mệnh theo bản năng, nói ra câu nói này. Ừm, Khương Phi Linh nháy nháy mắt. Nàng kéo cánh tay của hắn, đem đầu tựa vào trên vai của nàng. Thời gian, phảng phất tại giờ phút này thành tựu vĩnh hằng. Bây giờ thần đô, ngay tại bởi vì yên hỏa tiết mà sôi trào, ngoài hoàng thành náo nhiệt tiếng vang, thậm chí có thể truyền đến luân hồi kính hồ tới. Hôm nay yên hỏa sẽ không tán, đủ để tiếp tục nửa đêm, phong nguyệt giang phồn hoa, trắng đêm nở rộ. Mỹ hảo cùng dữ tợn, lấy mặt đất vì tuyến, một đường ngăn cách. Mặt đất nhân gian, lòng đất biển máu. Ngay tại cái này yên hỏa tiết náo nhiệt nhất thời điểm, Linh Lung các chủ, Đêm Thính Vũ, đề nghị. Bệ hạ, yên hỏa cố nhiên tuyệt mỹ, cũng thiếu ba phần náo nhiệt, thừa này ngày hội, liền để thần quốc tiên y nộ mã thiếu niên lang, ở đây tốt lúc, luận bàn tỉ thí, biểu dương thần quốc vũ phong, phấn khởi tương lai ý chí. Chuẩn, dục đế hôm nay 10 phần thoải mái, lớn tiếng sướng cười. Đã như vậy, Thính Vũ, liền tạm thời, rút thăm, sự tình. Hết thảy 36 vị thanh niên tài tuấn, chung tranh giành 9 cái ghế. Ta cùng chư vị cùng một chỗ, chờ mong cái này đệ nhất bọn tiểu bối phong thái. Mộng Thính Vũ thanh âm êm dịu, mị không lộ xương, nghe được người hết sức thoải mái. Đối trưởng bối tới nói, tiểu bối giao đấu, bất quá là yên hỏa thịnh yến trợ hứng. Nghe nói tỉ thí bắt đầu, Khương Phi Linh liền phụ linh mà đến. Tuy nói, nàng thuộc về Lý Thiên Mệnh ngoài thân thực lực, nhưng thần quốc không ai quản qua, hiện tại càng sẽ không quản. Dù sao, Đông Dương Phong Trần ước gì hắn có thể mạnh hơn một chút, dễ giết tiến thượng cổ thần táng. Lúc này, Linh Lung các chủ Mộng Thính Vũ, tại một cái bảo bối trong dương, lấy ra hai cái kim sắc tiểu cầu trên có khắc tên. Nàng nhìn thoáng qua, cười một tiếng, nói, cái thứ nhất xuất chiến người, Kỳ Lân cổ tộc, Dương Dương. Vừa dứt lời dưới, Sùng Dương Thái Thượng bên người liền có một thanh niên đứng lên. Người này ánh mắt nóng rực như liệt hỏa, một đầu tóc rối bời, buông thả mà bá khí. Kỳ Lân cổ tộc đệ tử, chỗ nghi tâm nhất thế chú, đặc biệt rõ ràng. Trên thực tế, Kỳ Lân cổ tộc đã có rất nhiều năm, không tham ngộ thêm thần đô thịnh yến. Dục đế đăng cơ, tựa hồ có khoan dung ý tứ. Sau đó, cái này, Dương Dương, hôm nay nghẹn gần nổ phổi đầu, muốn tại yên hỏa thịnh yến lên, có chỗ biểu hiện. Dương Dương là Sùng Dương Thái Thượng cháu trai, tuổi tác 30, địa thánh cảnh tầng thứ 8. So sánh tới nói thiên tư không cao lắm, nhưng nếu là không có nhất thế chú, hắn tuyệt đối có thể thành tựu thiên chi thánh cảnh. Bạch Mặc nói, được rồi, Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Ngay sau đó, Mộng Thính Vũ tuyên bố, Dương Dương đối thủ, đến từ Thập Phương Đạo Cung, vị lai điện, Lý Thiên Mệnh. Sau khi nói xong, nàng mặt mỉm cười ánh mắt, nhìn về phía đạo cung chỗ ngồi nơi hẻo lánh chỗ, một cái kia thiếu niên tóc trắng. Cùng lúc đó, chỉ ít có hơn ngàn cái thần nước cường giả ánh mắt, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Không thể không nói, Lý Mộ Dương chi tử thân phận cùng một câu, cửu minh nhất tộc, để hắn trở thành thần đô chủ đề nhân vật. Thú vị là, tất cả mọi người biết, hắn là Lý Mộ Dương chi tử, phụ thân của hắn, giết qua dục đế muội muội, thế nhưng là bao quát dục đế ở bên trong, tựa hồ cũng không đề cập tới chuyện này. Bọn họ chỉ coi Lý Thiên Mệnh là một cái bình thường thập phương đạo cung đệ tử. Vạn chúng chú mục bên trong, Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Cái thứ nhất xuất chiến. Rất ý tứ, rõ ràng là muốn an bài chính mình. An bài cho ta một cái Kỳ Lân cổ tộc. Cái này rõ ràng nói rõ đối phương rất tiện. Bọn họ biết rõ Kỳ Lân cổ tộc người trẻ tuổi thống hận nhất Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không thể ra tay quá nặng, bị người lời đàm tiếu. Cái kia gọi Dương Dương người, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn đối thủ của mình là Lý Thiên Mệnh, đã nói rõ hết thảy. Hắn lãnh đạm cười một tiếng, quay người hướng về, luân hồi kính hồ, mà đi. Không sai. Cái kia luân hồi kính hồ, cũng là hôm nay chiến trường. Làm Dương Dương bước vào hắn về sau, một cái trong suốt thiên văn kết giới,
đem chọn cái luân hồi kính hồ phong bế. Tiểu bối tranh đấu thời điểm, mặc kệ có cỡ nào kinh thiên động tĩnh, bên này các trưởng bối, vẫn có thể tiếp tục đàm tiếu, thưởng thức, nhấm nháp mỹ tửu mỹ thực. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh thực sự vào luân hồi kính hồ, thiên chi dực triển khai, để hắn chạy như bay ở trên mặt hồ. Hôm nay, hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, thêm trên chiến trường là cái này luân hồi kính hồ, quả thực là hắn thiên địa. Bất quá, một cái địa thánh cảnh tầng thứ 8 đối thủ, coi như so Đông Dương trước mạnh, giống như có chút không đáng chú ý. Không cần quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh liền biết, các trưởng bối tập trung ở trên người hắn, bao quát ba vị kỳ lân cổ tộc thái thượng, đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy chính mình. Mấy tháng trước, ta mới vừa ở Nhiên Hồn Địa Ngục, đánh bại địa thánh cảnh tầng thứ 2 Ninh Vô Song. Ngày hôm nay, ta quyết đấu chính là Dương Kỳ Lân tộc, 30 tuổi Dương Dương. Ba vị thái thượng, nhìn cho thật kỹ. Ầm ầm, hai đầu thiêu đốt lên hỏa diễm kỳ lân thánh thú, xuất hiện tại luân hồi kính hồ lên. Đây là hai đầu toàn thân màu đỏ thắm kỳ lân, mỗi một cái đều có ba con mắt, như là ba cái mặt trời gay gắt một dạng, sáng rực lập lòe, hắn trong mắt có 68 cái điểm sao, chứng minh đây là cấp 6 thánh thú. Kỳ danh là Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân. Nó điểm sao, cơ hồ so huỳnh hỏa thiếu đi 20, nói thật, tuy nhiên cảnh giới cao hơn đom đóm tứ trọng, vẫn có chút không đáng chú ý. Làm cái này hai đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân, dẫm tại luân hồi kính hồ trên mặt nước. Nhìn chằm chằm nhìn lấy Lý Thiên Mệnh thời điểm, một tiếng ầm vang, một đầu to lớn hai đầu thần long, đập vào luân hồi kính hồ trong nước, nhấc lên đầy trời sóng nước. Đây là Lam Hoang. Đến mức huỳnh hỏa cùng Miu Miu, đều tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai. Sốt cục có thể đánh rồi hả? Thì cái đồ chơi này, huỳnh hỏa lửa giận ngút trời đi ra, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Giao cho ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh hỏa cười. Miu Miu, quỳ đệ. Theo ta cùng một chỗ, hoạt động gân cốt. Lên. Tại luân hồi kính hồ cánh bắc, tụ tập một đoàn thượng cổ hoàng tộc, già trẻ nam nữ đều có. Bọn họ là chuyên môn vì quan chiến, lưu tại nơi này, tốt hướng ngoại giới truyền bá yên hỏa thịnh yến trực tiếp kình bạo tin tức. Bọn họ vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh cùng Dương Dương sẽ thả vài câu ngoan thoại, kết quả, cái này Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú mới ra đến, hô to một tiếng, trực tiếp thì thẳng hướng đối thủ. Trong lúc nhất thời, luân hồi kính hồ, hồ nước ngập trời. Lam Hoàng cùng Miu Miu, phân biệt để mắt tới một đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân. Đúng vào lúc này, bát giai cổ thánh thú, 87 ngôi sao. Không chỉ là người vây xem, bao quát thần đô chí cao cường giả nhóm, thấy cảnh này, đều dừng lại uống rượu miệng, mộng một thời gian thật dài. Rất hiển nhiên, huỳnh hỏa đẳng cấp, đã vượt qua tại chỗ tất cả trưởng bối cộng sinh thú. Không sai, là tất cả. Bao quát dục đế cộng sinh thú, cũng chỉ là 85 ngôi sao, cùng Miu Miu ngang hàng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thập phương cung chủ vi sinh vân tịch, đem chọn cái thập phương đạo cung vô số năm qua thu tập được tốt nhất cổ chi thần nguyên, đều cho Lý Thiên Mệnh. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông coi trọng. Như Khương Ám bọn họ cái này 6 vị điện vương, sắc mặt tối đen, kém chút tức giận đến thổ huyết. Dù sao, thập phương đạo cung đồ vật, theo lý mà nói. Bọn họ cũng cần phải có một phần. Một người đệ tử cộng sinh thú đẳng cấp, so với bọn hắn điện vương còn cao. Sự thực như vậy, đủ để cho rất nhiều người híp mắt lại, bao quát dục đế, bao quát Đông Dương phong trần. 87 ngôi sao cộng sinh thú đi ra, thần đô các cường giả, không thể không đem bọn hắn lực chú ý, theo trong yến hội chuyển rời đến luân hồi kính hồ lên. Trong mắt bọn hắn, cái kia sùng dương thái thượng cháu trai Dương Dương, tay cầm hơn 40 điều thánh thiên văn. Xích Dương trọng kiếm, vậy mà cùng Lý Thiên Mệnh một cái phượng hoàng cộng sinh thú giết đến cùng một chỗ. Đến mức cái kia hai đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân, thì phân biệt quyết đấu một đầu màu đen lôi đỉnh quấn quanh đế ma hỗn độn, còn có một đầu đại đến cực hạn biển cả bá chủ song đầu long. Ầm ầm, chiến đấu ngay từ đầu, trong đó một đầu Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân, liền để Lam Hoang cho quấn vào luân hồi kính hồ bên trong, trực tiếp ép xuống. Ông, hồ nước trong nháy mắt nổi bong bóng. Tại hồ này phía trên, hình thể không sai biệt lắm Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân cùng đế ma hỗn độn đụng vào nhau, hai đầu thú chạy lẫn nhau cắn xé, một phương hỏa diễm cùng một phương cửu trọng hỗn độn lôi giới, lẫn nhau trùng kích, hỏa quang văng khắp nơi, tại thần đô yên hỏa chiếu rọi phía dưới, Miu Miu cái kia màu sắc rực rỡ vạn ma độc nha, 10 phần lóa mắt. Miu Miu cùng Lam Hoang, đều cấp tốc cho thấy, đủ để nghiền ép thực lực của đối thủ. Nhưng,
nếu bàn về phong lưu nhân vật, còn đếm huỳnh hỏa. Những ngày qua, nó ăn làm lão đại nhất định phải chịu khổ, đồng thời, cũng có Miêu Miêu cùng Lam Hoang đều không có khủng bố lực sát thương. Nó trên thân có 170 bất diệt kiếm khí. Huỳnh hỏa là cái táo bạo ra hỏa, nó hóa thành một đạo hỏa diễm huyễn ảnh, trong nháy mắt xông về địa thánh cảnh tầng thứ 8, thực lực cơ hồ cùng Diệp Thiếu Khanh tương đương dương dương. Nó trực tiếp thi triển luyện ngục hỏa ảnh, hóa thành hơn vạn phân thân. Nó xen lẫn trong hỏa ảnh bên trong, một chiêu xích viêm hoàng kiếm, hội tụ 50 đạo bất diệt hỏa diễm kiếm khí, bạo sát mà ra. Đinh! Xích viêm hoàng kiếm uy lực, trong nháy mắt tiêu thăng đến khó có thể tưởng tượng trình độ, tăng thêm huỳnh hỏa huyết nhục lực lượng, vĩnh hằng luyện ngục thánh nguyên khủng bố bạo phát, tứ trọng chênh lệch cảnh giới, tựa hồ cũng không có cái kia lớn. Mà lại, đây là một chỉ thi triển thiên thánh chiến quyết, tăng thêm bất diệt kiếm thể cộng sinh thú A. Cho kê ra đi chết. Nó viêm thần đế rực xé rách không khí, trực tiếp đâm tới Dương Dương trước mắt. Dương Dương hét lớn một tiếng, xích dương trọng kiếm chuyển một cái, địa thánh cảnh tầng thứ 8 thánh nguyên hội tụ xích dương thiên ý, một kiếm chặt chém. Nhiên dương trọng kiếm chạm. Loảng xoảng. Cái này chói tai tiếng va chạm, người nào cũng không nghĩ đến, là xích dương trọng kiếm cùng một cái cộng sinh thú cánh ma sát đi ra. Càng khó có thể tin chính là, tại ngọn lửa này trong quyết đấu, huỳnh hỏa một kiếm đánh bay xích dương trọng kiếm. Nó cái kia xích viêm hoàng kiếm uy lực, trực tiếp đâm về Dương Dương đỉnh đầu. A! À, Dương Dương đồng tử phóng đại, tử vong hàng lâm. Hô! Sau một khắc, hắn thoát ly sinh tử nguy hiểm, bỗng nhiên đập vào trên mặt đất. Nguyên lai! Tại cái này hẳn phải chết trong nháy mắt, hắn bị Linh Lung các chủ Mộng Thính Vũ, dùng một đầu màu bạc roi dài cho kéo lại, rời đi chiến trường. Ngay cả như vậy, Dương Dương cũng đã sắc mặt trắng bệch, khó có thể quên vừa mới sinh tử một đường. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, hai chân đều còn tại run rẩy. Một cái cộng sinh thú, dựa vào chiến quyết, đem ta đánh bại. Ý nghĩ này giống như là trong đầu nút chết, để trong lòng hắn tan tác. Giống. Luân hồi kính hồ bên trên truyền đến tam tình xích dương kỳ lân kêu thảm. Dương Dương căn bản không có thời gian cảm khái, nhìn lại, hai đầu cộng sinh thú đã máu me đầm đìa, thủng trăm ngàn lỗ, bị bại thê thảm. Hắn chỉ có thể vội vàng hô, ta nhận thua, ta nhận thua. Sau khi nói xong, ánh mắt đều hoàn toàn đỏ lên. Làm hắn nhìn đến hai đầu cộng sinh thú, run rẩy leo đến trước mắt mình thời điểm, hắn run run vài cái. Ngẩng đầu lại nhìn cái kia Lý Thiên Mệnh, đã tê cả ra đầu. Hắn chả không có xuất thủ, dựa vào cộng sinh thú, đem ta nghiền ép rồi. Dương Dương chỉ cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng. Đây vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi gia hỏa, lần trước nhìn đến hắn, hắn bị tạo nên nhất thế chú, cũng chỉ có thể cùng Mặc gia tông phủ Tần Phong giao phong A. Tần Phong thiên ý tầng thứ 8, hắn là địa thánh cảnh tầng thứ 8. Trong đầu rối loạn cùng khó có thể tin thất bại, để hắn có chút hoảng hốt chạy bừa. Hắn chợt nhớ tới Đông Dương Phong Trần bọn họ căn dặn chính mình, nhất định muốn tưới nước, muốn diễn xuất rất thật, hiện tại nhớ tới, những lời này quả thực là vô cùng lớn trò đùa. Hắn một khắc đều không tưới nước, cái này đều dùng hết toàn lực, kết quả bị Lý Thiên Mệnh một con chim, kém chút cho đâm chết. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh xác thực một chút cũng không phát hiện, bọn họ lại có tưới nước diễn xuất loại ý nghĩ này. Phải biết, lên một cái tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, tưới nước, Tô Y Nhiên, bị ngược đến thảm hại hơn. Tại thần đô các cường giả trước mặt, Lý Thiên Mệnh triệu hồi huỳnh hỏa bọn họ, ngồi xuống lần nữa. Một trận chiến này hắn cũng còn không nhúc nhích đâu, đương nhiên nhẹ nhàng như thường. Một trận yên hỏa thịnh yến, chợt im lặng không ít, cả trên trời nở rộ yên hỏa, giống như đều không có thanh âm. Kỳ lân cổ tộc ba vị thái thượng, đã sớm ngốc đứng ở tại chỗ, liền Dương Dương trở về, ba người bọn họ sắc mặt sẽ chỉ càng ngày càng khó coi. Ra ra! Đừng nói nữa, ngồi đấy đi! Sùng Dương thái thượng không nhịn được nói. Dương Dương xấu hổ cúi đầu. Đến đón lấy. Theo dục đế hô một tiếng tiếp tục, Mộng Thính Vũ lúc này mới tiếp tục, rút thăm, an bài những người khác lên cuộc chiến đấu. Phụ hoàng, Đông Dương Phong Trần thanh âm có chút khàn khàn. Nghe nói người muốn thả nước, dẫn hắn tiến thần táng. Dục đế quay đầu lại hỏi. Khác mất mặt, cho an bài mạnh nhất lên, ngăn được mới có tư cách tưới nước, ngăn không được, mặt từ bỏ. Dục đế nói. Đúng. Đông Dương Phong Trần một nửa mặt là màu đen. Nhưng là lúc này thời điểm, hắn một nửa kia mặt, cũng có chút đen.
Ta chính là không có đoán trước, năm kiếp luân hồi chi thể, hắn tu hành tốc độ, khủng bố đến trình độ như vậy. Đông Dương Phong Trần cau mày nói. Cái này rất nhỏ khó chơi, đông hoàng cảnh cái kia lớn, càng khó chơi hơn. Lần này, cần phải để hắn tiến thần táng, lấy trước tiểu nhân, có cơ hội, lấy thêm lớn. Dục đế nói. Minh bạch, Đông Dương Phong Trần cúi đầu xuống, ánh mắt của hắn có chút u ám, nói, phụ hoàng, ta thế nào cảm giác, địch người thật giống như hơi nhiều. Chuyện không liên quan ngươi, ngươi có thể đem cái này Lý Thiên Mệnh cho trẫm giải quyết, thái tử vị trí, ngươi liền ngồi vững. Dục đế thản nhiên nói. Vâng, Đông Dương Phong Trần, ánh mắt mãnh liệt. Hắn biết, hắn nhất định phải sửa đổi một chút đến tiếp sau đối chiến. Bằng không, lại để cho một cái địa thánh cảnh tầng thứ 8 đi chặn đánh Lý Thiên Mệnh, vậy liền giả đến quá phận. Không nghĩ tới, tiến bộ của ngươi so ta trong tưởng tượng lớn. Có điều, gãi đúng chỗ ngứa. Cúi đầu một khắc này, Đông Dương Phong Trần, ánh mắt đẫm máu. Dạ Lăng Phong cái thứ 7 xuất chiến. Đối thủ của hắn, là Dục Đế Hoàng Tôn, tên là Đông Dương Bác, là Dục Đế con trai thứ 3 sở sinh, so thái tử cùng Đông Dương Phong Tiêu đều đồng lứa nhỏ tuổi, năm nay 27 tuổi, đồng dạng là địa thánh cảnh tầng thứ 8. Đông Dương Bác thiên phú, rõ ràng không bằng Khương Ngọc cùng Đông Dương trước, nhưng ít ra, hắn hiện tại so Đông Dương trước hiếu thắng. Hắn so Dạ Lăng Phong cao hơn một trọng cảnh giới, còn có cửu anh cộng sinh thú. Thế mà, kinh lịch một cuộc ác chiến, Dạ Lăng Phong vẫn là đánh tan Đông Dương Bác. Trước khi đến Lý Thiên Mệnh cường điệu đã thông báo, để hắn không nên giết người. Dạ Lăng Phong đối cái này hoàng thành hết thảy, đều lửa giận cuồn cuộn, bất quá, hắn khắc chế chính mình, không có hạ sát thủ. Sau trận chiến này, Đông Dương Phong Trần mặt tựa hồ càng đen hơn. Hiển nhiên, Đông Dương Bác căn bản cũng không có tưới nước cơ hội, muốn diễn trò cũng khó khăn, toàn bộ hành trình bị Dạ Lăng Phong ép tới không thở nổi. Đảo mắt, một vòng kết thúc, 36 người quyết ra 18 người. Lại đánh một vòng, 9 cái ghế thì đi ra. Lập tức lần nữa đến phiên Lý Thiên Mệnh, cái này đem là hắn tại cái này yên hỏa thịnh yến trận chiến cuối cùng. Kết quả đi ra. Lý Thiên Mệnh, quyết đấu, Khương Phong Nguyệt. Xem ra, bọn họ xác thực muốn ở trên thân thể ngươi lấy lại danh dự, cẩn thận một chút, Khương Phong Nguyệt là Dục Đế 10 cửu công chúa. Cũng là hoàng hậu sở sinh, tính toán thân phận bây giờ cao nhất công chúa. Nàng cộng sinh thú nắm giữ 8 đầu thiên phú, năm nay 23 tuổi, so người lớn hơn không được bao nhiêu, cảnh giới đã đến địa thánh cảnh đỉnh phong. Không sai biệt lắm là tại chỗ 36 vị, mạnh nhất hai cái một trong. Bạch Mặc nhẹ giọng nhắc nhở một chút. Hiểu rõ. Rất rõ ràng, đây là Đông Dương hoàng tộc thiên tài chân chính. Nàng số tuổi, cơ bản cùng Lý Thiên Mệnh ngang hàng, 8 đầu thiên phú. Đúng là Đông Dương hoàng tộc đỉnh phong, gần với Đông Dương Phong Trần. Vũ Văn Thái Cực cũng là địa thánh cảnh đỉnh phong, nhưng đoán chừng không phải cái này Khương Phong Nguyệt đối thủ. Dù sao, chỉ là cộng sinh thú, Vũ Văn Thái Cực chỉ có cấp 5, mà cái này Khương Phong Nguyệt, tối thiểu là cấp 7 cổ thánh thú. Khương Phong Nguyệt là một cái táo bạo 10 cửu công chúa, làm Mộng Thính Vũ đọc đến tên của nàng thời điểm, nàng tựa như là đã sớm biết giống như, trực tiếp bước vào luân hồi kính hồ. Nàng thân mặc áo bó sát người, màu da hơi đen, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, tư thái 10 phần mềm mại, một đôi bắp đùi tròn trịa mà có lực, giống như là một đầu tiểu dã báo, dã tính mà điêu ngoa. Lý Thiên Mệnh, lăn tới. Khương Phong Nguyệt ngoác ngoác đầu ngón tay. Nàng biết mình hôm nay vẫn là muốn bại, nhưng ở trước đó, nàng đến vì hoàng tộc giữ vững mặt mũi, một trận tử chiến, sau cùng thiết bại là mục tiêu của nàng. Đến mức quá trình này tích xúc oán hận. Chỉ có thể chờ đợi anh của nàng, tiến thần táng lại lấy trở về. Dù sao, làm Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra nghiền ép Dương Dương thực lực về sau, lại an bài cho hắn địa thánh cảnh tầng thứ 8, vậy liền quá giả. Còn lại 18 người, không có còn lại mấy cái địa thánh cảnh tầng thứ 8. Nói thật, bọn họ thật sự là suy nghĩ nhiều quá, phải biết, mặc kệ bọn hắn làm sao bố trí, Lý Thiên Mệnh đều sẽ tiến thần táng. Ngươi là Đông Dương Phong Trần thân muội muội. Lý Thiên Mệnh đã thực sự vào luân hồi kính trong hồ. Như thế nào? Khương Phong Nguyệt híp mắt hỏi. Không thế nào đẹp mắt, Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phong Nguyệt nổi giận. Chỉ là một câu nói kia, trong nội tâm nàng đều xoắn xuýt. Nói thật, nếu như điều kiện cho phép, không có vướng bận thập phương đạo cung, nàng hiện tại liền muốn giết người. Phụ thân đăng cơ làm đế, nàng đều không thể tin được, trên thế giới này trừ mình ra huynh đệ tỉ muội,
còn có không thể giết người. Ngươi đi chết đi, Khương Phong Nguyệt tại chỗ giết tới. Dung mạo không đẹp nhìn, còn không cho người nói rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, liền biết ra hỏa này tính khí rất kém cỏi, một chút khiêu khích một chút, liền để hắn mất lý trí. Lúc này nói thêm câu nữa, càng làm cho Khương Phong Nguyệt sát khí ngút trời. Không nghĩ tới, nàng lại là ba đời ngự thú sư. Đây là Lý Thiên Mệnh thấy qua, trừ mình ra, cái thứ ba đời ngự thú sư. Thú vị là, Nguyệt Linh Lang, Ninh Vô Song, Khương Phong Nguyệt, đều là nữ. Bất quá, Khương Phong Nguyệt ba đầu cộng sinh thú, kinh khủng nhất. Đây là ba đầu cổ thánh thú, trong mắt đều có 72 ngôi sao, so Lý Thiên Mệnh không bằng, nhưng so Ninh Vô Song cao hơn. Đây là ba đầu, Hắc Thủy Minh độc tướng liễu. Ba đầu cộng sinh thú, 24 đầu. Mỗi một đầu đều là mọc ra 8 cái đầu cự xà. Tưởng liễu tuy nhiên không bằng cửu anh tráng kiện bá đạo, nhưng là càng lộ vẻ âm u hung ác. Cái này ba đầu Hắc Thủy Minh độc tướng liễu, hiển nhiên đều là băng thủy hệ, kịch độc hệ song hệ cộng sinh thú, cái này luân hồi kính hồ, cũng là bọn chúng chiến trường chính. Ba đầu màu đen nhánh phủ đầy lân giáp bát đầu cự xà, toàn bộ tại luân hồi kính hồ bên trên du tẩu, âm u quỷ dị, nhìn chằm chằm, nối tới đến đối giống cái ai đến cũng không có cự tuyệt huỳnh hỏa, lúc này thời điểm cũng nhịn không được nói một câu, thật hắn meo xấu. Hai cái ngự thú sư thi triển, hết thảy 6 đầu cộng sinh thú, cũng coi là cái kỳ quan. Cái này rõ ràng lại là tối nay Yên Hỏa Thịnh Yến có ý tứ nhất chiến đấu, cho nên rất nhiều thần đô cường giả, đều dừng lại hàn huyên cùng nịnh nọt, nhìn về phía cái này trẻ tuổi, táo bạo, lửa giận chiến trường. Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa chạy như bay trên không trung, miêu miêu tại Lam Hoang trên đỉnh đầu, song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng. Làm chết các nàng, huỳnh hỏa ra lệnh nói. Oanh! Nhiệt huyết tiểu hài tử Lam Hoang ngao ô một tiếng, cái kia thô to giọng trấn lên đầy trời hồ nước, ở trên mặt hồ, nó lấy tốc độ khủng khiếp phóng tới ba đầu địa thánh cảnh tầng thứ 9 đối thủ. Tuy nhiên, hình thể của nó xem ra một chặt ba không là vấn đề, nhưng đối phương dù sao cảnh giới cao, thánh nguyên hùng hồn A. May mắn, Lý Thiên Mệnh bọn họ ba cái, đều tại Lam Hoang trên đỉnh đầu, đuổi theo, kề vai chiến đấu. Vù vù! Ngay tại song phương đập vào trước một khắc, cộng sinh thú liền đã đều hiện thần thông. Miêu miêu hồn thiên điện ngục cùng hỗn độn thiên kiếp, huỳnh hỏa lục đạo hỏa liên cùng Lam Hoang sơn hải giới, đều đã không bị cản trở phun trào mà đi. Bất quá! Cái kia ba đầu Hắc Thủy Minh độc tướng liễu, hết thảy 24 đầu, lại toàn bộ đâm vào trong nước. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ phía dưới hồ nước đã biến thành màu đen, mà loại này màu đen, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ điên cuồng lan tràn mà đến. Đây là thần thông, Minh Hải độc phụ. Những thứ này độc phụ toàn bộ tuôn ra vào trong nước, tuyệt đối có thể cho cái này luân hồi kính hồ biến thành một cái kịch độc hồ nước. Lý Thiên Mệnh bọn họ phàm là huyết nhục nhiễm, khẳng định sẽ ra mau bệnh. Nhưng may mắn, bọn họ đều có hộ thuẫn. Lam Hoang có sơn hải giới, Miêu Miêu có cửu trọng hỗn độn lôi giới, huỳnh hỏa lại có luyện ngục thuẫn giáp, hơn nữa còn có thể đem luyện ngục thuẫn giáp phun tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Huyết mạch của nó cường thịnh, thành tựu 87 tinh sau, luyện ngục thuẫn giáp lực phòng hộ tăng cường rất nhiều. Cái kia lan tràn mà đến độc vụ, đụng chạm tại luyện ngục thuẫn giáp, xì xì thiêu đốt, tạm thời không cách nào xuyên phá. Giết! Hắc Thủy Minh độc tướng liễu thần thông, cho bọn họ mang đến uy hiếp rất lớn, nhất định phải cam đoan hộ thuẫn không phá. Đương nhiên, huỳnh hỏa bọn chúng thần thông, uy hiếp cũng phi thường to lớn. Nhất là, miêu miêu hồn thiên điện ngục cùng hỗn độn thiên kiếp bổ vào trên nước, những thứ này bắt đầu cự xả ào ào kêu thảm, cái kia 8 cái đầu đều bị điện thẳng. Mà giờ khắc này, cận chiến cuồng ma, hai đầu tiểu chiến long, đã đâm vào con thứ nhất Hắc Thủy Minh độc tướng liễu trên thân. Kéo kéo. Đối phương nổi giận, không ngừng phun độc vụ, sau đó cắn xé chém giết, bọn họ đều có 8 cái đầu, vô cùng linh hoạt, tăng thêm đuôi rắn, cực kỳ hung hãn. Người đàn bà chua ngoa, xem kiếm. Huỳnh hỏa lấy luyện ngục hỏa ảnh, chạy như bay tại bát đầu cự xà trong đầu, một đường lẳng lơ đi bộ, né tránh qua đủ loại đả kích chí mạng, chuyên nghiệp vòng sau. Đậu phộng, người chứng đâu? Huỳnh hỏa mộng bức. Gà đại ca, người ngu xuẩn a, đây là rắn mẹ, không có trứng a. Miêu miêu cười nhạo nói. Mặc kệ, chiếu đâm không sai. Lão tử tháng này bị bất diệt kiếm khí ngược đến chết đi sống lại, hiện tại, đến phiên các ngươi. Nói lên bất diệt kiếm khí, huỳnh hỏa một mặt chua xót, cái này càng làm cho nó lửa giận ngút trời. Đây là một trận đại hỗn chiến.
Lăn lộn trong chiến đấu, Lý Thiên Mệnh xuất thủ. Hắn hiện tại đối Huỳnh Hỏa bọn họ có sung túc lòng tin, cho nên tại bọn chúng thần thông yểm hộ phía dưới, hắn đã giết tới Khương Phong Nguyệt trước mắt. Khương Phong Nguyệt tay nắm một thanh dài nhỏ kiếm, âm lãnh mà minh lạnh, trên đó hết thảy có 50 điều thánh thiên văn, tên là Bắc Minh Sát Sinh Kiếm. Kiếm này nhuốm máu, dư tợn mà khát máu, xem xét cũng là giết người như ngóe hung khí. Ta thanh kiếm này, nhiễm qua 1,865 người huyết, hôm nay, thêm ngươi một phần. Khương Phong Nguyệt thi triển thiên thánh chiến quyết, phong hàn quý thủy kiếm quyết, phủ đầu đánh tới. Giết người nhiều rất tự hào sao? Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm đưa ngang trước người, đột nhiên một phân thành hai. Giết đến người trên người, mới là người bên trong thần. Khương Phong Nguyệt hai mắt đỏ sậm. Siêu. Một chiêu, âm hàn ngục, kiếm khí đầy trời, hàn thiên đông lạnh. Cái kia âm lãnh chiến quyết triển khai, tựa như là một mảnh âm hàn địa ngục buông xuống, hàn khí cóng đến Lý Thiên Mệnh có chút run rẩy, luyện ngục thuẫn giáp đều không dùng được. Bất quá, hắn thiên chi dực trong nháy mắt chấn động, nhanh như lôi đình. Thần tiêu kiếm thứ tư. Tăng thêm, 100 đạo bất diệt kiếm khí. Song kiếm nơi tay, hắn lại một kiếm thi triển. Cái này 100 đạo bất diệt kiếm khí, trong nháy mắt xông vào màu đen Đông Hoàng kiếm, cái này bản thân liền là lôi, hỏa, nước, đất bốn loại thuộc tính kiếm khí, đụng tới dung hợp bốn loại thiên ý thần tiêu kiếm thứ tư, kiếm này uy lực bạo phát, trong nháy mắt rung động toàn trường. Bách kiếp kiếm. Không biết bao nhiêu người, liếc thấy đi ra. Đinh. Mọi người bất ngờ nhìn đến, một kiếm này giết ra, Khương Phong Nguyệt Bắc Minh Sát Sinh kiếm hoàn toàn không có thể ngăn cản. Phanh phanh. 50 điều thánh thiên văn thánh thú binh, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt tại chỗ gãy thành 5 khúc. Cái này không chỉ là nghiền ép, mà chính là phá hủy. Tuy nhiên một kiếm này, đã dùng tới Lý Thiên Mệnh mạnh nhất thần tiêu kiếm thứ tư, nhưng, có thể tạo thành như thế nghiền ép, vẫn rung động toàn trường. Ngay tại Bắc Minh Sát Sinh kiếm đứt gãy trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh kim sắc Đông Hoàng kiếm, đã đâm về phía Khương Phong Nguyệt vị trí hiểm yếu. Hắn một mực giết người, có cứu hay không được, đó là Linh Lung các chủ mộng thính vũ sự tình. Xoẹt. Quả nhiên, tại kim sắc Đông Hoàng kiếm sắp đâm xuyên Khương Phong Nguyệt trong nháy mắt, cái này 10 cửu công chúa phút chốc biến mất ở trước mắt, hẳn là để mộng thính vũ cấp cứu. Yên hỏa thịnh yến, nàng làm sao cũng không có khả năng để dục đế công chúa, chết ở chỗ này. Bất quá. Lý Thiên Mệnh tiếp xuống hành động, không thể tưởng tượng. Hắn đột nhiên trở về, vọt thẳng hướng phía dưới Hắc Thủy Minh độc tướng Liễu. Một kiếm chặt chém. Xoẹt. Trong đó một đầu bát đầu cự xà, trong nháy mắt bị chặt rơi mất một cái đầu, đầu rắn bay ra ngoài, còn trong nước đạn. Hắn lần nữa xuất kiếm. Ầm ầm. Đáng tiếc, đầu này cộng sinh thú, cũng bị mộng thính vũ kéo ra ngoài. Còn lại còn có hai đầu Hắc Thủy Minh độc tướng Liễu. Bọn họ cùng một chỗ vây công, thế nhưng Linh Lung các chủ mộng thính vũ kéo đến rất nhanh, chỉ chớp mắt, toàn bộ đều đi ra. Lần này, chiến đấu kết thúc. Tuy nhiên liền chặt hạ một cái đầu rắn, Lý Thiên Mệnh vẫn là trực tiếp thu tay lại, dù sao đối thủ cũng bị mất, hắn cũng không có cách. Sau đó, hắn vỗ vỗ tay, trở lại yến hội bên này. Lần này không cần khiêu khích, hắn cũng lười nhiều lời, trực tiếp về tới Bạch Mặc bên người. Thói xấu a. Bạch Tiểu Trúc kinh ngạc đến ngây người nói. Bình thường, bình thường, Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Hiện tại tái giá còn kịp sao? Tư Đồ Y Y hỏi. Ngươi lăn, nhìn ta không đánh như tử ngươi. Bạch Tiểu Trúc sở khóc sở cười, tiểu phu thê, chật đánh, ở cùng nhau. Trừ bọn họ đang cười, lúc này thời điểm yến hội, giống như hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thấy nhìn cái kia té ngồi trên mặt đất, cầm lấy một cái chuôi kiếm, một mặt mờ mịt Khương Phong Nguyệt. Nhìn nhìn lại cái kia cùng người không việc gì một dạng Lý Thiên Mệnh. Ai sẽ quên, hắn một tháng trước, tu vi chỉ có Đông Dương trước trình độ. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng biết, Thập Phương Cung chủ tại sao phải cho Lý Thiên Mệnh tam đại trung phẩm cổ chi thần nguyên. Trong lúc nhất thời, cho dù là thần đô cường giả, đối loại này tấn mãnh tốc độ phát triển, đều cảm giác tê cả da đầu. Nhất là thượng cổ hoàng tộc. Nhất là thần quốc thái tử, Đông Dương phong trần. Thậm chí là dục đế. Không một người nói chuyện, hoàn toàn tĩnh mịch, thì đã nói rõ hết thảy. Dục đế để Khương Phong Nguyệt xuất chiến, chính là muốn để Lý Thiên Mệnh tại tiến thần táng đồng thời, lại không đến mức mất mặt quá ác. Nhưng bây giờ, làm Khương Phong Nguyệt tại Lý Thiên Mệnh trước mặt tan tác thời điểm, mặt mũi này mặt ngược lại ném đến ác hơn. Đây là liền hắn, đều bất ngờ sự tình.
Cái này rất có thể sẽ để Đông Dương hoàng tộc cùng Khương thị hoàng tộc người trẻ tuổi, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, rất khó ngẩng đầu lên. Có lẽ tin tức tốt duy nhất là, Lý Thiên Mệnh đạt được 9 cái danh ngạch một trong, nhất định phải tiến thượng cổ thần táng. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể nhẫn. Điện hạ, Phong Nguyệt nàng, Đông Dương Phong Tiêu cổ họng có chút nóng bỏng. Hắn biết mình tuy nhiên 28 tuổi, nhưng chưa hẳn có thể đánh được muội muội. Có thể Khương Phong Nguyệt, bị bại quá triệt để, mà lại là bị Bách Kiếp kiếm kích bại. Hắn gãy mất Phong Nguyệt cộng sinh thú một cái đầu đúng không? Thái tử hỏi. Đúng. Ngươi còn không có ra sân à? Không có đâu, Đông Dương Phong Tiêu lắc đầu. Lý Thiên Mệnh rất mạnh mẽ, địa thánh cảnh cơ hồ vô địch. Nhưng là hắn huynh đệ Dạ Lăng Phong thực lực, nhiều lắm là có thể cùng địa thánh cảnh tầng thứ 8 giao phong. Ngươi đi cùng Tình Tình nói, để mẫu thân của nàng Mộng Các Chủ an bài ngươi đối phó Dạ Lăng Phong. Đến lúc đó, Mộng Các Chủ chỉ cần biết ý, cứu người một chút chậm một chút, ngươi tranh thủ thừa cơ, đoạn hắn một đầu tay. Thái tử nói, không cho cái này Dạ Lăng Phong cùng một chỗ tiến thần táng rồi. Không cần đến, hắn cũng là Lý Thiên Mệnh một cái tiểu lâu lâu. Không tính cái nhân vật, nhưng lại làm cho Lý Thiên Mệnh âu lửa. Trước nhẹ nhõm đi, không phải vậy, đệ đệ muội muội, cháu trai cháu gái nhóm, đều quá oan uổng. Thái tử ánh mắt âm lãnh nói. Đã hiểu, muốn là Mộng Các Chủ xuất thủ chậm nửa điểm, ta không cẩn thận giết hắn đâu. Đông Dương Phong Tiêu hỏi. Há, vậy liền tất cả đều vui vẻ, thái tử nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đảo mắt, 9 cái danh ngạch chỉ còn lại 3 cái. Vòng thứ 2 còn có 6 người chưa xuất chiến, Dạ Lăng Phong liền là một cái trong số đó. Tiểu Phong, bọn họ tại trên người của ta ăn quả đắng, hiển nhiên rất biệt khuất. Ta đoán chừng, bọn họ sẽ an bài cho ngươi, rất khó đối phó đối thủ. Tỷ như cái kia Đông Dương Phong Tiêu, Lý Thiên Mệnh nói. Còn lại 5 cái đối thủ, mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, cao nhất đều là cái này một vị thập tứ hoàng tử. Lý Thiên Mệnh đánh tan Khương Phong Nguyệt về sau, hắn rõ ràng có thể cảm thụ đi ra, lấy Đông Dương hoàng tộc cầm đầu thần đều con em quyền quý, nhìn mình ánh mắt, càng thêm âm lãnh. Là thượng cổ hoàng tộc nhân vật trọng yếu sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng không? Cái kia Đông Dương Phong Tiêu, nhưng là đương kim dục đế con ruột. Minh bạch. Hắn địa thánh cảnh tầng thứ 9, ngươi khả năng đánh không lại, cần thiết thời điểm trực tiếp nhận thua, có vào hay không thần táng không quan trọng, không muốn đả thương chính mình. Lý Thiên Mệnh nói. Biết, Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong nói. Nhìn ánh mắt của hắn, Lý Thiên Mệnh liền biết, hắn khẳng định sẽ phấn đấu một lần. Quả nhiên. Bọn họ vừa mới nói xong, Mộng Thính Vũ liền tuyên bố tiếp xuống, luận bàn, song phương. Thập Phương Đạo Cung, Vị Lai Điện, Dạ Lăng Phong. Quyết đấu, Đông Dương Hoàng Tộc, Thập Tứ Hoàng Tử, Đông Dương Phong Tiêu. Đông Dương Phong Tiêu hiện tại đứng trước trong vòng 2 năm nhất định phải thành tựu thiên chi thánh cảnh cục diện, nếu có thể thành công, là hắn có thể rảo bước tiến lên thần đều đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ. Nhưng muốn thất bại, hắn đoán chừng sẽ bị tối đỉnh cấp hoàng tử kéo ra chênh lệch. Vạn chúng chú mục bên trong, Dạ Lăng Phong đi vào luân hồi kính hồ. Người biết hắn cũng không nhiều, rất nhiều trưởng bối cũng là vừa nghe nói có một người như thế, thậm chí ngay cả cộng sinh thú đều đã chết. Nghe nói điểm này, các trưởng bối ánh mắt, thì nhiều hơn mấy phần lãnh đạm. Mọi người đều biết, mất đi cộng sinh thú, dù là chuyển thành cộng sinh linh, cái kia ngự thú sư cả một đời, cũng không có khả năng có cái gì thành tựu. Nhưng, bọn họ muốn là chú ý qua. Dạ Lăng Phong vừa tới Thập Phương Đạo Cung cảnh giới tu vi, thì sẽ không như thế nói. Điện Vương, Tiểu Phong đây là trận chiến cuối cùng, ta lo lắng đối diện không phục, chơi điểm tiểu thủ đoạn, ngươi nhìn. Dạ Lăng Phong mới vừa lên đi, Lý Thiên Mệnh liền đến Bạch Mặc bên người. Yên tâm, chúng ta nhìn lấy đây, sẽ không sơ ý đại ý. Bạch Mặc gật đầu. Đây là việc quan hệ sinh tử sự tình, cũng không thể toàn trông cậy vào đối phương bố cục. Tại trong mắt đối phương, Dạ Lăng Phong thân phận địa vị cùng Lý Thiên Mệnh không giống nhau. Dạ Lăng Phong cũng không có hắn loại này, làm cho cả thần quốc đều tập trung thân phận. Chí ít Đông Dương Phong Trần bọn họ cho rằng, Dạ Lăng Phong chết rồi, Thập Phương Đạo Cung cũng sẽ không như thế nào. Ngay tại lúc này, Thập Tứ Hoàng Tử Đông Dương Phong Tiêu, thực sự vào Luân Hồi Kính Hồ, này sau Luân Hồi Kính Hồ đóng lại. Địa Thánh Cảnh Đệ Thất Trọng, quyết đấu Địa Thánh Cảnh Đỉnh Phong. Đông Dương Phong Tiêu dẫm ở trên mặt nước, híp mắt nhìn Dạ Lăng Phong liếc một chút, phảng phất là tại nhìn con mồi của mình.
Ngươi muốn vào thần táng? Đông Dương Phong Tiêu hỏi. Đúng, Dạ Lăng Phong nói. Ngươi không có bản lãnh này. Cộng sinh thú cũng bị mất, nhất định là cả đời phế vật, khác vùng vẫy. Ngươi cho Lý Thiên Mệnh làm chó, hắn chưa hẳn muốn ngươi. Đông Dương Phong Tiêu cười nhạt nói. Ngươi là chó, Dạ Lăng Phong nói. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Phong Tiêu lông mày nhướng lên, hắn không nghe nói như thế ngay thẳng lời mắng người. Ta nói người thượng cổ hoàng tộc, là chó. Dạ Lăng Phong thầm trong mắt màu đỏ bên trong hung quang chợt hiện, sau khi nói xong, trên tay hắn hai thanh huyết sắc đoản kiếm đã xuất hiện, một trước một sau, mà hắn hơi hơi khom người, như cùng một cái màu đen báo săn, nhìn chằm chằm Đông Dương Phong Tiêu. Không biết sống chết, Đông Dương Phong Tiêu có chút hoảng hốt. Hắn đang nghĩ, gần nhất đến cùng thế nào? Liền cái này một cái phế vật, cũng dám tại Yên Hỏa Thịnh Yến trường hợp, nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Bọn họ thượng cổ hoàng tộc, sự suy thoái đến loại trình độ này, khiến người ta khi dễ đến mặt đi lên. Hoảng hốt cùng cười lạnh về sau, thì là căm giận ngút trời. Hắn phát hiện, cùng cái này xem ra như cái tiểu nhi thiểu năng trí tuệ một dạng đối thủ nói chuyện, quả thực làm nhục thông minh của mình. Trong lúc nói chuyện, phía sau hắn một đầu cửu anh cộng sinh thú, đã trên không trung chạy như bay. Đây là một đầu, sáu đầu cửu anh. Điều này nói rõ Đông Dương Phong Tiêu làm hoàng tử, thiên phú và chi thứ Khương Ngọc không sai biệt lắm, thật là có chút một nửa. Bất quá, thiên phú lại đồng dạng, hắn địa thánh cảnh tầng thứ 9 thực lực đều tồn tại. Đối mặt Dạ Lăng Phong, hắn là 2-1. Cái này sáu đầu cửu anh, tuy nhiên đầu thiếu, nhưng cũng đã tiến hóa làm cấp 7 thánh thú. Trong mắt có 73 cái điểm sao, là một đầu khí tức bàng bạc cổ thánh thú. Thân thể nó 10 phần to lớn, toàn thân là lớp vảy màu xanh, trong đó bắt mắt nhất chính là phần lưng của nó, cầm giữ một cặp to lớn thanh sắc cánh rơi, liền cái kia 6 cái cửu anh đứng đầu, tựa hồ cũng có chút con rơi đầu cảm giác, âm u mà dữ tợn, phù hợp thượng cổ hoàng tộc nhất quán truyền thống. Đây là cấp 7 cổ thánh thú thanh bức ma dược cửu anh. Cùng lúc đó, Đông Dương Phong Tiêu trong tay lấy ra binh khí của hắn, cái kia lại là một cái màu đen trường tiêu. Cái này trường tiêu đỉnh chóp, có một cái con rơi đầu điêu khắc, trên đó hết thảy có 50 điều thánh thiên văn du tẩu, hiển nhiên đây là một loại đỉnh cấp thánh thú binh. Những hoàng tộc này con cháu thánh thú binh đều phá lệ quý giá, có thể gặp bọn họ nội tình hùng hậu, tài lực phong phú. Thiên Mệnh, ta nhớ được cái này Đông Dương Phong Tiêu cùng hắn cộng sinh thú thanh bức ma dược cửu anh thủ đoạn, trên cơ bản đều lấy thanh âm thắt, mê hồn hệ làm chủ. Lấy thanh âm lọt vào tai, đạt tới mê loạn, đâm bị thương linh hồn hiệu quả. Tiểu Phong phương diện này mạnh nhất, đối phương rất nhiều thủ đoạn, rất có thể sẽ ở trên người hắn vô hiệu. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem thực chiến, dù sao, Đông Dương Phong Tiêu có địa thánh cảnh tầng thứ 9 thánh nguyên, hắn cộng sinh thú còn có phong bạo thuộc tính. Bạch Mặc bỗng nhiên nói, lại là loại này, lần trước Khương Thừa Phong cộng sinh thú, am hiểu là nhãn thuật, cũng là đạt tới mê hồn hiệu quả. Lần này đổi thành thanh âm, không phải cũng một dạng. Lý Thiên Mệnh quả thực dở khóc dở cười, xem ra Dạ Lăng Phong vận khí thực là không tồi. Đối phương muốn là chủ công linh hồn, Dạ Lăng Phong tuyệt đối sẽ để hắn mở rộng tầm mắt. Bọn họ vừa dứt lời dưới, luân hồi kính hồ phía trên song phương, liền đã giết đến cùng một chỗ. Đông Dương Phong Tiêu trên mặt giữ tợn ý cười, ngồi ở kia thanh bức ma dược cửu anh trên thân, thân thủ một kéo. Đem cái kia, vô danh Phong Tiêu, đặt ở ngoài miệng, bắt đầu thổi. Đối này chủng loại hình ngự thú xưa tới nói, một thủ khúc, cũng là một phần chiến quyết. Tiếng tiêu phút chốc truyền đến. Đây là thiên thánh chiến quyết cửu trọng tang hồn khúc. Từ tiếng tiêu lọt vào tai, chuyển thành mê loạn, đâm bị thương linh hồn thủ đoạn, áp dụng hiếm thấy. Hiển nhiên, Đông Dương Phong Tiêu có loại thiên phú này, cũng có một bộ phận linh hồn tu vi, mới có thể đem cái này cửu trọng tang hồn khúc thổi tấu. Luân hồi kính hồ người bên ngoài, chỉ có thể nghe được tiếng tiêu, lại nghe không ra cái này tiếng tiêu bên trong sát cơ, bởi vì cái này sát cơ, đã toàn bộ bao phủ Dạ Lăng Phong. Cái này thủ khúc, như là đại hải thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, càng ngày càng táo bạo. 9 tầng tang hồn, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, bởi vì cái kia thanh bức ma dược cửu anh, đã triển khai cái kia to lớn biên bức cánh, vỗ cánh bên trong, hồ nước bao phủ, nó khống chế phong bạo. Thẳng hướng Dạ Lăng Phong. Thần thông, siêu thần âm ba. 6 cái đầu, đồng thời phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, xen lẫn trong cửu trọng tang hồn khúc bên trong. Đây là cùng một chủng loại hình thủ đoạn song trọng đả kích. Nói thật,
Tại địa thánh cảnh tầng thứ 9 bên trong, ngoại trừ nắm giữ ba đầu cộng sinh thú Khương Phong Nguyệt, Đông Dương Phong Tiêu còn thật chưa sợ qua ai. Hắn tại thanh âm mê hồn phía trên thủ đoạn, đủ để cho rất nhiều người đều ngăn cản không nổi. Ta nghe nói ngươi cũng biết một ít linh hồn công kích, đến, triển lãm cho ta xem một chút. Đông Dương Phong Tiêu tâm lý vui vẻ nói. Nhưng, Dạ Lăng Phong để hắn thất vọng. Làm Đông Dương Phong Tiêu lấy cửu trọng tang hồn khúc cùng siêu thần âm ba đồng thời áp chế thời điểm, Dạ Lăng Phong trực tiếp ngốc đứng ở tại chỗ, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là sa vào đến mê hồn bên trong, giống như là thấy được chuyện kinh khủng gì, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Đây là Đông Dương Phong Tiêu thủ đoạn, có khả năng chế tạo ra tốt nhất hiệu quả. Qua phế đi, nắm chặt thời gian. Đông Dương Phong Tiêu một bên thổi, một bên đi tới Dạ Lăng Phong trước mắt, hắn tiếng tiêu càng ngày càng gấp rút, Dạ Lăng Phong xem ra cũng càng ngày càng thống khổ. Cái này thủ khúc thổi xong, hắn liền thành ngu ngốc. Bất quá, thời gian dài thập phương đạo cung sợ là có ý kiến. Đông Dương Phong Tiêu tâm niệm nhất động, tại hắn trả tại thổi thời điểm, thanh bức ma dược cửu anh đình chỉ siêu thần âm ba phóng thích, đi thẳng tới Dạ Lăng Phong trước mắt. Cắn xuống đầu của hắn, Đông Dương Phong Tiêu lấy tâm linh câu thông, để cộng sinh thú xuất thủ. Đây là một trận nghiền ép, Dạ Lăng Phong muốn nhận thua cũng khó khăn, từ đầu tới đuôi đều lâm vào hắn mê hồn bên trong. Nhưng, đây là thực sự sao? Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã sớm nhìn ra, Dạ Lăng Phong đây là tại diễn xuất đâu. Chớ nhìn hắn bình thường có chút sững sờ, nhưng trong chiến đấu, hắn thực tương đương thông minh, nhất là tại thực lực không bằng đối phương tình huống dưới. Làm Đông Dương Phong Tiêu dương dương tự đắc, mà thanh bức ma dược cửu anh cắn xé mà đến trong nháy mắt, vừa rồi còn lộ ra phá lệ thống khổ Dạ Lăng Phong, đột nhiên mở ra huyết tinh hai mắt. Sau một khắc, đến phiên thanh bức ma dược cửu anh kêu thảm. Không chỉ là Đông Dương Phong Tiêu sơ suất, liền cái này cộng sinh thú đều coi là, nó tùy tiện một miệng đều có thể kết thúc Dạ Lăng Phong. Thịnh Yến bên này, Linh Lung các chủ Mộng Thính Vũ vốn là chuẩn bị tốt cứu Dạ Lăng Phong, nhưng nàng có thể một chút chậm một bước. Quản chi chỉ là trong nháy mắt, thanh bức ma dược cửu anh đều có cắn chết Dạ Lăng Phong khả năng. Nhưng bây giờ, đúng lúc thì cái trong nháy mắt, sinh ra thật không thể tin biến hóa. Cái kia chính là, thanh bức ma dược cửu anh đột nhiên kêu thảm, mà Dạ Lăng Phong hóa thành huyễn ảnh, xông về đối thủ, trong tay nhiên huyết phách kiếm song song cắm vào đối phương trên bụng, sau đó hướng đằng sau kéo một phát. Xoẹt, máu me khắp người, không ít ruột rơi ra đến. Đều bị Dạ Lăng Phong trực tiếp chặt đứt. Thanh bức ma dược cửu anh trực tiếp ngã lăn ở trong nước. Trong lúc nhất thời, phụ cận hồ nước trực tiếp biến đỏ. Bụng của nó bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn nó, càng dãy giụa, ngũ tạng lục phủ càng là ra bên ngoài rơi. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Mộng Thính Vũ vốn định cho Đông Dương Phong Tiêu một cái cơ hội, lại không nghĩ rằng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trong nháy mắt, biến thành thanh bức ma dược cửu anh trọng thương. Dạ Lăng Phong trực tiếp thì rút lui, bởi vì cái kia Đông Dương Phong Tiêu đã đình chỉ thổi, tay cầm, vô danh Phong Tiêu, thi triển một loại côn pháp, phủ đầu nện tới. Dạ Lăng Phong một mực chạy, đối phương khẽ dựa gần, hắn thì dùng linh hồn nhói nhói đối phương. Dù sao, Đông Dương Phong Tiêu cộng sinh thú đã trọng thương, chỉ cần thời gian trôi qua, không đi khẩn cấp trị liệu, chết ở chỗ này cũng có thể. Người sao có thể không có việc gì, Đông Dương Phong Tiêu lòng như đao cắt. Hắn tự tin nhất chính là mình linh hồn phương diện thiên phú, mà bây giờ, rõ ràng đối Dạ Lăng Phong vô hiệu. Nó sắp chết, Dạ Lăng Phong chỉ hắn cộng sinh thú. Ngươi, Đông Dương Phong Tiêu tức giận đến thổ huyết. Hắn truy giết tới, kết quả Dạ Lăng Phong căn bản không cùng hắn dây dưa. Thậm chí, đang bị truy đuổi thời điểm, hắn thẳng hướng thanh bức ma dược cửu anh. Để thương thế của nó, họa vô đơn chí. Dạ Lăng Phong mục đích rất rõ ràng. Chính diện chém giết, hắn không phải Đông Dương Phong Tiêu đối thủ, hắn cứ như vậy hướng xuống kéo. Thẳng đến, Đông Dương hoàng tộc các trưởng bối, đều cảm thấy mất mặt mất hết, đều đã mệt mỏi. Dục đế còn chưa lên tiếng, Mộng Thính Vũ liền sẽ ý, đem nổi giận đến cơ hồ mất lý trí Đông Dương Phong Tiêu, cho kéo ra ngoài, bao quát cái kia hấp hối cộng sinh thú. Cha! Phụ hoàng, ta còn không có đánh xong, ta có thể thắng. Sắc mặt hắn chợt xanh chợt tím, cả người thở hổn hển, oán hận nhìn chằm chằm theo luân hồi kính hồ bên trong đi ra Dạ Lăng Phong. Hắn bị một cái thoạt nhìn như là ngu ngốc gia hỏa tính kế. Đây mới gọi là thật vô cùng nhục nhã. Người không biết, còn tưởng rằng hắn diễn kỹ rất bằng phẳng,
thành công đưa Dạ Lăng Phong tiến thần táng đây. Lan, Dục Đế đã nói một chữ, để Đông Dương Phong Tiêu ngốc trệ, sau đó ngồi ngã trên mặt đất. Lập tức liền có mấy đứa cùng tuổi người, tới đem hắn cùng cộng sinh thú cùng một chỗ lôi đi. Giờ khắc này, cái gọi là yên hỏa thịnh yến, bầu không khí ngưng kết thành băng điểm. Muốn là Đông Dương Phong Tiêu dứt khoát nhận thua còn tốt, hắn tức hổn hển nghèo truy đáng vẻ không bỏ, không phong độ chút nào, mấu chốt là lại không có thể làm được Dạ Lăng Phong, toàn trường biểu hiện, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng, ai dám cười? Trên trời yên hỏa còn tại thả, tiểu bối đệ tử bị áp chế thành dạng này, thượng cổ hoàng tộc mặt mũi, quả thật có chút ngượng nghịu. Tiếp đó, đầy triều văn võ nhóm vội vàng nói sang chuyện khác, Mộng Thính Vũ cũng an bài còn lại hai tổ chiến đấu tiến hành, bầu không khí giống như hỏa hoãn xuống tới. Giống như, vừa rồi chỉ là một cái không có ý nghĩa nhạc đệm. Chỉ là ai cũng biết, địa bảng quyết chiến cùng yên hỏa thịnh yến, thập phương đạo cung cầm hai cái đệ tử trẻ tuổi, để hoàng tộc có chút mất hết mặt mũi. Mấu chốt là, đây là thái tử tự mình mời bọn họ tới. Yến hội bên này vẫn hoàn thành thiếu ngữ, nhưng là trong hoàng cung rất nhiều nơi hẻo lánh, những người trẻ tuổi kia tập hợp một chỗ, tức giận đến lên cơn giận dữ. Khương Phong Nguyệt, Đông Dương Phong Tiêu hai cái này phế vật. Nhất là Đông Dương Phong Tiêu, quả thực mất mặt xấu hổ. Cái này muốn là truyền đi, cái này Lý Mộ Dương chi tử, chẳng phải là dẫm lên đỉnh đầu chúng ta đi lên. Ta thì làm không rõ ràng, thập phương đạo cung mạnh như vậy sao? Chúng ta đường đường thượng cổ hoàng tộc, một cái tội nhân chi tử cũng không thể giết. Chúng ta hoàng tộc mấy vạn năm đến bây giờ, có mất mặt như vậy thời điểm sao? Tại yên hỏa thịnh yến phía trên, bị người đánh đến không còn cách nào khác. Những cái kia hỏa khí, chỉ có thể toàn bộ nuốt xuống. Đệ tử luận bàn, sau khi kết thúc, thịnh yến vẫn còn tiếp tục, kế tiếp là ca múa biểu diễn. Phong Trần, Dục Đế nghiêng đầu, nhìn thoáng qua thái tử. Phụ hoàng, Đông Dương Phong Trần sắc mặt khó coi thật lâu, nhưng lúc này thời điểm, hắn vẫn là tận lực để cho mình tỉnh táo một chút. Hôm nay cảm nhận được thất bại, là ngươi cả một đời rất chân quý kinh lịch. Dục Đế thản nhiên nói. Đúng, nhi thần xác thực không nghĩ tới, sẽ để cho hai cái tiểu hài tử làm phiền muộn. Đông Dương Phong Trần nói. Nhớ kỹ hiện tại cảm giác đi, không thường có. Cái này có thể nhắc nhở ngươi, sau đó phải làm thế nào. Ngươi minh bạch ý của trẫm sao? Dục Đế nói. Nhi thần minh bạch, hiện tại muốn làm, cũng là để xuống hoàng tộc kiêu ngạo, không lại lấy cảm giác ưu việt miệt thị đối thủ, đem đối thủ xem như đối thủ chân chính. Hôm nay có chút chật vật, nhưng chỗ tốt là, thần táng bên trong có rất nhiều có thể giải quyết vấn đề cơ hội. Không thể phủ nhận. Hắn có một loại để cho ta cảm giác được rất khó chịu tốc độ tiến bộ. Ta bản thân cảm nhận được, năm kiếp luân hồi chi thể, không phải nói đùa. Cho nên, ta nhất định phải tại hắn siêu việt ta trước đó, đem triệt để xử lý sạch. Đông Dương Phong Trần cúi đầu nói. Hiển nhiên, đệ đệ muội muội chiến bại, để hắn điều chỉnh tâm tính. Bằng không, tâm tình sẽ còn thật buồn bực. Thần táng là cơ hội duy nhất, bỏ lỡ lần này, muốn là đạo cung đem giấu đi. Để hắn tiềm tu cái 2-3 năm, lần sau gặp mặt, người đều đến nhìn lên hắn. Dục Đế nói. Đông Dương Phong Trần vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì Dục Đế đối Lý Thiên Mệnh bình giá quá cao. Thần quốc trong lịch sử, duy nhất so với chúng ta nhất tộc cửu thủ thiên phú mạnh, đoán chừng chỉ có Lý Thị Thánh tộc năm kiếp luân hồi chi thể. Không nghĩ tới, đây cơ hồ diệt tộc tiểu tộc, vậy mà huy hoàng tái hiện, để đạo cung bắt lấy cơ hội. Dục Đế ánh mắt âm sâm, không biết đang suy nghĩ gì. Phụ hoàng yên tâm, chỉ cần hắn dám vào thần táng, ta nhất định vì hoàng tộc giải quyết cái này tai họa. Đông Dương Phong Trần đánh cược nói. Lý Thiên Mệnh rất hiển nhiên sẽ tiến thần táng. Bởi vì, nếu như không phải là vì thần táng, điện vương nhóm hôm nay căn bản không cần thiết dẫn hắn tới nơi này mạo hiểm. Đến đây dự tiệc tranh đoạt, bản thân liền là một loại tín hiệu. Nếu là không giải quyết được đâu, Dục Đế hỏi. Vậy ta, ngươi cũng đừng làm thái tử. Để ngươi đại ca làm. Ngươi thiên phú cao, võ đạo phương diện không người có thể so sánh, nhưng hoàng tộc từ trước đến nay lấy công tích nói chuyện, ngươi có thể làm được cái này Lý Thị Thánh tộc dư nghiệt, ngươi một cái công lớn, làm không được, thối vị nhượng chức. Dục Đế nói. Vâng, Đông Dương Phong Trần cảm giác một ngọn núi một dạng bàng bạc áp lực, trấn áp tại trên đỉnh đầu chính mình. Hắn biết, đây cũng là bởi vì, chính mình đem yên hỏa thịnh yến làm hư. Càng là áp lực trầm trọng. Trong lòng của hắn, sát cơ thì càng nồng đậm. May mắn, ta hiện tại bóp chết hắn,
vẫn cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Hắn theo không nghĩ tới quyết định chính mình vận mệnh đối thủ, lại là một cái tiểu thập tuổi gia hỏa. Nhưng, đã trở thành đối thủ, hắn muốn nói. Vậy liền đi chết đi. Làm đầy trời yên hỏa, rốt cục châm ngòi hoàn tất, yên hỏa thịnh yến, cũng đến khâu cuối cùng. Ngoại trừ phía trước phát sinh một chút nhạc đệm, cả chàng yến hội cũng là thuận lợi, thần đô các cường giả chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm giang sơn, nịnh nọt, trò chuyện vui vẻ. Yến hội lập tức liền muốn tản. Đúng vào lúc này, báo, khởi bẩm bệ hạ, đại sự không ổn. Một đám người áo đen xông vào yên hỏa thịnh yến, không để ý ngăn cản xông tới, đây chính là trọng tội. Bất quá, theo bọn họ hóa trang đến xem, rõ ràng là thượng cổ hoàng tộc tình báo nhân viên, một câu đại sự không ổn, trực tiếp kinh động toàn trường. Thịnh yến thần đô các cường giả, lập tức như lâm đại địch. Dù sao, hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Cơ hồ người người đều đứng lên, bao quát Bạch Mặc, Dạ Nhất bọn họ. Bọn họ vô ý thức, đem Lý Thiên Mệnh mấy người bọn hắn bảo hộ ở giữa. Bệ hạ, kẻ phản quốc, Khương Lăng, hiện thân. Hắn chỉ huy vây cánh, liên hợp cửu cảnh tông môn, thừa dịp yên hỏa tiết ồn ào, không phòng bị, đánh lén tiến công võ thánh phủ. Chín cái cảnh vực tông môn người, dựa vào yên hỏa yểm hộ, theo thần đô thủy hệ chui vào, chuyện đột nhiên xảy ra, võ thánh phủ tổn thất nặng nề, thương vong đông đảo. Hiện tại, Khương Lăng chính mang theo bộ hạ, bắt võ thánh phủ tù binh, thẳng hướng hoàng thành. Tin tức vừa ra, toàn trường đều trước ngốc trệ một chút. Yên hỏa tiết là đoàn viên chi tiết, là thần quốc ngày lễ long trọng nhất, thả khói lửa thời điểm, chính là bách tính lớn nhất gieo hò, buông lỏng nhất thời điểm. Võ thánh phủ chính là đầy triều văn võ đại thần phủ đệ, những năm gần đây, dục đế bởi vì chiến công rất cao, đạt được võ thánh phủ ủng hộ lớn nhất, đây là hắn có thể ngồi vững vàng đế vị căn cơ. Nhưng là, hôm nay yên hỏa tiết, võ thánh phủ chí ít có hơn 200 lớn nhất cường giả đứng đầu, được thỉnh mời đến hoàng thành. Đây chính là võ thánh phủ lớn nhất trống rỗng thời điểm. Cái gọi là, Khương Lăng, chính là tiên đế cửu hoàng tử Đông Dương Lăng. Rất hiển nhiên, dục đế không có dự liệu được Đông Dương Lăng sẽ ở yên hỏa tiết làm khó dễ, mà lại không tấn công hoàng thành, vậy mà công kích võ thánh phủ. Ngày đó tiên đế băng hà, Đông Dương Lăng mang theo tất cả thân tín. Hậu nhân biến mất, rõ ràng là trốn ở thần đô nơi nào đó, lấy thiên văn kết giới ẩn tàng, lại thêm rất có thể có người bao che, dục đế đến bây giờ đều không có bắt được hắn tới. Kẻ phản quốc, rốt cục bỏ được đi ra rồi hả? Rất tốt, dục đế trầm giọng cười một tiếng. Hiện tại, Đông Dương Lăng bị thương võ thánh phủ, còn hướng hoàng thành mà đến. Dục đế tựa hồ, ước gì cùng hắn chính diện nhất chiến. Nhưng, hắn bỗng nhiên biến sắc. Đúng vào lúc này, yến hội bên trong, đột nhiên có hơn 300 người bạo khởi, bỗng nhiên xuất thủ, thẳng hướng người chung quanh. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng hỗn loạn, rất nhiều đỉnh cấp cộng sinh thú bỗng nhiên xuất hiện, giống lên một tiếng âm chấn thiên. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, liền khắp nơi đều đang run rẩy. Hộ giá. Là cổ thị tộc người, đáng chết. Lớn mật, tham lang cổ tộc, thao thiết cổ tộc, tất phương cổ tộc, kỳ lân cổ tộc. Dám phản quốc khi quân, nghịch loạn triều cương. Thậm chí, không chỉ là cổ thị tộc, còn có rất nhiều khương thị hoàng tộc người, bỗng nhiên xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vậy mà hoàn toàn không làm rõ ràng được, người nào đầu phục Đông Dương Lăng. Rất hiển nhiên, Đông Dương Lăng cho tới bây giờ đều không có biến mất, hắn vẫn luôn tại thần đô trưởng khống đại cục, liền vì giờ khắc này. Dục đế đối cổ thị tộc người, đã phong tỏa rất gấp, thậm chí đã tra rõ qua. Những người này cũng tuyên thệ hiệu chung qua. Hắn biết, trong những người này, khẳng định còn có ngoan cố chi đồ, nhưng là lại không nghĩ rằng, vậy mà có nhiều như vậy. Đông Dương dục mưu sát tiên đế, xoán vị cướp ngôi, tội nghiệt ngập trời, tội không thể tha thứ. Hắn cùng Trung Huyền Quân, bức bách đế thú, giả truyền thánh chỉ, lòng lang dạ thú, thiên hạ có thể chu. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh nhìn đến nhìn mà than thở.